thiếu chủ như thế nào? Sa Hồ bà nhìn đến Dương Nghị Vân hai mắt mở sau hỏi. Tìm được lão Đoạn ba người, chúng ta hiện tại liền qua đi cùng bọn họ hội hợp đang nói. Dương Nghị Vân nói, lão Đoạn ba người khoảng cách nơi đây hơn 200. Hiện giờ nơi này địa hình đều ở Dương Nghị Vân trong đầu, nhưng thật ra thực mau là có thể qua đi. Lúc sau mang theo Medusa cùng Sa Hồ bà thẳng đến Đoạn Thân mới vừa ba người mà đi. Một canh giờ sau, Dương Nghị Vân ba người liền thấy được Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người. Lão Đoạn, Dương Nghị Vân kêu to một tiếng. Trong tầm mắt Đoạn Thân mới vừa ba người ở 100 mét ở ngoài. Chỉ là Dương Nghị Vân không nghĩ tới, hắn kêu to Đoạn Thân mới vừa ba người như là không nghe được giống nhau. Cái này làm cho hắn nhíu mày. Bất quá đảo cũng không nghĩ nhiều, thực mau liền đến bọn họ ba người trước người số 30 mét. Lúc này Medusa lại là nói, thần tôn từ từ, bọn họ ba người tựa hồ không thích hợp. Dương Nghị Vân nghe được Medusa nói chuyện, theo bản năng dừng lại. Giờ phút này nhìn lại, Đoạn Thân mới vừa ba người thật là có điểm không đúng. Phía trước hắn nguyên thần xuất khiếu nhìn đến thời điểm, ba người ở cái này huyệt động chung chậm gì gì đi lại, hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, nguyên thần liền trở về bản thể, trực tiếp đuổi lại đây. Lúc này lại đi xem, ba người như cũ ở nguyên thần nhìn đến huyệt động chung, vẫn là ở chậm gì gì đi đều có thể. Nghe được Medusa nói chuyện lúc sau, Dương Nghị Vân cũng phát hiện vấn đề, xem trên mặt đất ba người hành tẩu dấu chân, cư nhiên là ngươi một cái hình tròn. Đây là nói. Đoạn Thân mới vừa ba người trước sau tại chỗ đạp bộ, ở xoay quanh. Thiếu chủ nơi này có không gian dao động, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là liền ở bọn họ nơi ở, hiện tại xem ra, bọn họ ba người bị nhốt ở nào đó không gian chung, cho nên nghe không được chúng ta kêu to. Sa Hồ bà giờ phút này cũng mở miệng. Dương Nghị Vân nghe được Sa Hồ bà mở miệng, trong lòng vừa động thúc dục không gian đại thụ chi lực, cẩn thận cảm thụ một chút, quả nhiên như Sa Hồ bà lời nói. Nơi đây có mỏng manh không gian dao động tồn tại, hơn nữa thực hỗn loạn. Thực hiển nhiên Đoạn Thân mới vừa ba người lâm vào nào đó không gian chung. Chỉ là bực này không gian có bị lá che mắt công hiệu, bên trong nhìn không tới nghe không được bên ngoài, mà bọn họ đứng ở không gian ở ngoài còn lại là có thể nhìn đến. Lão Đoạn ba người lâm vào hỗn loạn không gian chúng. Ta đi xem. Dương Nghị Vân nói xong liền phải tiến lên. Nhưng bị Sa Hồ bà vội vàng ngăn lại nói. Thiếu chủ đừng vội, hỗn loạn không gian thông thường đều không ổn định, một khi kích phát, chưa chừng sẽ cũng sẽ hãm sâu trong đó, rất khó ở ra tới. Dương Nghị Vân vừa nghe cũng đúng vậy. Dù sao xem Đoạn Thân mới vừa ba người ở bên trong tình huống, không có bị thương gì đó, cũng chỉ là bị nhốt ở bên trong, bất quá bọn họ ba cái chính mình biết, vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, khả năng còn tưởng rằng vẫn luôn tại hành động. Các ngươi hai cái đều nhìn xem bốn phía tình huống. Có thể hay không tìm được một cái tiến vào không gian biện pháp. Dương Nghị Vân ngẫm lại đối Sa Hồ bà và Medusa dặn dò. Hảo! Hai người theo tiếng. Kế tiếp ba người liền ở bốn phía cẩn thận cảm thụ không gian biến hóa quy luật, hy vọng có thể tìm được một cái phá giải phương pháp tới. Không gian hỗn loạn nói là cái này cách nói, nhưng trên thực tế là hỗn loạn là biểu tượng, kỳ thật đã hình thành nào đó riêng không gian hoàn cảnh. Hiện tại vấn đề là, hoặc là tìm được một cái chống đỡ điểm tiến vào trong đó đem lão Đoạn ba người đánh thức, lúc sau từ nội bộ phá không gian ra tới, hoặc là trực tiếp từ bên ngoài phá không gian, bất quá loại này là phi thường nguy hiểm. Bởi vì một cái vô ý, liền như Sa Hồ bà lời nói, sẽ dẫn phát không gian vết rách sụp xuống. Ba người phân công nhau tia, a tìm, đều có thể cảm ứng được ở toàn bộ không gian thật lớn trong vòng, có ngũ hành không gian dao động tồn tại. Dương Nghị Vân trong cơ thể có không gian thuộc tính nói thụ, nhưng thật ra cảm ứng tương đối mãnh liệt. Quay chung quanh thật lớn không gian hành tẩu mà đi. Vài phút sau, Dương Nghị Vân đứng ở một chỗ. Lúc này hắn phát hiện Sa Hồ bà và Medusa cũng là từng người đứng thẳng ở một phương, ba người vừa lúc hình thành phẩm tự. Các ngươi có gì phát hiện? Dương Nghị Vân hỏi hai người. Sa Hồ bà nói, ta bên này có một chỗ không gian phay đứt gãy. Hẳn là nhưng xuống tay thử xem phá vỡ, nhưng là không dám bảo đảm có thể hay không mất đi cân bằng. Ta bên này cũng là giống nhau, Medusa nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, ta nơi này cũng đồng dạng như thế, bất quá chúng ta ba người thật tốt là ba chân thế chân vạc chi thế, nghĩ đến hẳn là có thể bảo trì cân bằng. Chờ một lát chúng ta ba người đồng thời ra tay thử xem, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ nơi này không gian bao phủ.
Hảo, Sa Hồ Bà Bà và Medusa gật đầu. Động thủ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hạ lệnh. Sinh ra chi gian hắn trong tay thần lực lộng lẫy bùng nổ, bỗng nhiên một trưởng đối với trước người cảm ứng được không gian phay đứt gãy đánh đi. Nếu là bọn họ ba người đồng thời động thủ, chỉ cần lực lượng cũng đủ, liền có thể đánh vỡ không bao phủ đoạn thân mới vừa ba người không gian, làm cho bọn họ ba người thoát phây mà ra. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân, Sa Hồ Bà Bà, Medusa đồng thời động thủ. Ầm vang, một tiếng nổ vang vang lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, trước người không gian bắt đầu kịch liệt dao động. Ngay sau đó oanh một chút, vô hình bên trong, như là một đạo dòng khí nhộn nhạo mở ra. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm nhận được không gian chi lực biến mất. Thành. Dương Nghị Vân một tiếng kinh hỉ. Lúc này ba người phân biệt hướng về 20 mét nơi đoạn thân mới vừa ba người hội tụ. Lão đoạn. Dương Nghị Vân mang lên thần hồn chi lực một tiếng quát nhẹ dựng lên. Chỉ thấy đoạn thân mới vừa ba người trước sau đều là cả người một chỉnh, trong ánh mắt chậm rãi có sắc thái. Chủ nhân. Đoạn thân mới vừa thanh tỉnh. Chủ nhân. Theo sau Âm Dương Kim Cương vợ chồng cũng tỉnh lại. Ba người bị hỗn loạn không gian bao phủ lúc sau liền lâm vào nào đó ảo cảnh bên trong, tự thân là không thể hiểu hết, bị Dương Nghị Vân ba người phá hỗn loạn không gian sau, một tiếng mang theo thần hồn chi lực quát nhẹ lúc này mới rộng mở tỉnh táo lại. Các ngươi ba cái nói, Dương Nghị Vân nhìn ba người nói. Giờ phút này đoạn thân mới vừa ba người lúc này mới phản ứng lại đây. Các ngươi ba cái là tình huống như thế nào? Bị huyết thú chiều tách ra lúc sau, các ngươi nhưng thật ra ở bên nhau, có hay không gặp qua Hừng Hực Hoan các nàng? Dương Nghị Vân hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta ba cái ở huyết thú chiều đánh sâu vào thời điểm, vừa lúc ở cùng nhau, không thấy được những người khác, lúc ấy tình huống kinh tế cũng không nghĩ nhiều liền muốn tìm cái địa phương tránh né huyết thú đàn, nhảy vào một chỗ mà hố, ở lúc sau liền nhìn đến các ngươi, hiện tại nghĩ đến chúng ta là chạm vào cái gì hỗn loạn không gian bị lạc ở nơi này. Nơi đây không gian hỗn loạn, thực sự lợi hại, nếu không phải chủ nhân tiến đến, chúng ta ba người sợ là còn phải bị vây ở chỗ này vẫn luôn ra không được. Thuần Dương Kim Cương hư than vô cùng, từ lần trước Dương Nghị Vân gõ bọn họ vợ chồng lúc sau, hiện tại Thuần Dương Kim Cương nói chuyện tư thái thấp nhiều. Nếu không có việc gì, vậy đi thôi, đi tìm những người khác. Hắn thủ hạ cường đại nhất ba người ở bên nhau, cũng không có đụng tới cái gì thực chất thượng nguy hiểm, này cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất đều không có việc gì. Đối với hắn tới đem, hiện tại này đó nhận lấy nhưng không hy vọng tổn thất bất luận cái gì một người, hắn ngoài miệng tuy rằng chưa nói quá, nhưng là trong lòng đã ở suy xét cùng 33 thiên điện cuối cùng quyết chiến. Chờ từ chúng thần vực thế giới sau khi rời khỏi đây, hắn liền sẽ giải quyết cùng 33 thiên điện đế tôn chi gian ân oán, đến lúc đó đánh thượng 33 thiên điện đi, còn phải dựa mấy ngày này nói cường giả, cho nên Dương Nghị Vân đối này đó thủ hạ là thực coi trọng, nhưng không hy vọng ở xuất sư. Một hàng sáu người, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là một bên liền vào giờ phút này phát sinh. Ong ong. Tiếng gầm rú từ bốn phương tám hướng dựng lên. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi. Bên người Sa Hồ Bà Bà kinh hô, không tốt, hỗn loạn không gian lại khôi phục, thiếu chủ đi mau. Kỳ thật đều không cần Sa Hồ Bà Bà nhắc nhở, những người khác đều cảm nhận được hỗn loạn không gian nơi lần thứ hai khôi phục. Dương Nghị Vân cái này minh bạch, nơi này hỗn loạn không gian chi lực nhưng không đơn giản là một tầng. Mà là xu rất nhiều tầng. Hơn nữa địa hình có cổ quái. Ở Nga đặc thù hoàn cảnh hạ, hội tụ hỗn loạn không gian chi lực, là sinh sôi không thôi tuần hoàn trạng thái, phía trước hắn cùng Sa Hồ Bà Bà, Medusa đánh vỡ lúc sau, thật là biến mất, nhưng lúc này lại một lần xuất hiện chỉ có thể thuyết minh, nơi này địa hình phi thường đặc thù. Sáu người vội vàng bay vọt mà đi. Bốn phía có hỗn loạn không gian lực lượng diện tích cũng liền hơn trăm cái bình phương bộ dáng, lẽ ra bọn họ phản ứng không chậm, tốc độ cũng sẽ không chậm, ngay lập tức chi gian là có thể lao ra đi. Chỉ cần lao ra hỗn loạn không gian phạm vi, liền an toàn. Nhưng Dương Nghị Vân vẫn là coi thường đặc thù địa hình hạ hình thành không gian lực lượng. Ở bọn họ sáu người nhích người hết sức, toàn bộ không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Phá! Dương Nghị Vân giống to, bỗng nhiên một chưởng đánh ra đi, muốn đánh vỡ bao phủ mà đến hình thành hỗn loạn không gian chi lực. Rầm rầm! Cùng thời gian sáu người đồng thời ra tay, mọi người đều minh bạch. Muốn cưỡng chế phá hỗn loạn không gian chi lực, như thế đại gia mới có thể chân chính đi ra ngoài. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Cường lực dưới, đích xác đánh tan hỗn loạn không gian chi lực, nhưng cũng xuất phát càng vì không xong tình huống,
không gian sụp xuống hỏng mất. Này hơn 100 bình phương bản thân chính là một chỗ tự nhiên hình thành không gian, có thể nói là một chỗ không ổn định tiểu thế giới, bị bọn họ 6 người toàn lực công kích dưới, trực tiếp hỏng mất. Ngay sau đó Dương Nghị Vân 6 người thấy được không gian vặn vẹo dưới xuất hiện một đạo không gian cái khe. Từ đầu ngón tay trường một chút bắt đầu nháy mắt hóa thành, mấy chục trường. Không gian cái khe lúc sau đó là vô tận hư không, nếu là đừng cuốn tịch đi vào, đã có thể chân chính thuộc về lưu đày, rất khó lại có thể ra tới. Nhưng là không biện pháp. Cái này không gian cái khe quá nhanh quá lớn, hơn nữa phi thường ổn định. Trong nháy mắt bọn họ 6 người đã bị cuốn tịch đi vào. Chợt lóe rồi biến mất công phu, không gian cái khe biến mất, tại chỗ đã không có Dương Nghị Vân 6 người, giống như là trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Dương Nghị Vân cảm giác như là tiến vào chính mình thi triển hắc ám quy tắc phù thời điểm, nhưng hắn biết căn bản không phải hắc ám phù. Chỉ là loại này vô tận hắc ám thực tương tự. Không gian vết rách lúc sau, đó là vô tận hư không. Bọn họ 6 người tất cả đều bị cuốn tịch đi vào. Tiếp được nghênh đón bọn họ chính là vô cùng vô tận hắc ám hư không. Dương Nghị Vân đáy lòng chỉ có 3 chữ thuốc phiên lưu. Tiến vào không gian cái khe trong hư không chẳng khác nào bị lưu đày, nghĩ ra được đã có thể khó khăn. Tuy rằng hắn đã thời điểm chiến đấu ở nào đó tiểu thế giới cũng có thể bởi vì chiến đấu mà đánh ra không gian cái khe tới, nhưng kia gần là nho nhỏ một chút mà thôi, còn xa xa không đạt được có thể cuốn tịch người nông nỗi. Nhưng là lần này bất đồng. Lần này chính là bản thân hỗn loạn không gian, có thể cuốn tịch người. Dương Nghị Vân không cam lòng a. Thật bị muốn ở vô tận hư không hắc ám phiêu lưu, kia cũng không phải là hắn mong muốn. Dưới tình huống như vậy, Dương Nghị Vân sâu trong nội tâm bộc phát ra một cổ tử bất khuất tới. Không thể, tuyệt đối không thể tuyển nhập trong hư không đi. Hắn biết hư không đáng sợ. Mười đạo cho ta khai. Dương Nghị Vân gầm lên giận dữ. Tất cả đều là thúc dục thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ chi lực, 10 đại đạo thụ đồng thời thúc dục, lấy không gian nói thụ cầm đầu, đi cảm ứng 4 phía không gian chi lực. Hắn buông tay một bác. Bởi vì quanh thân như cũ tồn tại hỗn loạn không gian chi lực, như thế hắn lấy tự thân lực lượng vì lôi kéo, chỉ là có thể cùng không gian chi lực có dung hợp, lý luận thượng đó là lại lần nữa thoát khỏi hư không, một lần nữa đi ra ngoài. Nhưng là có thừa không gian đặc thù tính, liền tính là đi ra ngoài. Cũng sẽ không ở cùng cái địa điểm. Đến nỗi sẽ tới địa phương nào, kia chỉ có thể mặc cho số phận. Nhưng tổng bộ lưu tại hư không cái khe trung cường. Tất cả đều theo sát ta. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, cư nhiên thật đúng là cùng không gian chi lực có nổ vang, này thuyết minh, ở hỗn loạn không ổn định trạng thái hạ, bọn họ như cũ là có thể đi ra ngoài. Cùng thời gian hắn thần lực bùng nổ năm đạo, phân biệt đem Medusa, Sa Hồ bà, Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng rời vòng ở cùng nhau. Không gian biến hóa chớp mắt liền biến. Một khắc trước vẫn là vô tận hắc ám, bốn phía yên tĩnh, giây tiếp theo còn lại là ngươi đợi tiếng gió. Ong! Một trận run minh lúc sau, Dương Nghị Vân cả người chấn động. Lại là toàn thân đều một trận chết lặng, nhưng hắn lại thường thường hộc ra một ngụm chọc khí. Ra tới! Ra tới! Đoạn Thân mới vừa phản ứng thực mau. 6 cá nhân tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, nhưng lại là cứng rắn bùn đất đại địa. 6 người một đám tất cả đều có há mồm thở dốc, vừa rồi chính là trong nháy mắt biến hóa, nhưng bọn hắn thật sự là bị hỗn loạn không gian cái khe cuốn tịch tiến vào vô tận hư không chung. Cái loại này hắc ám cùng yên tĩnh lệnh người hít thở không thông, phi thường khó chịu. Mà giờ phút này, lại là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng may mọi người đều bị thần tôn đại nhân cấp cứu ra tới. Dương Nghị Vân cũng là cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, thường thường thư khẩu khí. Còn hảo, hắn chi giác cùng phán đoán không sai, hoặc là nói trong thân thể hắn 10 đại đạo thụ chi lực, là thật nghiêu bức. Toàn lực bùng nổ dưới, thật đúng là từ trong hư không dẫy dụa ra tới. Mọi người đều không có việc gì đi, Dương Nghị Vân hỏi. Đa tạ chủ nhân chúng ta đều không có việc gì, Âm Dương Kim Cương vợ chồng vội vàng trả lời. Thiếu chủ chúng ta không việc gì. Sa Hồ bà và Medusa cũng đều trả lời. Dương Nghị Vân lúc này mới đứng lên, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nơi này đã không phải phía trước Đoạn Thân mới vừa 3 người vị trí nơi. Bất quá có một chút Dương Nghị Vân có thể xác định, bọn họ như cũ ở Tu La Tràng. Bởi vì không khí hơi thở không có nhiều ít biến hóa. Như cũ có nùng liệt mùi máu tươi, tầm mắt có thể đạt được cũng huyết phụ nồng hậu.
nhưng là bốn phía xuất hiện một ít thảm thực vật. Hoàn cảnh tối tăm thực, không có gì ánh sáng, nhưng tuyệt độ không phải cái gì huyệt động chúng. Thiếu chủ chúng ta giống như tới rồi một khác chỗ địa phương. Sa hồ bà đứng dậy sau nói. Dương Nghị Vân điểm đều nói, không gian chi lực hỗn loạn, chúng ta bị cuốn tịch tiến hư không, trở ra tất nhiên không phải nguyên lai nơi, đều khắp nơi nhìn xem, cũng không biết tới rồi địa phương nào. Dương Nghị Vân sau khi nói xong, lại là nhắm lại hai mắt, hắn chuẩn bị nguyên thần xuất khiếu nhìn xem. Ngay sau đó nguyên thần xuất khiếu sau nguyên thần ý niệm khuếch tán đi ra ngoài. Lại là khoảnh khắc lại mở hai mắt, vội vàng mở miệng nói, đi, ta nhìn đến huyền ngang nhau người. Dứt lời cũng không cho những người khác giải thích, vèo một chút hướng về một phương hướng mà đi. Mặt khác năm người vừa thấy, vội vàng theo sát đi lên. Cũng không biết Dương Nghị Vân phát hiện cái gì, tới không vội hỏi, cũng không dám hỏi, chạy nhanh đuổi theo đi chính là. Dương Nghị Vân vừa rồi nhìn thấy gì đâu. Chỉ nói một câu, tìm được huyền cùng bọn hắn. Ít nhất đây là một cái tin tức tốt. Chính là đối Dương Nghị Vân tới nói, không thấy chính là chuyện tốt. Bởi vì hắn vừa rồi nguyên thần xuất khiếu lúc sau, nguyên thần ý niệm một chút khuếch tán 30 dặm phạm vi. Ở hắn nguyên thần ý niệm chung, nơi này chính là một cái thật lớn thiên đáy hố bộ, toàn bộ thiên đáy hố bộ có 30 dặm đường kính bộ dáng. Đồng thời hắn phát hiện huyền ngang nhau người. Bất quá tình huống không ổn. Ở hắn nguyên thần ý niệm chung huyền ngang nhau người lại là lẫn nhau đánh lên. Cùng huyền cùng tồn tại cùng nhau có thần nông càng minh cùng với người hoàng đảo người, tam phương thế lực thêm lên 20-30 hào người cư nhiên ở hỗn chiến. Nơi ở liền ở cái này thiên hố ngay trung tâm, ở nơi nào lại là huyền phù một quả siêu cấp thật lớn huyết trứng. Hắn nguyên thần ý niệm nhìn đến thời điểm, ý niệm nhìn quét huyết trứng thời điểm, nguyên thần ý niệm cư nhiên thiếu chút nữa bị huyết trứng một chút hút xả tiến vào, nếu không phải kịp thời thu hồi, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình sẽ là lỗ nặng. Mà huyền ngang nhau người hỗn chiến, ở hắn xem ra sợ là cùng huyết trứng có rất lớn quan hệ. Bởi vì mặc kệ là thần nông càng minh dẫn dắt thần nông thị tộc vẫn là người hoàng đảo người, theo lý thuyết đều cùng hắn vân môn thần cảnh người có sâu xa, quả quyết sẽ không lẫn nhau hỗn chiến chém giết mới đúng. Nhưng vừa rồi hắn thật là thấy được, tam phương người ở vào hỗn chiến chung. Như thế tình huống đại đại quỷ dị. Dương Nghị Vân đem này một tình huống quy kết đến huyết trứng thượng, đảo cũng bình thường. Hắn chỗ đã thấy huyết mạch tản ra huyết quang chợt lóe, cơ hồ chiếu sáng mấy ngàn mét phạm vi. Bốn phía một ít thảm thực vật đều là phi thường quỷ dị huyết sắc. Đại đại có cổ quái. Tới không vội nhiều lời, chạy nhanh chạy tới nơi xem tình huống. Hắn nhưng không hy vọng chính mình thủ hạ ở có thiệt hại, càng không hy vọng Minh Hữu khai chiến trở thành địch nhân. Cũng liền 5-6 phút sau Dương Nghị Vân chạy như bay mà đến. Đường hắn tiếp cận huyết trứng cây số phạm vi thời điểm, thấy được huyết quang lập lòe, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thiên đáy hố bộ. Rất quái dị. Kia một quả huyết trứng huyền phù ở không, phát ra huyết quang cây số phạm vi. Nhìn qua ước chừng có 3 mét thật lớn, chính là một cái thật lớn huyết trứng. Huyền ngang nhau người hỗn chiến chính là ở huyết trứng phía dưới. Một đám thoạt nhìn đều là cái loại này lưu manh đánh nhau phương thức, cũng không có phóng xuất ra cái gì pháp lực thần thông tới, nhưng lại đều là cứng đối cứng chém giết, mỗi người đều nhìn qua cả người máu tươi giàn giụa. Càng thêm quỷ dị chính là... Dương Nghị Vân nhìn đến bọn họ chém giết ra miệng vết thương đổ máu lúc sau, cũng không có lưu lạc trên mặt đất, mà là mỗi một giọt máu đều huyền phù dựng lên, bị huyết trứng hấp thu đi vào. Nháy mắt Sa Hồ bà năm người đuổi theo. Đừng bước vào huyết quang phạm vi, Dương Nghị Vân vội vàng nhắc nhở năm người. Năm người một đám dừng lại, nhìn thoáng qua trong sân tình huống. Đều phát hiện một cái hỏi ngươi, nơi này không có huyết phù ngăn cản thị lực, lấy bọn họ thần mắt thấy đi. Cây số nơi hết thảy rành mạch, huyền phù ở giữa không trung thật lớn huyết trứng chợt lóe phát ra huyết quang, chiếu sáng thiên hố dưới nền đất. Cũng phát hiện giữa sân huyền ngang nhau người tình huống. Mọi người đều nhìn ra kia một quả huyết trứng có vấn đề. Đoạn thân mới vừa năm người hiện tại cũng minh bạch, Dương Nghị Vân không cho bọn họ bước vào cây số huyết quang phạm vi nguyên nhân. Thực hiển nhiên giữa sân huyền ngang nhau người tựa hồ đều mất đi lý tính, mà kia một quả thật lớn huyết trứng vô cùng có khả năng ảnh hưởng thân. Trước mắt này cây số huyết quang phạm vi giống như là thiên đạo quy tắc cường đại quy tắc khí tràng, bước vào phạm vi tất nhiên sẽ đã chịu huyết chứng ảnh hưởng. Chủ nhân hiện tại làm sao bây giờ? Đoạn thân mới vừa hỏi. Dương Nghị Vân nghĩ nói, người trước mở ra quy tắc khí tràng tiến vào trong đó thử xem, đầu tiên nghĩ cách muốn đem huyền cùng bọn hắn lôi ra mới được.
Hảo, ta trước thử xem, không có vấn đề các ngươi ở bước vào tới. Đoạn Thân mới vừa gương cho binh sĩ, không có chút nào có thừa. Cả người chấn động mở ra 100 mét phạm vi quy tắc khí chàng bước vào huyết quang trong vòng. Dương Nghị Vân đôi mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thân vừa muốn nhìn xem có hay không cái gì biến hóa. Đương Đoạn Thân mới vừa mở ra quy tắc khí chàng sau bước vào huyết quang trong vòng, đi bước một về phía trước đi đến. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là đồng tử co rút lại lớn tiếng nói, mau trở lại. Chỉ thấy Đoạn Thân mới vừa mở ra kim sắc quy tắc khí chàng, ở bước vào huyết quang lúc sau, nháy mắt đã bị huyết quang cấp bao trùm, mà Đoạn Thân mới vừa cũng là lúc này cả người run rẩy lên, như là điện giật giống nhau cương tại chỗ. Giờ phút này Đoạn Thân mới vừa bước vào huyết quang trong vòng còn không đến 10 bước mà thôi. Oanh! Bên kia Dương Nghị Vân kêu gọi thời điểm, lại là thuần dương kim cương trong tay phát ra một đạo thuần dương thần lực, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên chụp vào Đoạn Thân cương. Tư tư tư! Nhưng ở Dương Nghị Vân mấy người trong mắt, thuần dương kim cương hóa thành này chỉ bàn tay khổng lồ ở huyết quang trong vòng cư nhiên tư tư rung động, như là bị thiêu đốt giống nhau, mạo huyết khí. Bất quá thuần dương kim cương nhíu mày, ra tay nhanh chóng, lại là tại hạ một khắc ngạnh sinh sinh đem Đoạn Thân mới vừa cấp lôi ra huyết quang phạm vi. Hồ thật đáng sợ huyết quang chi lực, cư nhiên trực tiếp cắn nuốt ta thuần dương thần lực. Đem Đoạn Thân mới vừa buông, thuần dương kim cương thổn thức nói chuyện, lại là không ngừng thúc dục công pháp luyện hóa huyết quang chi lực, hắn toàn thân đều ở mạo huyết khí. Khả năng ứng đối, Dương Nghị Vân hỏi. Đảo cũng không sao, lây dính thiếu. Thuộc hạ nhưng luyện hóa, không quan trọng. Thuần Dương Kim Cương trả lời. Dương Nghị Vân giờ phút này lúc này mới yên tâm, nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa, lại là phát hiện Đoạn Thân mới vừa, hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, có tan rã dấu hiệu. Cổ cùng trên mặt đều có thể nhìn đến xuất hiện huyết quang hoa văn giống nhau huyết sắc. Dương Nghị Vân ngồi xổm xuống thân đi, duỗi tay liền phải đi xem xét Đoạn Thân mới vừa thân thể. Lúc này Thuần Dương Kim Cương vội vàng nói, chủ nhân cẩn thận. Huyết sắc chi lực có cực kỳ cường hãn lực cắn nuốt, ta còn là đến đây đi. Dương Nghị Vân cười cười nói, không sao, ngươi trước đem chính mình trong cơ thể huyết lực hóa rớt, điểm này lực lượng còn không làm khó được ta. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân chộp vào Đoạn Thân mới vừa thủ đoạn, trong lòng vừa động, thúc giục càn khôn đạo chủng công, hắn đảo cũng thử xem, này huyết sắc chi lực bá đạo, vẫn là chính mình càn khôn đạo chủng công bá đạo. Hắn càn khôn đạo chủng công tiến hóa lúc sau, mở ra 10 đại đạo thụ. Có được thế gian 10 đại thuộc tính chi lực, lý luận tiền nhiệm gì lực lượng nhưng hấp thu, càng nhưng luyện hóa. Luận bá đạo càn khôn đạo chủng công, còn trước nay không đụng tới quá đối thủ. Hiện giờ huyết lực, lại là làm hắn cảm thấy hứng thú. Cư nhiên làm đường đường thiên đạo quy tắc 5 trọng đại viên mãn Đoạn Thân mới vừa nháy mắt nói, hắn đảo phải thử một chút, đây là kiểu gì lực lượng. Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn đạo chủng công sau, một tay đặt ở Đoạn Thân mới vừa thủ đoạn. Thần lực vừa động hắn liền phát hiện Đoạn Thân vật thể nội tình huống. Thật là bị huyết khí chi lực cấp xâm nhập, hơn nữa là đại diện tích xâm nhập, bực này huyết khí chi lực không ngừng như tầm ăn lên Đoạn Thân mới vừa toàn thân lực lượng. Đương nhiên cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Đoạn Thân mới vừa dù sao cũng là thiên đạo quy tắc 5 trọng cường giả, chỉ là tạm thời bị huyết khí chi lực ảnh hưởng, trong thân thể hắn thần lực cũng đủ chống lại huyết khí chi lực, nhưng là muốn hoàn toàn đem huyết khí chi lực cấp luyện hóa. Là yêu cầu một đoạn thời gian. Dương Nghị Vân đem hắn thần lực độ nhập Đoạn Thân vật thể nội lúc sau, vận chuyển công pháp dưới, thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại thuộc tính nói thụ thoáng hiện quang vội, nuốt hút chi gian liền đem Đoạn Thân vật thể nội huyết khí chi lực cấp hấp thu luyện hóa. Thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ tề động, tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến 10 tức chi gian Dương Nghị Vân đem Đoạn Thân vật thể nội huyết khí chi lực tất cả đều hấp thu vào thần hạch đạo chủng trong vòng. Vốn dĩ Dương Nghị Vân còn lo lắng sẽ có phản phệ, nhưng lại ở 10 đại đạo thụ lập lòe vận chuyển chi gian, huyết khí chi lực bị nháy mắt luyện hóa, hóa thành 10 đạo nói thụ chất dinh dưỡng. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, đưa cho Đoạn Thân mới vừa thủ đoạn, đứng dậy cảm thụ một chút, hắn không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Bá đạo huyết khí chi lực, ở hắn càn khôn đạo chủng công trước mặt, gặp sư phụ, căn bản không đủ xem, tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng. Không chỉ có không đã chịu cái gì ảnh hưởng, ngược lại cảm giác 10 đại đạo thụ tăng trưởng một ít, đương nhiên thực mỏng manh tăng trưởng. Hắn tu luyện công pháp cùng thể chất đặc thù tính, 10 đại đạo thụ tăng trưởng liền ý nghĩa tu vi tăng trưởng. Nếu là 10 đại đạo thụ phá 100 mét, đó là hắn đột phá thiên đạo quy tắc 5 trọng bước vào hợp đạo là lúc.
thuộc hạ đa tạ chủ nhân. Đoạn thân mới vừa rốt cuộc khôi phục lại đây, hắn giờ phút này là lòng còn sợ hãi, vừa rồi tiến vào huyết quang trong vòng, nháy mắt đã bị bá đạo huyết quang tan rã hắn quy tắc khí tràng, hơn nữa có huyết khí chi lực mang theo mãnh liệt ăn mòn chui vào trong cơ thể trải rộng toàn thân cùng hắn thần lực giằng co. Nếu là không có Dương Nghị Vân ra tay, cố nhiên hắn có thể cuối cùng hóa giải trong cơ thể huyết khí chi lực, nhưng tuyệt đối yêu cầu hao phí không ít lực lượng cùng thời gian. Không cần cảm tạ, ta không ra tay bằng ngươi tu vi cũng có thể luyện hóa huyết khí chi lực, chỉ là thời gian dài ngắn thôi, nói vừa rồi cái gì cảm thụ. Dương Nghị Vân hỏi Đoạn Thân Cương. Đoạn Thân mới vừa lòng còn sợ hãi nói, bước vào huyết quang lúc sau, ta quy tắc khí chàng nháy mắt bị tan rã, điểm này mọi người đều thấy được, trọng điểm là huyết quang trong vòng huyết khí chi lực, phi thường bá đạo có rất mạnh xâm lược đặc thù, khuếch tán quá nhanh, căn bản là không kịp phản ứng. Tại đây loại huyết khí chi lực xâm nhập hạ, như tầm ăn lên không chỉ có là thân thể, còn có chết lặng nguyên thần như tầm ăn lên thần hồn chi lực bá đạo, chung quy sẽ lệnh người mất đi lý tính, lệ khí cùng bạo ngược sát khí phi thường trọng, hiện tại xem ra Huyền cùng bọn hắn đều là bị huyết khí cấp như tầm ăn lên, thế cho nên mất đi vốn có bản tính ý thức, bị lạc tự mình, cho nên mới có chúng ta giờ phút này nhìn đến một màn này. Mà bọn họ lẫn nhau chi gian chém giết, thuộc hạ suy đoán tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Có lẽ là bị cái gì lực lượng cấp thao tác. Dùng cái gì thấy được? Dương Nghị Vân hỏi. Đoạn Thân mới vừa suy tư nói, huyết khí chi lực xâm nhập trong cơ thể cố nhiên bá đạo, khá vậy không đến mức hoàn toàn không có chống cự năng lực, bọn họ đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc cao thủ, đều có năng lực đối kháng huyết khí chi lực. Huyết khí chi lực nhập thể lúc sau, rất lớn trình độ thượng là đánh mất hoạt động năng lực, mà bọn họ chỉ cần ý thức ở, ý chí lực cường đại, liền có thể đi luyện hóa trong cơ thể huyết khí chi lực. Nhưng bọn họ lại là ở hỗn chiến, này chỉ có thể thuyết minh bọn họ bị cái gì lực lượng ảnh hưởng hoặc là nói thao tác, nếu không đoán sai nói, tất nhiên là cùng kia một quả thật lớn huyết chứng có quan hệ. Đoạn Thân mới vừa suy tư đem chính mình phân tích nói xong, nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, người suy đoán sợ là 89 phần 10. Sau khi nói xong, Dương Nghị Vân nhìn về phía những người khác nói, các người thấy thế nào? Thuộc hạ cũng tán đồng Đoạn Thân mới vừa suy đoán, Thuần Dương Kim Cương trả lời. Sa Hồ bà mở miệng nói, thiếu chủ việc cấp bách, là đem Huyền cùng bọn hắn từ huyết quang sở chiếu phạm vi lôi ra tới, như thế mới có thể cứu bọn họ. Medusa tiếp thượng lời nói, nhưng này cây số huyết quang trong vòng, chúng ta bước vào trong đó liền sẽ đã chịu huyết khí chi lực ảnh hưởng, tiến vào dễ dàng, cứu người khó. Medusa nói nơi này sau tạm dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá từ vừa rồi Thuần Dương Kim Cương ra tay tình huống xem, huyết quang tuy bá đạo, nhưng lại là thuần âm chi lực, thuần dương chi lực nhưng thật ra có thể tương sinh tương khắc, muốn tiến vào huyết quang trong vòng mà không chịu huyết quang ảnh hưởng, liền phải lấy thuần dương chi lực ngăn cản. Chủ nhân thuộc hạ nguyện ý đi vào thử một lần, Thuần Dương Kim Cương vội vàng tỏ thái độ. Thuộc hạ nguyện cùng đi trước, Chí Âm Kim Cương cũng vội vàng mở miệng, bọn họ vợ chồng nghĩ đến đều là như hình với bóng, cũng không tách ra. Dương Nghị Vân làm nghe mấy người nói xong, nhưng thật ra thực vui mừng, đều nói điểm tử thượng, cũng tìm được rồi biện pháp giải quyết. Nhưng hắn biết, liền tính là thuần dương kim cương thuần dương chi lực chỉ sợ cũng là khó có thể chống đỡ hắn tới gần Huyền cùng bọn hắn, phía trước thuần dương kim cương ra tay hắn cũng thấy được, thuần dương chi lực ở huyết quang chiếu dọi xuống, từ từ bốc khói, cũng sẽ không dễ chịu, chưa chừng còn muốn gần sát đi. Bất quá đây cũng là một cái biện pháp. Hắn trong đầu đã có tính toán. Nhìn Âm Dương Kim Cương vợ chồng, Dương Nghị Vân nói, các ngươi lực lượng sợ là đặt chân không đến cây số nơi, nhưng là lại có thể lực hợp nhất chỗ đẩy mạnh 500 mễ. Như vậy đi, ta đi vào nghĩ cách đem Huyền cùng bọn hắn đưa ra tới, nhưng là đánh giá cũng đưa không được quá xa, các ngươi mấy cái liền bên ngoài tiếp ứng, lấy thuần dương cầm đầu thi triển thuần dương chi lực, những người khác phụ trợ giúp hắn, nghĩ cách bước vào 500 mễ phạm vi, ta đem người đưa đến 500 mễ nơi. Đến lúc đó các ngươi đem Huyền ngang nhau người lấy pháp lực chống đỡ đưa ra cây số huyết quang. Ngươi chờ 5 người pháp lực hợp nhất, chống đỡ 500 mễ hẳn là miễn cưỡng cũng đủ, bày ra ngũ hành trận pháp, lấy thuần dương kim cương thuần dương chi lực cầm đầu, pháp lực hóa hình, tiếp ứng 500 mễ không sai biệt lắm. 5 người vừa nghe, thật đúng là cái biện pháp, bọn họ 5 người bày trận hợp lực dưới, hóa thành pháp lực, kéo dài 500 mễ mễ tuyệt đối vậy là đủ rồi, nhưng nghe Dương Nghị Vân ý tứ. Hắn muốn đi vào huyết chứng nơi, này phi thường mạo hiểm. Medusa rất ít nói chuyện, nhưng lúc này lại là mở miệng nói, ta đi thôi, ta bản thể lân giáp có phòng ngự chi lực, có thể thử một lần,
Dương Nghị Vân cười cười dừng tay nói, đừng lo lắng, ta nếu nói như vậy, liền có nhất định nắm chắc, liền như vậy định rồi, các ngươi kết trận chuẩn bị tiếp ứng ta liền hảo. Hắn biết Medusa là lo lắng hắn, cái này làm cho hắn trong lòng ấm áp, khá vậy minh bạch Medusa bản thể ở cường, cũng ngăn không được bực này huyết quang trong vòng huyết khí xâm nhập. Đoạn thân mới vừa quy tắc khí chàng đều có thể nháy mắt bị tan rã, mặt khác lực lượng cũng tự nhiên ngăn cản không dưới huyết quang chi lực. Thấy Dương Nghị Vân nói như thế, nếu cũng chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh. Mà Dương Nghị Vân lại là một bước bước vào huyết quang trong vòng. Hắn sở dĩ dám, là bởi vì càn khôn đạo chủng, là bởi vì 10 đại đạo thụ có thể luyện hóa huyết chi lực. Cho dù là bước vào trong đó, luyện hóa tốc độ thả chậm, hắn cũng không sợ. Dương Nghị Vân bước vào cây số huyết quang trong vòng, tức khắc toàn thân bị huyết quang cấp bao phủ, hắn rõ ràng cảm nhận được, huyết khí chi lực nháy mắt từ toàn thân các nơi xâm nhập mà đến. Bất quá sớm đã có chuẩn bị tâm lý, càn khôn đạo chủng công vận chuyển dưới, thần hạch đạo chủng 10 đại đạo thụ lập lòe dựng lên, đem tiến vào trong thân thể hắn huyết khí chi lực cuồn cuộn không ngừng hấp thu luyện hóa. Đáng tiếc, quá mức mỏng manh, nếu không khả năng làm ta đem đột phá. Về phía trước đi đến Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu. Bá đạo huyết khí chi lực, tiến vào trong thân thể hắn lúc sau ngược lại trở thành tầm bổ 10 đại đạo thụ chất dinh dưỡng, nhưng luyện hóa hấp thu lúc sau, lại là năng lượng phi thường mỏng manh. Bất quá có tổng so không có cường, hơn nữa hắn này vẫn là ở người khác vào không được huyết quang bên trong. Càn khôn đạo chủng công pháp ưu việt tại đây chờ ác liệt hoàn cảnh chung hoàn toàn thể hiện rồi tiến vào. Cái này làm cho Dương Nghị Vân biết. Hắn lựa chọn cùng kiên trì là không có sai. Từ đem càn khôn tạo hóa công cải tiến sáng tạo thăng cấp tới rồi càn khôn đạo chủng công lúc sau, hắn cũng liền không biết cái này công pháp vẫn luôn tu luyện đi xuống sẽ là cái dạng gì. Trong lòng vẫn luôn là không đế. Nhưng này một đường đi tới, còn hảo, không có ở công pháp tu luyện thượng ra quá đường rẽ, ngược lại càng ngày càng chứng minh rồi cửa này công pháp đặc thù tính, với hắn mà nói vẫn luôn là có thêm vào. Như thế Dương Nghị Vân rốt cuộc yên tâm. Một bước mà đi, từ bước đầu tiên đến 100 mét lại đến 500 mét, không có cảm nhận được bất luận cái gì không khỏe. Dù sao tiến vào trong thân thể hắn huyết quang chi lực đều bị thần hạch đạo chủng hấp thu đi vào, lại bị 10 đại đạo thụ toàn bộ luyện hóa chuyển hóa thành tăng trưởng năng lượng. Không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Huyết quang chiếu thân, huyết lực nhập thể, lại đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Dương Nghị Vân yên tâm lớn mật mà đi. Thực sắp tiếp cận kia một quả thật lớn huyết trứng 100 mét phạm vi. Huyền ngang nhau người hỗn loạn chém giết liền ở huyết trứng phía dưới 100 mét trong vòng. Dương Nghị Vân hiện tại phải làm đó là đem huyền ngang nhau người đưa ra huyết quang chiếu xạ cây số phạm vi, làm cho bọn họ không hề thu được ảnh hưởng. Giờ phút này hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, có thần hạch đạo chủng 10 đại đạo thụ trợ lực lúc sau, đều không cần đoạn thân mới vừa bọn họ tiếp ứng, nếu hắn chút nào không chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể đem huyền ngang nhau người mang đi ra ngoài. Ý tưởng là tốt, nhưng là... Kế tiếp Dương Nghị Vân bước vào huyết trứng 100 mét trong vòng sau, lại phát hiện chính mình vẫn là tưởng quá mức lạc quan. Huyết quang hoặc là nói kia một quả thật lớn huyết trứng chi tà tính, viễn siêu hắn đoán trước. Ong! Đường Dương Nghị Vân đặt chân 100 mét nơi sau, vô hình trung chi liền nghe được một tiếng run minh. Toàn bộ thiên địa chi gian tựa hồ đều tại đây một khắc phát ra một đạo ngũ hành chi lực. Mang theo run minh tiếng động. Dương Nghị Vân sắc mặt tại đây một khắc bỗng nhiên đại biến. Hắn vừa nhấc đầu lại là thấy được huyền phù ở cách mặt đất 30 mét huyết trứng thượng có từng đạo khắc văn lập lòe dựng lên. Mỗi một lần lập lòe dưới đều có từng đợt vô hình dòng khí cùng ong ong phía trên vang lên. Thực mỏng manh nhưng lại thẳng vào trái tim, hoặc là nói trực tiếp ảnh hưởng nguyên thần. Hắn đầu từng đợt phát chứng phát đau, như là bị vô số kim đâm giống nhau đau. A. Dương Nghị Vân nhìn không được kêu lên đau đớn. Vội vàng thúc giục nguyên thần ngăn cản. Từng đợt dòng khí giống lại như là sóng âm giống nhau, thẳng vào hắn thần hải, lan đến gần nguyên thần thượng. Thúc giục nguyên thần lúc sau, nguyên thần kim quang đại tác dựng lên. Hắn nguyên thần từ lần trước hấp thu huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn lúc sau, cũng là cường đại rồi một mảng lớn, tương đương tiến hóa một lần. Ở nguyên thần thúc giục lúc sau, hiệu quả thể hiện rồi ra tới. Tức khắc đau đớn tan đi không ít. Nhưng như cũ vẫn là tồn tại, bất quá đã có thể thừa nhận. Ít nhất không ảnh hưởng hành động cùng tư duy. Vừa rồi kia một chút hắn đều cảm giác cả người đều hỗn loạn lên, ý thức mơ hồ. Nhìn thoáng qua huyền phù ở trên không kia một quả thật lớn huyết trứng,
hắn rất muốn nhảy dựng lên cấp tạp phá nhìn xem, bên trong rốt cuộc là thứ gì. Cư nhiên như thế tà tính, ở hắn có thể ngăn cản huyết khí chi lực dưới tình huống, cư nhiên còn có thể phát ra ảnh hưởng nguyên thần ý thức công kích, hơn nữa phạm vi phi thường quảng. Dương Nghị Vân không kịp nghĩ nhiều, hóa thành một đạo thần quang, thẳng đến huyền ngang nhau người mà đi. Trước mắt đem huyền ngang nhau người đưa ra huyết chứng huyết quang phạm vi mới là quan trọng việc, đến nỗi này cái huyết chứng, hắn trong lòng nảy sinh ác độc, chờ đem huyền ngang nhau người mang sau khi rời khỏi đây, hắn một hai phải tạp nó không thể. Cho ta khởi. Dương Nghị Vân đứng ở huyền ngang nhau người trung gian, một tiếng bạo giống dưới, đôi tay múa may, cường đại thần lực nhộn nhạo mở ra, hóa thành từng điều thần lực dây thừng, đối với mỗi người cuốn tịch mà đi. Nháy mắt toàn trường hơn 20 người, trong đó bao gồm người hoàng đảo cùng thần nông thị người, tất cả đều bị hắn lấy phát lực giam cầm lên. Vốn dĩ có hơn 30 người, nhưng Dương Nghị Vân nhìn đến trên mặt đất ngã xuống đi 7-8 cái, đã mất đi sinh cơ. Những người này đều hai mắt đỏ đẫm mất đi ý thức, hiển nhiên đều bị ảnh hưởng nguyên thần ý thức, phần lớn mấy người trên người đều có thương tích, một đám sắc mặt đều trắng bệch đáng sợ, nhìn qua chính là đổ máu quá nhiều tạo thành. Bọn họ trên người máu còn ở chảy xuôi, nhưng lại từ miệng vết thương chung ra tới lúc sau, từng giọt bay lên thiên, tất cả đều bị trên không huyết chứng cấp hấp thu đi vào. Tà ác quỷ dị huyết chứng hút máu. Nhìn trên mặt đất ngã xuống người, Dương Nghị Vân nhìn quét liếc mắt một cái, trong lòng tặng khẩu khí, vạn hạnh, chết người bên trong không có hắn vân môn thần cảnh người, đều là người hoàng đảo cùng thần nông thị người. Chết đạo hữu bất tử bần đạo đi. Đêm này hơn 20 người lấy thần lực nâng lên, Dương Nghị Vân hướng ra phía ngoài mà đi. Đỉnh đầu kia một quả huyết chứng cho hắn cảm giác quá tà tính, đều có điểm trong lòng phát mao. Thật không biết bên trong là cái quỷ gì ngoạn ý. Không chỉ có phát ra huyết quang cắn nuốt thần lực, còn có thể tản mát ra vô hình dao động mà công kích nguyên thần. Thậm chí còn cư nhiên hấp thu máu. Hắn không dám nhiều dừng lại, trước mang theo đại gia đi ra ngoài lại nói. Ong! Mới vừa đi thời điểm, trong tai lại nghe được cái loại này ong ong run minh thanh. Lúc này nghe tới Dương Nghị Vân trong lòng thẳng phát mao, trên trán bất chi bất giác mồ hôi lạnh ứa ra. Run minh tiếng vang lên thời điểm, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy trên người một đạo dòng khí lần thứ hai đột kích, lại một lần thẳng vào thần hải trong vòng, công kích nguyên thần mà đi. A, à, cứ việc hắn nguyên thần thúc dục có phòng bị, nhưng lại như cũ cảm nhận được đau đớn. Hắn cắn răng giống lên một tiếng, lần thứ hai vang lên đi đến. Toàn thân thần lực vận chuyển mang theo hơn 20 hào người, lại muốn vận chuyển thần hạch đạo chủng làm 10 đại đạo thụ luyện hóa cuồn cuộn không ngừng mà xâm nhập trong cơ thể huyết quang, lại muốn vận chuyển thần lực kéo huyền ngang nhau người rời đi, còn muốn nguyên thần không ngừng thúc dục ngăn cản vô hình chung đánh sâu vào nguyên thần dòng khí. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình thật sự là quá khó khăn. Khá vậy không có biện pháp, muốn cắn răng kiên trì đi xuống. Mặt khác cũng khỏe nói có thể ứng đối. Duy độc Run Minh Thanh nhớ tới thời điểm vô hình chung trong không khí phát ra mà đến dòng khí xông thẳng nguyên thần mới là làm hắn cảm giác thống khổ. Tuy rằng nguyên thần có thể ngăn cản, nhưng như cũ cảm thấy như là bị mang thứ gió nhẹ một thổi qua đau. Phi thường khó chịu. Lại gian nan Dương Nghị Vân đều chỉ có thể cắn chặt răng, về phía trước phóng đi. Người của hắn không thể ở tổn thất, mà người hoàng đảo cùng thần nông thị, một phương có sâu xa, một bên khác là minh hữu, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Thực mau Dương Nghị Vân chạy ra khỏi huyết chứng trăm mét phạm vi. Lúc này Dương Nghị Vân vốn dĩ cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm đi. Vừa rồi tới thời điểm nhằm vào nguyên thần công kích chính là ở trăm mét trong vòng bắt đầu, hiện tại ra tới huyết chứng phóng xạ trăm mét phạm vi, hắn nghĩ nguyên thần công tâm sẽ kết thúc. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lại sai rồi. Ong ong ong. Ngay sau đó càng thêm mãnh liệt run minh tiếng vang lên. Cơ hồ là một đợt tiếp theo một đợt mà đến. A, à, phác thảo đại gia. Dương Nghị Vân kêu thảm mắng. Đem nguyên thần thúc dục tới rồi cực hạn. Nhưng đau đớn thật sự muốn mệnh. Thiếu chút nữa thần lực tan rã, đem huyền ngang nhau người ném xuống. Chính xác nhân thân thể cũng run rẩy, cảm thấy vô cùng suy yếu, liền kém ngã trên mặt đất. Lúc này đặc cũng có lựa chọn, đó chính là từ bỏ huyền cùng những người này, chính mình nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng là hắn không thể a. Huyền cùng những người này mỗi người trên người đều có thương tích thế, nếu thật ném xuống bọn họ trên người máu sẽ bị huyết chứng hút khô mà chết. Không thể. Giống giận mắng chung, Dương Nghị Vân lần thứ hai về phía trước mà đi. Chỉ cần đến 500 mễ khoảng cách sau,
Đoạn Thân mới vừa đám người sẽ ra tay, đem Huyền cùng bọn hắn tiếp nhận đi. Đến lúc đó hắn liền nhẹ nhàng. Như cũ đi rồi 100 mét, còn có 400 mễ. Hắn muốn kiên trì qua đi. Thần tôn, chủ nhân, thiếu chủ. Nơi xa Medusa 5 người nghe được thấy được Dương Nghị Vân kêu thảm thiết cùng chật vật bộ dáng sau, liền phải vọt vào huyết quang trong vòng. Một màn này làm Dương Nghị Vân lại là trong lòng nhảy dựng, vội vàng cắn răng hét lớn, đều đừng tiến vào, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Có nhằm vào nguyên thần công kích, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, một khi Đoạn Thân mới vừa bọn họ tiến vào, nhất định xong đời, hắn đều đủ thừa nhận rồi, càng đừng nói Đoạn Thân mới vừa đám người. Thống khổ vẫn là hắn thừa nhận đi. Ong! Một đợt tiếp theo một đợt, một đạo tiếp theo một đạo vô hình công kích, tiếp tục đánh sâu vào hắn nguyên thần. Dương Nghị Vân cảm giác 400 mễ khoảng cách, quả thực chính là ở đi núi đao biển lửa giống nhau gian nan. Nhưng lại một chút không chuẩn bị từ bỏ Huyền ngang nhau người, cắn chặt răng tiếp tục về phía trước mà đi. Hắn hiện tại có thể xác định, kia một quả tà ác huyết trứng trong vòng nhất định có cái gì tà ác hơn nữa có ý thức gia hỏa tồn tại. Nếu không sẽ không như thế có nhằm vào công kích chính mình. Ở hắn mang theo Huyền ngang nhau người rời đi, khoảng cách huyết trứng càng ngày càng xa ly thời điểm, liền ong ong run minh thanh liền càng lúc càng nhanh, như là sốt ruột giống nhau. Giống như từ trong miệng cướp đoạt đồ ăn mãnh thú tức giận. 200 mễ, 300 mễ. Chỉ còn lại có cuối cùng 230 mễ chính là 500 mễ phạm vi, cái này phạm vi Đoạn Thân mới vừa đám người kết trận dưới không người hợp lý phát ra thần lực. Hẳn là có thể đem Huyền ngang nhau người tiếp ứng qua đi. Đến lúc đó hắn liền nhẹ nhàng. Nhưng ngắn ngủn mấy chục mét, hắn đều cảm giác mỗi đi một bước giống như là trên đùi có vạn quân chi sơn giống nhau trọng. Hắn đã không biết thừa nhận rồi bao nhiêu lần nguyên thần công kích. Tới rồi cuối cùng chính là cường đại ý chí lực ở chống đỡ. Hắn nguyên thần bị thúc giục tới rồi cực hạn, không ngừng cùng vọt vào hắn thần trong biển vô hình dòng khí đối kháng. Rốt cuộc hắn đến 500 mễ nơi. Chủ nhân giao cho chúng ta. Đã sớm chuẩn bị lâu ngày Đoạn Thân mới vừa 5 người giống to. 5 người kết trận liên thủ dưới, lấy thuần dương kim cương cầm đầu, hợp lực hóa thành một chương lưới lớn đối với Dương Nghị Vân bên này mà đến. Biến thành chi lưới lớn thần lực lộng lẫy, nhưng lại ở huyết quang chiếu rọi dưới, phát ra tư tư rung động, hiển nhiên là bị huyết quang chi lực cấp ăn mòn, nhưng Đoạn Thân mới vừa 5 người hợp lực không thể coi thường. Huyết quang ăn mòn hữu hạn. Dương Nghị Vân vừa thấy, rốt cuộc kiên trì lại đây. Bỗng nhiên đem Huyền ngang nhau người ném vào đại võng chung. Thuần dương kim cương 5 người hợp lực dưới, chung quy là đem Huyền ngang nhau người bao vây tiến đại võng chung, một chút lôi ra cây số huyết quang phạm vi, cuối cùng là thoát ly nguy hiểm. Mà Dương Nghị Vân giờ phút này lại là đại nhẹ nhàng thở ra, đã không có Huyền ngang nhau người gánh nặng, hắn lập tức nhẹ nhàng. Lúc này nhằm vào nguyên thần công kích như cũ ở tiếp tục. Nhưng là hảo có thể kháng hạ. Cắn răng sau lưng phong vân cánh chim thúc dục, vèo một chút bay đi ra ngoài. Giây lát chi gian hắn liền ra huyết quang chiếu rọi phạm vi. Tức khắc nhằm vào nguyên thần công kích biến mất. Hiện tại có thể xác định, huyết chứng ảnh hưởng chính là cây số phạm vi. Chỉ cần ra cái này vòng, liền sẽ không ở thu được công kích. Thần tôn, chủ nhân, thiếu chủ. Dương Nghị Vân vừa ra tới, Đoạn Thân mới vừa mấy người liền xông tới, một cái đều mang theo quan tâm. Nói thật Dương Nghị Vân giờ phút này thực chật vật, nhưng lại ở Đoạn Thân mới vừa không người trong mắt lại là quang mang vạn trượng. Bởi vì bọn họ đều thấy, Dương Nghị Vân mang theo Huyền ngang nhau người cắn răng kiên trì bộ dáng, ở khoảng cách 500 mễ thời điểm, Dương Nghị Vân hiển nhiên là bị cái gì ảnh hưởng tới rồi cho đến, 5 người đều biết lúc ấy Dương Nghị Vân có thể lựa chọn từ bỏ Huyền ngang nhau người. Nhưng hắn lại không từ bỏ, mà là cắn chặt răng ngạnh sinh sinh đem Huyền ngang nhau người đưa tới 500 mễ sau được cứu vớt. Dương Nghị Vân nói qua sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một người, điểm này hắn thật sự làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Như thế, ở Đoạn Thân mới vừa đám người trong lòng để lại đáng giá phó thác cùng tín nhiệm ấn tượng. Không sao, ta yêu cầu điều trị tu dưỡng, các ngươi đi giúp ngươi Huyền ngang nhau người khôi phục đi. Dương Nghị Vân cái trán đổ mồ hôi đầm đìa. Nói chuyện đều vô cùng suy yếu, hắn tiêu hao thực sự quá mức, đối mặt Đoạn Thân mới vừa đám người quan tâm, hắn tỏ vẻ chính mình không có việc gì, làm cho bọn họ đi hỗ trợ đem Huyền ngang nhau người đã cứu tới. Tuy rằng đem Huyền ngang nhau người cứu ra huyết chứng ảnh hưởng phạm vi, nhưng Huyền ngang nhau nhân thể nội bị huyết quang chi lực xâm nhập, ảnh hưởng rất lớn, yêu cầu mượn ngoại lực mới có thể khôi phục.
Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân lão không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở tại chỗ bắt đầu điều dưỡng lên. Đoạn Thân mới vừa năm người thấy vậy lại cũng không hề nhiều lời, bắt đầu cứu trợ Huyền ngang nhau người đi. Dương Nghị Vân tiêu hao rất lớn, yêu cầu hảo hảo tu dưỡng điều trị. Đương người chủ yếu vẫn là nguyên thần tiêu hao quá lớn, bị từng đợt dòng khí không biết công kích bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn ý chí lực kiên cường nguyên thần từng có thoát biến, đổi một người đã sớm nguyên thần tan rã. Bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục trong cơ thể ngoại hỗn loạn. Dương Nghị Vân tiến vào thâm trình tự nhập định chung. May mà chính là, không có ngạnh thương, hắn chỉ cần thời gian là có thể khôi phục. Đối với thần linh tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Chỉ chớp mắt một năm thời gian trôi qua. Này một năm chung, Đoạn Thân mới vừa đám người cuối cùng là giúp Huyền ngang nhau người thanh trừ trong cơ thể huyết quang chi lực. Đưa bọn họ từ quỷ môn quan kéo lại. Tỉnh lại sau Huyền ngang nhau người, lại hao phí hai người thời gian mới khó khăn lắm khôi phục tới rồi đỉnh kỳ, bọn họ chém giết đổ máu trên thực tế là bị huyết chứng hấp thu đi rồi nguyên khí. Chờ đại gia khôi phục lúc sau, lúc này mới hiểu biết đến là Dương Nghị Vân liều mạng đưa bọn họ cứu ra tới, Huyền ngang nhau người tất nhiên là không cần phải nói, vốn chính là Dương Nghị Vân dưới tòa, chỉ là đem này phân cảm động ghi tạc trong lòng. Mà thần nông Càng Minh cùng người Hoàng đảo Thiên Xu lại là biết đây là ân cứu mạng, thiên đại nhân tình, cũng sẽ là toàn bộ thần nông thị cùng người Hoàng đảo ân tình. Bởi vì Dương Nghị Vân cứu chính là mọi người. Bọn họ hai nhà người vốn dĩ đã bị huyết thú triều tách ra một phân bộ, ở huyết chứng dưới có đã chết mấy cái, hiện tại dư lại đều là các gia tinh anh, mỗi người ở từng người thế lực đều là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, cho nên nói đại biểu bọn họ sau lưng toàn bộ thế lực thiếu hạ Dương Nghị Vân ân tình một chút đều không quá. Tưởng cảm tạ Dương Nghị Vân đáng tiếc Dương Nghị Vân đến nay đều ở nhập định chung. Vì thế mọi người đều quay chung quanh ở Dương Nghị Vân bốn phía, chờ Dương Nghị Vân từ trong nhập định tỉnh lại. Trước sau 3 năm qua đi, Dương Nghị Vân như cũ ở nhập định. Như thế lại đi qua 2 năm. Thứ 5 năm thời điểm, Dương Nghị Vân không từ trong nhập định tỉnh lại, nhưng huyết chứng nơi tới thế lực khác. Như thiên tộc ngũ hành gia tộc 5 thế lực lớn, cổ vu tộc, si vu tộc. Cùng với dư lại tam đại ngoại đạo thế lực, quang minh chư thiên, hoàng hôn vực sâu, ma thần vực tất cả đều đến đông đủ. Chẳng qua tiến vào chúng thần vực thế lực chung, có tam gia xem như bị Dương Nghị Vân cấp đoàn diệt. Thiên tộc 33 thiên điện không có, quỷ thần giới không có, cửu lê tộc không có. Đều là Dương Nghị Vân kẻ thù. Hiện giờ các thế lực lớn lại lần nữa hội tụ. Chẳng qua trong đó nhiều người một nhà hoàng đảo thế lực. Không hề nghi ngờ thế lực khác. Cũng là bị huyết chứng hấp dẫn mà đến. Từng nhà thế lực từ bốn phía xuất hiện, tất cả đều quay chung quanh ở huyết quang bên ngoài. Mỗi nhà đều khoảng cách một khoảng cách, ai cũng không có tới gần ai, ở loại địa phương này mọi người đều đề phòng đối phương. Kẻ tới sau này đó thế lực nhìn qua nhân viên cũng không có ra thiếu nhiều ít. Duy độc Dương Nghị Vân dẫn dắt phân môn thần cảnh cùng thần nông Càng Minh dẫn dắt thần nông thị tộc thiếu. Đương nhiên lúc này Huyền ngang nhau người cứu sau. Kỳ thật phân môn thần cảnh người cũng không có thiếu nhiều ít, trừ bỏ ngay từ đầu ngã xuống thạch giám đảm đương cùng thiên hạc, thoán thiên hầu lúc sau, hiện trường phân môn thần cảnh người liền ít đi một cái hùng hoan, những người khác tất cả đều tề tựu. Hùng hoan tự nhiên là bị huyết thú triều tách ra. Nhất thảm kỳ thật chính là thần nông Càng Minh dẫn dắt thần nông thị tộc, đi ra ngoài bị huyết thú triều tách ra nhân viên ở ngoài, ở huyết quang trong vòng lại đã chết mấy cái, hiện tại thần nông Càng Minh bên người hơn nữa chính hắn liền dư lại 6 cá nhân. Mà người Hoàng đảo Thiên Xu bên người hơi chút hảo điểm, còn dư lại 8 người. Kể từ đó, này đó thế lực đã đến, làm Huyền ngang nhau người cũng có chút khẩn trương. Bất quá Dương Nghị Vân ở đây, đảo cũng không sợ bọn họ kia một nhà làm khó dễ, trừ bỏ 33 thiên điện chờ bị Dương Nghị Vân không rớt thế lực ở ngoài, vân môn thần cảnh cùng thế lực khác cũng không có cái gì trực tiếp xung đột. Hơn nữa tình huống hiện tại là, Dương Nghị Vân cứu người Hoàng đảo cùng thần nông thị người sau. Tương đương tạm thời tam gia là nhất thể. Mặc cho ai trêu chọc cũng muốn suy xét hậu quả. Đương nhiên này đó thế lực tiến đến, thực hiển nhiên cũng là bôn huyết chứng mà đến, không nhất định sẽ tìm phiền toái. Huyết chứng tà ác quỷ dị. Nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối là có cái gì chỗ đặc biệt. Nếu không mặt khác mấy nhà thế lực cũng sẽ không tới đây. Huyền ngang nhau người còn đang đợi Dương Nghị Vân tu luyện kết thúc, mới có thể làm quyết định. Nhưng cũng sẽ nhìn chằm chằm thế lực khác cùng giữa sân huyết chứng. Thế lực khác đã đến sau, ai cũng không nói chuyện, từng nhà liền đứng ở cây số huyết quang phạm vi,
cũng không có bước vào huyết quang trong vòng. Huyền Cùng hừ lạnh một tiếng nói, những người này nhưng thật ra xảo trá, so sánh với chúng ta chật vật bọn họ ở liền ở bên ngoài trốn tránh thấy được, nếu không lúc này liền bước vào huyết quang bên trong. Thần Nông Càng Minh âm trầm nói, đánh giá này đó thế lực chung có minh bạch người, sợ là có mỗi một nhà hoặc là mấy nhà biết huyết chứng lai lịch, hiện tại đều đứng bất động, nhìn dáng vẻ là đang chờ đợi cái gì biến hóa, chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị mới là, đừng xuất hiện cái gì đột phát tình huống, không hảo ứng đối. Huyền Cùng gật gật đầu nói, ta tự nhiên là chờ ta ra thần tôn tỉnh lại nói. Hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến Dương Nghị Vân trên người thần quang đại tác phẩm dựng lên. Đồng thời một cổ tử cường đại thần hồn hơi thở từ Dương Nghị Vân trên người là tán phát ra tới. Thần tôn tỉnh Huyền Cùng sắc mặt vui vẻ, hướng về Dương Nghị Vân đi đến. Thần tôn, chủ nhân, mọi người đều quay chung quanh ở Dương Nghị Vân bên người. Dương Nghị Vân giờ phút này mở hai mắt, toàn thân hơi thở nội liễm. Đứng dậy cười cười nói, mọi người đều không có việc gì đi. Hắn nói chuyện nhìn về phía Huyền Cùng cùng thần Nông Càng Minh đám người. Ít nhiều thần tôn cứu giúp, hiện giờ đều không quá đáng ngại. Huyền Cùng trả lời. Lúc này thần Nông Càng Minh mang theo mấy cái tộc nhân tiến lên trân trọng đối Dương Nghị Vân hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ ân cứu mạng. Đối này Dương Nghị Vân thản nhiên tiếp thu. Lúc sau là người Hoàng Đảo Thiên Xu mang theo người tiến lên, cầm tay khom mình hành lễ nói, Dương thần tôn ân cứu mạng, chúng ta Hoàng Đảo mọi người suốt đời khó quên. Đối với Thiên Xu người này Hoàng Phục Hy dưới tòa cường giả. Dương Nghị Vân là tính lần thứ hai gặp mặt, cười cười dừng tay nói, thuận tay mà làm, Thiên Xu đạo hữu không cần để ở trong lòng. Nói là nói như vậy, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là bị bọn họ thi lễ. Cũng đích xác lại nói tiếp, lần này không có hắn, những người này tất cả đều phải bị huyết chứng hút khô tinh huyết mà chết không thể. Khách sáo nói xong, Dương Nghị Vân hai tròng mắt lập lòe, cũng thấy được thế lực khác tồn tại. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở Huyền Phù ở trống không huyết chứng phía trên. Này viên huyết chứng hiện tại xem ra rất có tên tuổi. Đối lần này nhập định điều dưỡng lúc sau, tuy rằng không có đột phá tu vi, nhưng lại là đối nguyên thần có một khác ngoại một ít hiểu được. Tỷ như phía trước bị huyết chứng công kích cái loại này dòng khí đánh sâu vào, giờ phút này hắn lại là trong lòng có ứng đối chi sách. Như thế, Huyền Phù ở trống không kia một quả thật lớn huyết chứng, hắn thật đúng là muốn đi nhìn nhìn lại, hoặc là nói, hắn muốn đi tạp nó. Phía trước thống khổ đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Chủ nhân thế lực khác đều tới rồi nơi đây, sợ là đều bôn huyết chứng mà đến, chúng ta không biết huyết chứng cái gì lai lịch, này đó thế lực chung sợ là có người biết được, muốn hay không tìm người hỏi một chút tình huống. Nên nói đều nói xong lúc sau, đoạn thân mới vừa thấu đi lên đối Dương Nghị Vân nói thế lực khác tiến đến chuyện này. Nghe đoạn thân mới vừa nói chuyện, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua nơi xa quay chung quanh ở huyết quang cây số ở ngoài các thế lực lớn. Ngay sau đó nhìn về phía thần Nông Càng Minh cùng Thiên Xu. Cuối cùng ánh mắt đặt ở thần Nông Càng Minh trên người nói, Càng Minh đạo hữu ngươi là đã tới chúng thần vực người, có biết này huyết chứng ngọn nguồn. Thần Nông Càng Minh cười khổ nói, Vân đạo huynh a, ta nếu là biết đến lời nói, chúng ta liền sẽ không nói, phía trước chúng ta bị huyết thú triều đánh sâu vào dưới, cuối cùng tiến vào này thật lớn thiên đáy hố bộ, ai biết xuống dưới sau liền thấy được Huyền Phù ở trống không huyết chứng. Lúc ấy cũng không có gì huyết quang chiếu rọi tình huống. Cho nên chúng ta vẫn luôn đi tới huyết chứng phía dưới, lúc sau. Chạm vào huyết chứng, đó là huyết quang chiếu rọi cây số, chúng ta mọi người cũng mắc mưu, nguyên thần ý thức dần dần liền không có, nếu không phải ngươi tiến đến cứu giúp, chúng ta sợ là đã sớm ngã xuống. Kia một quả huyết chứng thực sự tà tính, theo ta thấy, chúng ta vẫn là thiếu lây dính thì tốt hơn đi, nghĩ cách rời đi nơi này mới là chính đạo. Thần Nông Càng Minh là lòng còn sợ hãi khẩn. Dương Nghị Vân không nói chuyện, đối với thần Nông Càng Minh giải thích, cũng ở trong dự liệu. Bất quá, lúc này Thiên Xu lại là do dự một chút, nhưng chung quy vẫn là tiến lên một bước đối Dương Nghị Vân nói. Dương thần tôn lão hủ nhưng thật ra từng nghe người Hoàng Đại Nhân nói lên quá một sự kiện kiện nhi, sợ là cùng này cái huyết chứng có quan hệ. Nga, còn thỉnh Thiên Xu đạo hữu chỉ giáo. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, nhìn về phía Thiên Xu. Kỳ thật hắn vừa rồi liền nhìn đến Thiên Xu ở hắn hỏi thần Nông Càng Minh huyết chứng lý do thời điểm, liền có ánh mắt lập lòe thần sắc. Cuối cùng Thiên Xu vẫn là mở miệng, này cũng làm Dương Nghị Vân đối hắn có tốt hơn cảm. Chỉ nghe Thiên Xu trầm ngâm một chút mở miệng nói, nhà ta người Hoàng Đại Nhân tới quá chúng thần vực nhiều lần, trong đó liền lại một lần nhắc tới quá, nói là ở tu la chàng nào đó thiên trong hầm, thiết
thiên địa dựng dục ra một quả huyết trứng, có lẽ là đại khủng bố, cũng có lẽ là đại cơ duyên, người hoàng đại nhân bổn ý là, làm chúng ta đừng đi lây dính, huyết trứng phù hóa lúc sau, tất có nhân quả, không có đại khí vận giả, chạm vào chi đó là chết. Hảo ngươi cái thiên su nguyên lai ngươi đã sớm biết, ngươi biết chúng ta không nói sớm, còn mang chúng ta tới gần huyết trứng, nếu không phải vân đạo hữu, chúng ta đều đã chết, ngươi giáp tâm ở đâu? Thần nông càng minh nghe được nơi này lạnh giọng đánh gãy thiên su. Huyền cùng mấy người cũng nhìn về phía thiên su, đích xác, hồi tưởng phía trước, bọn họ đuổi theo người hoàng đảo người muốn tránh khai huyết thú, ai biết ngược lại gặp tới rồi càng nhiều máu thú đánh sâu vào, cuối cùng bị huyết thú đàn bức tiến cái này thiên hố, lúc ấy cũng là thiên su đề nghị tiến vào thiên đáy hố bộ nhìn xem, có phải hay không có cái gì lối ra khác. Tới rồi thiên đáy hố bộ sau, nhìn đến huyết trứng thời điểm, thiên su cũng không có nói bất luận cái gì về huyết trứng việc. Hiện tại lại nói người Hoàng Phục Hy nói lên quá huyết chứng việc, này thuyết minh thiên su thật là biết huyết chứng việc, cố tình không có đối đại gia giảng thuật, nói như vậy lên, thần nông càng minh một câu giáp tâm ở đâu, một chút đều không oan uổng thiên su. Lúc này bọn họ ánh mắt đều không tốt, chăm chú vào thiên su cùng người hoàng đảo mọi người trên người, nếu là không cho một hợp lý giải thích, hôm nay chuyện này liền không tính xong. Dương Nghị Vân lại là dừng tay nói, đều đừng vội, nghe thiên su đạo hữu nói xong. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không có ý hại đại gia, nếu không chính bọn họ không phải cũng là đáp thượng tánh mạng sao. Nghe được Dương Nghị Vân một mở miệng, thần nông càng minh đám người liền không cần phải nhiều lời nữa, đều chờ thiên su như thế nào giải thích. Thiên su ôm quyền nhìn Dương Nghị Vân cảm kích nói, đa tạ Dương thần tôn tín nhiệm. Nói xong cười khổ nhìn thần nông càng minh đám người nói, lão hủ nói qua, huyết chứng việc cũng chỉ là nghe nhà ta người hoàng đại nhân nói qua một miệng, bản thân ta chờ cũng không có gặp qua. Đến nỗi đi vào cái này thiên hố chỉ là, lão hủ phía trước liền nói quá, đều là trùng hợp a, các ngươi đi theo chúng ta phía sau thời điểm, so sánh với cũng thấy được, chúng ta cũng là bị huyết thú chiều đuổi theo chạy, còn chạy tan một ít đồng môn. Cuối cùng chúng ta tới rồi cái này thiên đáy hố bộ tới, thấy được huyết chứng, này thật là trùng hợp, rốt cuộc người hoàng đại nhân tuy rằng nói qua ở nào đó thiên trong hầm tồn tại một quả huyết chứng, khá vậy không cụ thể nói qua chính là cái này thiên hố a. Trời đất chứng giám lão hủ lời nói có nửa câu hư ngôn, kêu lão hủ tao trời phạt. Lời thề đều ra tới, thần nông càng minh cùng huyền ngang nhau người cũng liền không hề nói cái gì. Bất quá thần nông càng minh còn ngẫm lại không dám nói, liền tính người phía trước nói đều là thật sự, kia cái gì nhìn thấy huyết chứng thời điểm, người không nói. Người lúc ấy có phải hay không liền đoán được huyết chứng chính là người hoàng nhắc tới huyết chứng. Lúc này thiên su vẻ mặt hổ thẹn nói, đích xác lúc ấy nhìn thấy huyết chứng thời điểm. Lão hủ đoán được khả năng chính là người hoàng đại nhân nói qua huyết chứng, lúc ấy không nói cho đại gia, cũng là lão hủ trong lòng thực sự tò mò, này cái huyết chứng hoặc là nói huyết chứng đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt, làm người hoàng đại nhân trân trọng nhắc nhở chúng ta. Vốn dĩ đi, chỉ là tưởng để sát vào nhìn xem, quan sát một phen, nhưng ai biết huyết chứng đột nhiên huyết quang lông tóc, dẫn tới chúng ta mọi người đều nói, điểm này lão hủ cũng không nghĩ tới a. Người hoàng đại nhân cũng chưa nói quá huyết chứng có bực này công kích, việc này thật sự không phải lão hủ cố ý giấu giếm cái gì, làm trò không biết huyết chứng như thế tà ác. Người cái lão thất, thần nông Càng Minh còn muốn mắng. Nhưng là bị Dương Nghị Vân mở miệng ngắt lời nói, Càng Minh đạo huynh ta tin tưởng thiên su đạo hữu, việc này như vậy đình chỉ đi, hiện tại truy cứu này đó không có ý nghĩa. Thần nông Càng Minh có thể không cho thiên su mặt mũi, nhưng là Dương Nghị Vân nói hắn là muốn nghe, mặt mũi cũng muốn cấp. Rốt cuộc Dương Nghị Vân đối hắn là ân cứu mạng. Trọng điểm là hiện tại Dương Nghị Vân thực lực huyền cùng, bên người có bao nhiêu mấy tôn thiên đạo năm trọng, thực lực ở nơi đó phóng, không dám không cho mặt mũi. Xấu hổ cười, đảo cũng không hề nói thêm cái gì. Dương Nghị Vân còn lại là nhìn về phía thiên su nói, thiên su đạo hữu về huyết chứng việc, không biết người hoàng còn nói qua cái khác. Thiên su suy tư một chút nói, đúng rồi, lão hủ nhớ rõ người hoàng đại nhân còn nói quá. Huyết chứng chính là tu la tộc chiến sĩ cùng cổ thần tộc chiến sĩ tinh huyết hội tụ cùng nhau, tới rồi thiên hố lúc sau, hình thành thiên địa dị biến tinh linh, có thể nói là thiên sinh địa dưỡng, khả năng sẽ sinh ra toàn hưng giống loài, bán thần nửa tu la cũng hoặc là còn có mặt khác không thể biết, phúc họa tương y. Nhưng nói đến cùng, này huyết chứng tất nhiên đối mỗi một cái thần linh tới nói, đều là chí bảo chung chí bảo, bởi vì có tu la tinh huyết tồn tại, có thể nói nếu là ra đời cái gì sinh linh. Kia đó là mang theo đệ tứ giới đặc thù chi vật. Đệ tứ giới. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, xong người nào đó tinh quang chợt lóe rồi biến mất.
Đích xác Tu La tộc nghe đồn là đến từ tam giới ở ngoài xâm lấn thần giới chủng tộc sinh linh, căn bản liền không thuộc về tam giới chi vật, mà là đến từ trong truyền thuyết u minh giới chủng tộc. Nếu là huyết chứng thật đương sinh ra cái gì sinh linh tới, đích xác sẽ là mang theo một nửa đệ tứ giới thuộc tính đồ vật. Hắn nội tâm nhảy lên, là bởi vì hắn vẫn luôn sớm truy tìm có quan hệ u minh giới sự tích, nhưng đáng tiếc trong tam giới đối với u minh giới việc, càng nhiều chỉ là có chút nghe đồn. Không có chân chính thực chất tính tiếp xúc đến u minh giới. Nhưng hiện tại như vậy một quả huyết chứng hoặc là nói huyết chứng, sắp khả năng sẽ sinh ra một cái đến từ có nửa cái u minh giới huyết mạch sinh linh. Này cũng Dương Nghị Vân có điểm kích động. Trong lòng hạ định quyết định, mặc kệ nếu, hắn đều phải thử xem đem kia một quả huyết chứng làm tới tay. Đến lúc đó vạn nhất thực sự có thể sinh ra cái gì mang theo u minh giới huyết mạch sinh vật, kia hắn là có thể hiểu biết u minh giới, mà hiểu biết u minh giới, đối hắn xem ra chẳng khác nào là hỏi thăm hoặc là tìm kiếm liễu lanh canh rơi xuống. Này với hắn mà nói, so cái gì đều quan trọng. Ánh mắt tỏa sáng. Dương Nghị Vân nhìn về phía nơi xa huyền phù ở giữa không trung huyết chứng. Hắn nghĩ đến nên như thế nào đem này cái huyết chứng lộng đổi tay. Dựa theo Thiên Xu lời nói, người Hoàng Phục Hy nói qua, huyết chứng trong vòng sẽ ra đời một cái bán thần nửa tu la sinh linh, nửa cái đến từ đệ tứ giới, ra đời đến từ tam giới ở ngoài sinh linh xuất hiện. Dương Thần Tôn Lão Hủ cảm thấy thần nông Càng Minh Đạo Hữu nói rất đúng, chúng ta vẫn là nghĩ cách rời đi nơi đây đi, kia huyết chứng tuyệt đối là đại tà ác. Hiện tại ngẫm lại người Hoàng Đại Nhân theo như lời về huyết chứng sự, không cho chúng ta đi chạm vào, là có đạo lý. Thiên Xu lúc này ăn qua mệt, tâm cũng tính xuống dưới sau, liền tuyệt đối vẫn là rời xa này cái huyết chứng hảo, liền mở miệng đối Dương Nghị Vân nói chuyện. Nhưng Dương mẫu nhân nội tâm hỏa hoa đều bị bậc lửa, sao có thể sẽ rời đi? Huống hồ hắn phía trước bị huyết chứng công kích nguyên thần, chính là ăn không ít đau khổ, dựa theo hắn tính cách, không thể ăn không trả tiền mệt. Liền tính có thể được không đến, cũng phải đi tạp một tạp huyết chứng xả giận mới là. Huống hồ trải qua một phen tu dưỡng, hắn nguyên thần rèn luyện một phen, cũng hồi tưởng bị huyết chứng công kích nguyên thần quá trình sau, trong lòng đã có một ít ứng đối huyết chứng công kích nguyên thần biện pháp, lúc này tự nhiên cũng sẽ không đi. Dương Nghị Vân sâu kín nói, các ngươi tưởng rời đi đi, ta chuẩn bị đi gặp kia một quả huyết chứng. Dương Nghị Vân lời này vừa nói ra, thần nông Càng Minh cùng Thiên Xu đều là sửng sốt. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc. Nếu là lưu lại đi, tất nhiên liền phải lại giúp Dương Nghị Vân, đi bang lời nói, trong đó nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, nhưng nếu là rời đi, liền có vẻ làm việc không địa đạo. Nhân ra rượu mệnh, xoay người lại là đi luôn, truyền ra đi tự nhiên không sáng giỏi. Nếu là Vân Đạo Huynh muốn lưu lại, ta thần nông Càng Minh tự nhiên sẽ không đi, chúng ta chính là đồng minh, ném xuống đồng minh chuyện này. Ta thần nông Càng Minh làm không được, ta thần nông thị người tất cả đều lưu lại. Thần nông Càng nói rõ được đến khi đại nghĩa lăng nhiên, nhưng không nghĩ tới hắn cũng không lựa chọn, bởi vì hiện tại rời đi, hắn như thế nào đi ra ngoài. Thiên hố phía trên một vòng đều là huyết thú chiều vây quanh, bằng hắn hiện tại bên người liền 5 cái tộc nhân, chút thực lực ấy, càng bổn đừng nghĩ từ huyết thú đàn vây quanh chung lao ra đi. Còn nữa liền tính là thiên hố nông nỗi có khác đường ra, hắn cũng không biết đi như thế nào. Hơn nữa liền tính đi rồi, ai có thể bảo đảm sẽ không gặp phải khác phiền toái. Cuối cùng đó là thần nông Càng Minh cùng Dương Nghị Vân giao tiếp gần nhất, hồi tưởng một chút Dương Nghị Vân làm việc, tựa hồ liền rất ăn ít mệt, nếu Dương Nghị Vân muốn đi chạm vào huyết chứng, kia tất nhiên là có cái gì ý tưởng. Như thế huyết chứng nói là đại tà ác đại khủng bố, nhưng thường thường cũng là đại cơ duyên, nói không chừng đi theo Dương Nghị Vân sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy tưởng tượng. Thần nông Càng Minh tự nhiên liền phải để lại. Thần nông Càng Minh một tỏ thái độ, người Hoàng đảo người nếu là xoay người rời đi, cũng liền kỳ cục, rốt cuộc Dương Nghị Vân vừa mới cứu bọn họ một mạng. Thiên Xu bên người hai cái tôn giả cùng Thiên Xu truyền âm giao lưu một phen, cuối cùng Thiên Xu cũng mở miệng nói, chúng ta cũng lưu lại, vậy phải đi cùng nhau đi. Dương Nghị Vân cười cười nói, kỳ thật các ngươi thật sự không cần để ý ta nơi này, ta chính là tưởng lưu lại nhìn xem. Kia huyết chứng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nói là nói như vậy, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng tự nhiên là cao hứng. Có người Hoàng đảo cùng thần nông Càng Minh lưu lại, kia bọn họ chính là tam phương thế lực nhất thể, dựng lên không hề nghi ngờ này đây hắn cầm đầu, như thế ở kế tiếp hành động chung, tất nhiên là chiếm ưu thế. Làm cho các thế lực lớn mặt, người Hoàng đảo cùng thần nông thị lưu lại, từ hiện tại khí, mặc kệ bọn họ tam gia có hay không ước định,
thế lực khác tất nhiên sẽ cho rằng bọn họ trở thành tiểu đoàn thể, đến lúc đó kia một nhà muốn tìm phiền toái, cũng là muốn ước lượng ước lượng. Đương nhiên từ sâu trong nội tâm đem, Dương Mỗ Nhân tự nhiên là hy vọng thần nông Càng Minh cùng Thiên Xu đều lưu lại. Bọn họ thật muốn là giờ khắc này xoay người rời đi, kia ngược lại liền xem nhẹ bọn họ. Đại gia ý kiến nhất trí lúc sau, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Dương Nghị Vân nhìn huyền phù ở giữa không trung huyết chứng, chuẩn bị lại lần nữa bước vào tiến vào, lần này hắn có tin tưởng quay lại tự nhiên. Đem ý tưởng nói ra sau, Thiên Xu lại là mở miệng nói, thần tôn đại nhân chớ sốt ruột, vẫn là từ từ đang xem đi. Thiên Xu đối Dương Nghị Vân xưng hô cũng từ Dương thần tôn biến thành thần tôn đại nhân, đây là một loại tôn xưng, đem Dương Nghị Vân đặt ở cùng người Hoàng Phục Hy ngang nhau địa vị thượng. Bất quá nói trở về, Dương Mỗ Nhân bản thân địa vị liền cao hơn mọi người, rốt cuộc hắn là Càn Khôn thần tôn truyền nhân, đại biểu phi thăng nhất tộc. Càng là vân môn thần cảnh chi chủ. Cứ việc hắn không thèm để ý cái gì xưng hô, nhưng nghe được Thiên Xu kêu hắn thần tôn đại nhân, trong lòng vẫn là cao hứng, này thuyết minh người hoàng đảo những người này từ giờ trở đi là đối hắn tín nhiệm. Cũng tỏ vẻ lấy hắn cầm đầu. Đến cũng nghe đến đi vào khuyên bảo, hắn cũng không sốt ruột, nhìn về phía Thiên Xu nói, Thiên Xu đạo hữu có cái gì chỉ giáo. Thiên Xu nếu quyết định lưu lại, tự nhiên liền phải suy xét Dương Nghị Vân an toàn vấn đề, cũng sẽ là suy xét bọn họ mọi người an toàn vấn đề. Tín nhiệm Dương Nghị Vân lưu lại, cũng tương đương cùng Dương Nghị Vân cộng tiến thối, nếu là Dương Nghị Vân xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng sẽ là mọi người. Thấy Dương Nghị Vân hỏi chuyện, hắn cũng không khách khí trực tiếp mở miệng nói, thế lực khác nếu đều đi tới nơi này, đã nói lên, bọn họ chung tất nhiên cũng là có người hiểu biết huyết chứng việc, thậm chí có khả năng so với chúng ta hiểu biết còn nhiều, nếu không cũng sẽ không mạo nguy hiểm mà đến. Phải biết rằng thiên hố phía trên, còn có huyết thú đàn tồn tại, bọn họ là như thế nào tới. Hoặc là mạo nguy hiểm ngạnh sinh sinh xông tới, nhưng cái này đại giới tất nhiên không nhỏ, bọn họ đều nguyện ý mạo hiểm xuống dưới, thuyết minh huyết chứng đích xác mạo hiểm, lại hoặc là từ địa phương khác mà đến. Mặc kệ là nào một loại tình huống, bọn họ nếu đều đi tới nơi này, tất nhiên là đối huyết chứng tố có hiểu biết, nhưng bọn họ đã đến sau, lại là dừng chân huyết quang ở ngoài, chỉ là nhìn, mà không có động thủ, nhất định là đang đợi thời gian. Cho nên chúng ta cũng chờ. Này huyết chứng trước kia tất nhiên không phải bực này trạng thái, mà là lần này chúng thần vực mở ra lúc sau thứ mới xuất thế, tới rồi xuất thế thời gian, nếu không chúng ta tất nhiên không gặp được, càng tìm không thấy. Người Hoàng Đại Nhân nói qua, huyết chứng trong vòng dựng dục sinh linh, vậy nhất định sẽ hiện thế, chỉ là hiện tại thời gian còn không đến, cho nên chúng ta chờ là huyết chứng trong vòng sinh linh hiện thế đang xem tình huống đi, nếu là như thế này tùy thiện tới gần, người cũng trải qua phía trước huyết quang cùng huyết chứng quỷ dị. Ngược lại là mạo hiểm, chờ huyết chứng trong vòng sinh linh chính mình xuất thế, đến lúc đó tình huống sáng tỏ, chúng ta ở mỗ hoặc cũng không muộn, thần tôn đại nhân nghĩ như thế nào. Dương Nghị Vân nghe liên tiếp gật đầu, hắn cũng không phải nghe không vào ý kiến cổ hủ người, tính toán đơn thương độc mã đi tạp huyết chứng, chỉ là hắn một ý niệm. Cứ việc trải qua phía trước nguyên thần bị huyết chứng công kích lúc sau, hắn có một ít ứng đối huyết chứng công kích phương pháp, nhưng cũng là chỉ thế mà thôi. Kia một quả huyết chứng quỷ dị, thật là thật sự. Quỷ biết hắn chân chính tiếp xúc lúc sau, còn sẽ xuất hiện chuyện gì. Cho nên Thiên Xu nói chờ xem như ổn thỏa biện pháp. Bốn phía còn có thế lực khác đều quan vọng giả, này đó thế lực đều là thần giới nhãn hiệu lâu đời thế lực, nếu có thể quay chung quanh ở huyết chứng bốn phía, xem mà bất động, tất nhiên cũng là có cái gì tính toán. Hắn hà tất đi mạo hiểm, chưa chừng còn sẽ cho người khác làm áo cưới. Hảo. Chúng ta đây liền từ từ xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này huyết chứng trong vòng rốt cuộc sẽ xuất hiện cái quỷ gì đồ vật tới. Dương Nghị Vân mở miệng, tiếp nhận rồi Thiên Xu kiến nghị. Dù sao không chỉ là hắn nhìn chằm chằm huyết chứng, mọi người đều nhìn chằm chằm. Mà huyết chứng ở giữa không trung lập lòe quang mang, thoạt nhìn giống như là chờ đợi thành thục xuất thế bảo dược giống nhau, yêu cầu thời gian. Ong! Liền ở bọn họ mới vừa nói chuyện hết sức. Một tiếng run minh vang lên. Thật là huyết chứng phát ra cái loại này run minh thanh. Dương Nghị Vân lại là trong lòng vừa động, hắn nghe ra tới, lúc này đây run minh thanh, so với phía trước càng thêm vang dội. Ngẩng đầu hướng về huyết chứng nhìn lại là phát hiện huyết chứng phát ra một đạo huyết quang tận trời mà đi. Ong ong ong. Một trận tiếp theo một trận run minh tiếng vang lên, một tiếng so với tiếng vang lượng, cùng với huyết quang phóng lên cao, trực tiếp từ thiên đáy hố bộ sông ra ngoài.
nhưng mà ngay sau đó lại là có đáp lại thanh. Giống giống giống. Từng tiếng thú giống vang lên. Thực rõ ràng là từ trên không truyền đến. Này đó thú giống không hề nghi ngờ là từ thiên hố phía trên mà đến, là huyết thú đàn. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đám người sắc mặt biến đổi. Đều minh bạch cái gì? Huyết chứng ở triệu hoán thiên hố phía trên huyết thú. Nháy mắt trên không tiếng hô càng lúc càng lớn. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại là không bình tĩnh. Chỉ thấy vô số huyết thú từ phía trên vọt xuống dưới, thẳng đến thiên đáy hố bộ. Có phi hành, có chạy như điên mà đến, đầy trời đều là huyết thú đàn. Này! Thần nông Càng Minh mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên trời giáng xuống huyết thú, trong ánh mắt có sợ hãi. Thiên Xu cũng là đồng tử co rút lại lên. Dương Nghị Vân nhìn như mưa điểm giống nhau giáng xuống huyết thú, cầm lòng không đậu nuốt khẩu nước miếng, phục hồi tinh thần lại vội vàng hét lớn, lui lại. Lúc này thời điểm không lùi, tất nhiên phải bị huyết thú đàn cấp ăn tươi nuốt sống không thể. Hắn một tiếng giống to dưới, mọi người vội vàng về phía sau thối lui. Không lùi tránh là không được. Đầy trời đều là huyết thú, như mưa điểm giống nhau đi xuống truy lạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, huyết chứng phát ra run minh lúc sau, bộc phát ra một đạo huyết quang phóng lên cao, lại là triệu hoán huyết thú xuống dưới. Vội vàng lui về phía sau mấy ngàn mét. Lúc này Dương Nghị Vân dừng lại. Không có ở về phía sau mà đi. Bởi vì hắn thấy được quỷ dị một màn. Chỉ thấy như mưa điểm giống nhau huyết thú từ trên trời giáng xuống lúc sau, đầy trời đều là, nhưng lại cũng có quy luật. Nhìn như hỗn loạn, kỳ thật lại ở nhất định trong phạm vi. Cái này phạm vi đều còn lại là ở huyết chứng bùng nổ dựng lên huyết sắc cột sáng trong vòng. Bọn họ sợ ngay sau đó đã chịu huyết thú công kích, nhưng lại cũng không có. Huyết thú căn bản liền không có rơi xuống đất xuống dưới, lại là xoay tròn bị huyết sắc cột sáng hấp thu đi vào. Khủng bố một màn là, phàm là bị huyết chứng bùng nổ mà ra cột sáng hấp thu đi vào huyết thú, đều chạm vào một chút nổ tung, hóa thành huyết phụ, cuối cùng tinh huyết tất cả đều bị huyết chứng hấp thu đi vào. Một màn này nhìn đến lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng cũng là nhìn không được nhảy lên. Nháy mắt công phu, hàng ngàn hàng vạn huyết thú, có một cái tính một cái bị huyết sắc cột sáng hấp thu đi vào nổ tan xác mà chết. Không hề nghi ngờ đều bị huyết chứng cấp hấp thu tinh huyết lực lượng. Lúc này từ trước đến nay trầm ổn huyền cùng đều nhìn không được nuốt khẩu nước miếng nói, đại khủng bố a, này đó huyết thú chung không thiếu thực lực có thể so với thiên đạo quy tắc 5 trọng tồn tại. Liền như vậy bị nổ tan xác hóa thành tinh huyết hấp thu đi, huyết thú số lượng ít nói đều có mấy chục vạn, nhiều như vậy huyết thú tinh huyết thêm ở bên nhau, vô pháp tưởng tượng a, thần tôn chúng ta đi nhanh đi, ta cảm giác vũng nước đục này chúng ta thang không dậy nổi. Huyền cùng cũng nói ra mọi người trong lòng tưởng lời nói. Đích xác ngốc tử hiện tại đều có thể nhìn ra được tới, huyết chứng hấp thu như thế khổng lồ huyết thú đàn tinh huyết lúc sau, quỷ biết sẽ xuất thế một cái kiểu gì sinh linh tới. Nhiều như vậy huyết thú hóa thành huyết phụ bị huyết chứng hấp thu, quả thực chính là một hồi tu la huyết tế. Thực rõ ràng huyết chứng trong vòng có sinh linh, hơn nữa vẫn là có ý thức sinh linh. Tu la chàng huyết thú đàn bùng nổ, tất nhiên cũng là huyết chứng kiệt tác. Phía trước còn kỳ quái như thế nào êm đẹp sẽ bùng nổ huyết thú chiều, hiện tại mọi người đều rõ ràng, là bởi vì huyết chứng xuất hiện ở thiên hố, là bởi vì huyết chứng muốn phá xác mà ra. Ở huyết chứng trong vòng thời điểm là có thể thao tác huyết thú triều, hiện tại càng là đáng sợ, một đạo huyết quang tận trời lúc sau, liền trực tiếp triệu hoán ở trên đất bằng huyết thú đàn một đầu đầu như bay nga phác hỏa giống nhau nhảy vào thiên hố trong vòng, tất cả đều hóa thành tinh huyết bị huyết chứng hấp thu. Đương nhiên mọi người đều biết có lẽ này đó huyết thú cũng không phải tự nguyện, tất cả đều là bị huyết chứng thao tác mà đến. Huyết chứng ở không có phá xác thời điểm, đều như thế cường đại quỷ dị, nếu là thật phá xác mà ra. Sinh ra như thiên su sở giảng có được bán thần nửa tu la sinh linh tới, trời biết sẽ có đều cường đại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Dương Nghị Vân giờ phút này cũng là cái này ý tưởng. Nếu là không thấy được huyết thú đàn bị nổ tan xác hóa thành tinh huyết bị huyết chứng hấp thu một màn, hắn như cũ sẽ kiên trì đi tạp một tạp kia một quả huyết chứng, nhưng là giờ khắc này, hắn trong lòng dao động. Quá mẹ nó tà tính. Này quả thực là một hồi huyết tế, một hồi lấy huyết thú là chủ tà ác huyết tế. Kia một quả huyết chứng trong vòng sẽ sinh ra cái gì tới, hắn hiện tại không nghĩ đi nhìn, liền tính là hắn không thèm để ý chính mình, nhưng bên người còn có những người khác đâu. Chạy nhanh bỏ chạy đi. Hảo, đại gia đi mau, mau rời khỏi nơi này lại nói.
dứt lời liền mang theo đại gia hướng về bọn họ tới khi ngầm huyệt động mà đi. Thiên hố phía trên lộ giờ phút này khẳng định là đi không thông. Dương Nghị Vân mang theo mọi người xoay người rời đi. Chính là hắn khóe mắt lại là nhìn đến, thế lực khác cư nhiên không nhúc nhích, cũng chính là huyết thú từ trên trời giáng xuống thời điểm, về phía sau lui cây số, nhưng là lúc này, cũng không có rời đi ý tứ. Cái này làm cho hắn thực nghi hoặc, chẳng lẽ mặt khác các thế lực lớn, đều có cái gì lớn hơn nữa dựa vào, không e ngại huyết chứng chung sẽ xuất hiện cái gì cường đại sinh linh sao? Vẫn là nói bọn họ đều không sợ chết không thành. Không đạo lý a, nào có không sợ chết. Dương Nghị Vân tiếp tục đi tới dưới chân không đình, nhưng tâm lý càng nghĩ càng không đúng. Đi rồi vài bước sau, Dương Nghị Vân ngừng lại là trực tiếp nhìn về phía thần nông Càng Minh nói, Càng Minh đạo huynh ngươi đi thăm hỏi một chút tình huống như thế nào. Cái gì, thần nông Càng Minh sửng sốt không phản ứng ngươi lại đây. Ngược lại là Thiên Xu quan sát tới rồi Dương Nghị Vân hướng về phương xa nhìn giống nhau, liền biết Dương Nghị Vân đang xem mặt khác các thế lực lớn, mà Thiên Xu chính mình cũng kỳ quái, các thế lực lớn tựa hồ đều không có rời đi ý tứ. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, như cũng không nhúc nhích các thế lực lớn, đối với huyết chứng xuất thế ra đời ra tới cái gì sinh linh tất nhiên là có điều hiểu biết, có lẽ tình huống cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy không xong. Thiên Xu tiếp thượng lời nói, thần tôn đại nhân ý tứ là, cho người đi thế lực khác bên kia hỏi một chút, bọn họ vì cái gì không rời đi, hoặc là nói đúng ra, những cái đó thế lực tất nhiên biết một ít chúng ta không biết nội tình, yêu cầu ngươi đi tìm hiểu một chút. Vì cái gì là ta đi? Thần nông Càng Minh có chút không tình nguyện. Thiên Xu cười nói, bởi vì ngươi là thần giới thần nông thị đại biểu, càng là cùng những cái đó thế lực giống nhau đại đạo điện thành viên thế lực, các ngươi đều là cổ xưa thần tộc thế lực, nghĩ đến đường đường thần nông thì cũng là có mấy cái hữu hảo đồng minh thế lực đi. Ách thần nông Càng Minh nghẹn lời, nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân mở miệng nói, Càng Minh đạo huynh làm ơn ngươi, đi hỏi thăm một chút đi, chúng ta nếu đều đi đến này một bước, nếu là như vậy rời đi, chẳng phải là tiếc nuối, lại nói ngươi nhìn xem bốn phía những cái đó thế lực, đều không có tính toán rời đi ý tứ, như thế chúng ta cũng không có sợ quá, vất vả đạo huynh. Dương Mỗ Nhân mang theo ý cười cùng thần nông Càng nói rõ lời nói, nhưng trong giọng nói lại là có chút cường thế, không dung thần nông Càng Minh phản bác. Người sau, thần nông Càng Minh lại là chỉ có thể cười khổ gật đầu nói, hành, ta đi. Hắn không đi không được a, ai làm Dương Nghị Vân cứu hắn đâu. Lại nói hắn cùng Dương Nghị Vân hiện tại là đồng minh a, giữa sân tựa hồ ra tới hắn, cũng không ai có thể đi. Chính như Thiên Xu lời nói, đường đường thần nông thị vẫn là có mấy nhà hữu hảo thế lực tồn tại. Chỉ là hỏi thăm một chút huyết chứng việc, đến cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự đi, thoạt nhìn mấy thế lực lớn cũng chưa đi, đã nói lên bọn họ chi gian đều đã biết, không coi là cái gì bí ẩn. Hắn đi hỏi thăm hẳn là không có gì vấn đề. Thần nông Càng Minh cũng coi như là nhìn ra tới, Dương Nghị Vân nếu là liền như vậy rời đi hắn sẽ không cam tâm. Thần nông Càng Minh xoay người mà đi. Dương Nghị Vân đám người lại là lưu tại chỗ, ánh mắt lại lần nữa dừng ở giữa sân. Phía chân trời phía trên huyết thú như cũ ở đi xuống rất xuống, từng con bạo liệt xem ra, tinh huyết bị huyết chứng hấp thu. Cũng không biết huyết chứng lúc này đây chôn vùi nhiều ít huyết thú chi mệnh. Dù sao tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Thiên Xu đạo hữu thấy thế nào? Dương Nghị Vân lại hỏi. Thiên Xu cười khổ lắc đầu nói, lão hủ cũng không nói lên được, hiện tại chỉ có thể chờ thần nông Càng Minh hỏi thăm tới tin tức hiểu biết. Dương Nghị Vân gật gật đầu, không ở hỏi nhiều, hắn rõ ràng Thiên Xu biết nói đều đã nói, đích xác hiện tại liền phải xem thần nông Càng Minh có thể hay không tìm hiểu đến một ít hữu dụng tin tức. Ở hắn nghĩ đến, mặt khác các thế lực lớn, tất nhiên là đã biết huyết chứng chung sẽ ra đời cái gì sinh linh, hơn nữa nhất định biết một ít bọn họ không biết cái gì bí ẩn, mà huyết chứng trận này huyết tế lúc sau, liền tính là huyết chứng chung ra tới cái gì sinh linh, khả năng cũng sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn đi. Nếu không này đó thế lực đã sớm chuồn mất, như thế nào còn sẽ lưu tại bốn phía chờ xem. Từng nhà cũng chưa động, tất nhiên là đang đợi huyết chứng huyết tế kết thúc đi. Vân đạo huynh ta đã trở về. Lúc này thần nông Càng Minh hóa thành một đạo thần quang mà đến, Dương Nghị Vân nghe thần nông Càng Minh ngữ khí, mang theo một ít hưng phấn chi ý, trong lòng nghĩ xem ra là có thu hoạch. Vội vàng hỏi, như thế nào? Chính là có cái gì bất đồng? Thần nông Càng Minh thư khẩu khí nói, thật là có rất lớn bất đồng, ta hỏi cổ vu tộc người, bọn họ cùng chúng ta thần nông thì tốt hơn, có thể nói đều nói. Sao lại thế này,
ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói a. Dương Nghị Vân thúc giục nói. Là như thế này, dựa theo cổ vu tộc người ta nói, là Si Vưu nhất tộc mỗ một vị tiền bối dậy sớm tiến vào chúng thần vực thế giới đến tu la tràng dưới nền đất chỗ sâu trong gặp qua huyết chứng, cũng nghiên cứu quá, đến ra kết luận đó là cùng phía trước Thiên Xu đạo hữu giảng thuật không sai biệt nhiều. Duy nhất bất đồng là, dựa theo bọn họ cách nói, huyết chứng trong vòng bán thần nửa tu la sinh linh, muốn phá xác mà ra, yêu cầu một hồi huyết tế, chờ huyết tế sau khi chấm dứt, đó là huyết chứng trong vòng thần linh ra đời thời điểm. Bất quá sở ra đời sinh linh có nửa tu la huyết mạch tinh hồn, cùng cổ thần tộc huyết mạch dựng dục kết hợp, đến lúc đó vượt qua tam giới, lại ở tam giới độc đáo tồn tại. Bực này xem như đệ tứ giới, có siêu tam giới sinh linh cường đại là đích xác cường đại, nhưng mới vừa ra đời thời điểm là không có như vậy cường đại, xem như trẻ con giống nhau, bất quá lại là trưởng thành sẽ bay nhanh lên. Nhưng là đâu, chỉ cần ở vừa mới ra đời là lúc, có thể đem này bắt lấy khống chế trở thành tu la thần nô. Tất nhiên sẽ là một đại trợ lực, chưa chừng, ra đời tu la thần nô, liền tính là hợp đạo cấp bậc cường giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Thần nông càng nói rõ nói nơi này thời điểm, chính hắn đều không có phát hiện, hắn đôi mắt đều ở sáng lên. Dương mỗ nhân đâu? Nghe xong lúc sau, cũng là nội tâm dao động từng trận. Trong bất chi bất giác đôi tay nắm chặt lên. Tu la thần nô tên nhưng thật ra chuẩn xác a. Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu. Lúc này Thiên Xu mở miệng nói. Như thế tân bí, cổ vu tộc người cư nhiên liền đối với ngươi nói. Dương Nghị Vân vừa nghe đúng vậy, này xem như tân bí, huyết chứng ra đời tu la thần nô, mới ra thế thời điểm là nhỏ yếu như trẻ con, này không phải nói ai đều có khả năng được đến. Dễ dàng như vậy liền nói ra tới, có điểm quá dễ dàng. Ngược lại là thần nông càng minh phiên trợn trắng mắt nói, ta nói, không riêng gì cổ vu tộc người biết, mặt khác mấy thế lực lớn tất cả đều đã biết, không coi là cái gì bí mật. Kế tiếp vấn đề đơn giản, đó chính là tất cả mọi người có cơ hội cướp đoạt tu la thần nô, này liền xem nói vận khí tốt, thực lực cường đại rồi, nhiều chúng ta biết không nhiều, thiếu chúng ta biết không thiếu, nói cho chúng ta biết lại có gì phương đâu. Đại gia vừa nghe, tựa hồ là đạo lý này. Ầm vang, liền vào giờ phút này một tiếng nổ vang vang lên. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy, huyết tế rốt cuộc kết thúc, này thuyết minh huyết chứng trong vòng tu la thần nô sắp muốn ra đời. Huyết thú không hề từ trên trời giáng xuống, huyết chứng tản mát ra huyết quang cây cột cũng tiêu tán, nhưng lại là toàn bộ huyết chứng đều thành chói mắt màu đỏ như là cháy giống nhau. Huyết tế kết thúc, hoặc là thiên hố phía trên huyết thú tất cả đều bị huyết chứng làm xong, hoặc là huyết chứng đã hấp thu cũng đủ tinh huyết đạt tới phá xác mà ra trình độ. Bị huyết chứng huyết tế nhiều ít huyết thú. Không có người biết cụ thể con số, nhưng ở Dương Nghị Vân nghĩ đến là số lấy trăm vạn kế. Như thế khủng bố con số, này đó huyết thú nhưng đều là có thể cùng thiên đạo thần linh ganh đua cao thấp tồn tại, nhưng giờ phút này lại là tất cả đều bị huyết chứng hút khô tinh huyết, hóa thành chất dinh dưỡng. Suy nghĩ một chút đều cảm giác ra đầu tê dại. Lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú vào huyết chứng phía trên. Kia một quả huyết chứng huyết quang đại lượng, chợt lóe, có tần suất. Mọi người đều biết, huyết chứng trong vòng sinh linh muốn xuất thế. Tuy rằng dựa theo thần nông càng minh cách nói, cổ vu tộc giảng thuật huyết chứng trong vòng sẽ ra đời một cái tu la thần nô sinh linh, nhưng là ai cũng chưa gặp qua sẽ là cái dạng gì. Đều ở chờ mong. Sở hữu thế lực đều không có rời đi, là bởi vì mới sinh ra tu la thần nô sẽ như trẻ con giống nhau, nói cách khác có cái nhỏ yếu kỳ, ai như có thể nắm lấy cơ hội, ở tu la thần nô mới vừa ra đời hết sức, đem chi thu phục. Cũng hoặc là khống chế, liền có thể được đến một cái tiềm lực vô hạn thật lớn tu la thần nô. Lại vô dụng, liền đem luyện hóa cũng có thể đều tu vi tăng nhiều, thậm chí có khả năng tiến giai đến hợp đạo trình tự. Đây mới là lớn nhất dụ hoặc. Đương nhiên Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, này chỉ là lạc quan ý tưởng. Hoặc là nói, chỉ là đại gia một cái đại thể suy đoán. Chân chính huyết chứng phá xác lúc sau, sẽ sinh ra cái dạng gì sinh linh, cái này ai cũng không biết. Liền tính là thật có thể sinh ra một tôn tu la thần nô tới, ai có thể dám cam đoan cái này tu la thần nô liền thật sự ở vừa mới ra đời hết sức, như trẻ con giống nhau nhỏ yếu đâu. Dù sao cổ vu tộc những cái đó thế lực được đến tin tức, cũng chỉ là bọn họ môn trung thượng một thế hệ người truyền thừa xuống dưới được đến tin tức, cũng không phải 100% chuẩn xác. Chân chính là cái dạng gì, chờ huyết chứng phá không lúc sau, sẽ biết. Nhưng Dương Nghị Vân cũng biết ở huyết chứng phá vỡ lúc sau. Sinh ra tới sinh linh tất nhiên sẽ là một hồi tàn khốc tranh đoạt chiến đấu.
mặc kệ kia một quả huyết trứng chung sẽ sinh ra cái gì sinh linh, chỉ cần là vừa sinh ra sẽ không làm đại gia cảm nhận được cái gì vì nguy hiểm, tất nhiên liền sẽ là sở hữu thế lực cướp đoạt tranh đấu đối tượng. Hiện tại mọi người đều chờ đợi. Chờ đợi huyết trứng phá xác. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, như có khả năng chúng ta là muốn tranh thượng một tranh, nhưng vẫn là câu nói kia, an toàn đệ nhất, từng người chiếu cố hảo tự mình. Dương Nghị Vân đối Huyền ngang nhau người công đạo. Là, thỉnh thần tôn yên tâm. Dương Nghị Vân bên người một loại thủ hạ cùng kêu lên trả lời. Đến nỗi thần nông Càng Minh cùng Thiên Xu, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không đi yêu cầu nhân gia giúp chính mình đi đoạt bảo. Nhưng cũng không phản đối bọn họ hai bên tham dự đoạt bảo. Dù sao bốn phía còn có các thế lực lớn như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm không phải hắn một cái. Này ngoạn ý ai có thủ đoạn có thực lực có cơ duyên chính là ai? Ánh mắt nhìn quét một chút, nhìn đến Thiên Xu cùng thần nông Càng Minh đều có khó xử chi sắc, Dương Nghị Vân liền biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, cười cười nói, nhị vị không cần có cái gì khó xử, huyết chứng phá xác, đại gia các bằng bản lĩnh, so không thèm để ý ta nơi này. Nghe được Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, Thiên Xu cùng thần nông Càng Minh cũng đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc ích lợi trước mặt, liền tính là bọn họ cũng rất khó bảo trì đạo tâm vững vàng. Hiện giờ bọn họ xem như cùng Dương Nghị Vân ở một cái chiến tuyến người trên, bọn họ nếu là ra tay, là giúp Dương Nghị Vân cướp đoạt huyết chứng chi vật. Vẫn là giúp bọn hắn chính mình tranh thủ. Giúp Dương Nghị Vân nói, chính bọn họ không dễ chịu. Giúp chính mình nói, có lại phỏng trừng Dương Nghị Vân, tả hữu đều khó xử, hiện giờ hảo, Dương Nghị Vân thực tiêu sái hào phóng, làm cho bọn họ không cần để ý hắn, đây là nói, bọn họ có thể chính mình vì chính mình tranh thủ. Dương Nghị Vân cũng không sẽ để ý cái gì. Đương nhiên tiền đề là bọn họ phải có cái kia bản lĩnh mới là. Đa tạ thần tôn thông cảm. Đa tạ Vân đạo huynh. Thiên Xu cùng thần nông Càng Minh đó là cảm kích. Dương Nghị Vân cười cười dừng tay, ý bảo hai người đừng khách khí. Hắn trong lòng rõ ràng, này cái huyết chứng phá xác mà ra sinh linh, tất nhiên sẽ không như vậy hảo tranh đoạt, các bằng cơ duyên bản lĩnh. Chỉ cần bọn họ tam phương đừng lẫn nhau phía trước hạ độc thủ. Công bằng cạnh tranh liền hảo. Đến nỗi thế lực khác, kia nhưng chính là chân chính chém giết. Ong, oanh. Nhưng vào lúc này, nổ vang đại tác phẩm. Huyết chứng huyết quang bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, làm chính xác thiên hố nông nỗi đều huyết quang đại lượng, cơ hồ mọi người theo bản năng nhắm mắt, ngay sau đó mặt đất chấn động. Ngay sau đó đại gia mở hai mắt là lúc, huyền phù ở cách mặt đất 30 mét huyết chứng biến mất không thấy. Nhưng lại trên mặt đất có bụi đất phi dương. Cơ hồ tất cả mọi người biết, huyết chứng đã phá xác thành công, hơn nữa rơi trên đại địa thượng. Ngây người công pháp, vèo vèo vèo. Bốn phía nơi, từng đạo thần quang tia chớp nhằm phía huyết chứng rơi xuống đất nơi. Không có một cái phản ứng chậm. Mọi người đều tưởng ở trước tiên đi xem, huyết chứng chung ra đời tu la thần nô, sẽ là cái dạng gì. Có thể hay không ở trước tiên cướp đoạt đến tiên cơ, được đến tu la thần nô. Đi. Dương Nghị Vân cũng không ngoại lệ, hắn sau lưng phong vân cánh chim thúc dục tới rồi cho đến, thẳng đến huyết chứng rơi xuống đất địa phương mà đi. Giờ phút này cây số huyết quang đã biến mất, trong sân huyết vụ đều làm nhạt không ít. Bốn phương tám hướng từng đạo thân ảnh nhằm phía một chỗ. Dương Nghị Vân tu vi có thể nói là ở đây trung mạnh nhất một cái, hơn nữa sau lưng phong vân cánh chim thêm vào, hắn nháy mắt liền xông vào phía trước nhất. Nhưng mà trong tầm mắt, bốn phía nơi. Hắn phát hiện có vài đạo thân ảnh, cư nhiên tốc độ chút nào không cần hắn chậm hơn nhiều hơn bao nhiêu, ẩn ẩn đều ở một cái trục hoành thượng. Lúc này trừ bỏ hắn cùng thần nông Càng Minh, người hoàng đảo Thiên Xu tam phương, bốn phía một vòng, thiên tộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm đại gia tộc, cổ vu tộc, si vu tộc, ba đạo ngoại đạo thế lực, hoàng hôn vực sâu, ma thần vực cùng quang minh chư thiên chờ, 10 thế lực lớn tất cả đều vọt lại đây. Trong đó si vu tộc dẫn đầu, quang minh chư thiên. Hoàng hôn vực sâu, ma thần vực tứ đại thế lực dẫn đầu người, tốc độ thượng cư nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Bọn họ 5 người xem như đều ở vào cùng cái tốc độ thượng, nói cách khác bọn họ 5 người tất nhiên sẽ cùng thời gian tiếp xúc đến huyết chứng rơi xuống đất địa phương, đồng thời cướp đoạt. Si vưu tộc đầu mục là một người tinh tráng trung niên bộ dáng, phía sau gia thú nửa giáp trần trụi cây gậy, thoạt nhìn giống như là một tôn di động tháp sắt giống nhau. Hắn một bước bước vào đều là cực hạn tốc độ, nghĩ đến là nào đó nện bước thần thông. Quang minh chư thiên nhân thân xuyên lấp lánh sáng lên ngân bạch chiến giáp, từ đầu đúng chỗ bao gồm mặt đều bao vây lấy, căn bản nhìn không ra là bộ dáng gì,
là nam hay nữ cũng không biết, chịu cầm một đôi chiến kích, sau lưng lại là có một đôi cùng hắn phong vân cánh chim giống nhau cánh, ngân quang lộng lẫy, nghĩ đến cũng là nào đó thần thông biến thành, chớp động chi gian không gian đều đang rung động. Lúc sau là hoàng hôn vực sâu người, lại là kín mít bao vây tử màu đen áo choàng chung, cầm trong tay thiền trượng phía trên có một viên bảy màu đá quý, lấp lánh sáng lên, người này cũng đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt, thân khoác áo choàng thượng khắc văn lập lòe, nhìn như tốc độ nơi phát ra với áo choàng thượng, đương nhiên áo choàng cùng trong tay hắn thiền trượng nhìn qua lẫn nhau chi gian có hô ứng, cũng là không đơn giản, có huyền ảo ở. Cuối cùng còn lại là ma thần vực người, người này lại là nhìn như bình thường một chút, là một người lão giả, nhưng lại là đầu bạc trường râu che kín đầy mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt, mà hắn đôi mắt còn lại là ở từ đây lập lòe đỏ đậm tinh quang, nhìn qua không phải đơn giản hạng người, hắn tốc độ còn lại là ở chỗ nào đó quy tắc thần thông, không gặp hắn bước ra bước chân, xác thật thân hình chớp động chi gian thường thường vèo vèo di động, như là hư không xuyên qua. Những người này phía trước đều gặp qua, nhưng lại đều không có đối thoại quá. Dương Nghị Vân không hiểu biết bọn họ, chỉ là biết bọn họ là tương ứng thế lực đi đầu người, một đám hiển nhiên đều là thiên đạo quy tắc năm đoàn tụ mãn cường giả. Dương Nghị Vân đánh giá bọn họ cũng đều ở đánh giá từng người. Giữa sân 13 gia thế lực, chỉ có bọn họ 5 người tốc độ nhanh nhất, hơn nữa đều ở cùng cái trục hoành thượng. Mọi người đều biết, bọn họ 5 người tất nhiên sẽ là ban đầu va chạm ở bên nhau, cướp đoạt huyết chứng hoặc là nói tu la thần nô người. Một đám đều dự trữ chờ phân phó. Thực mau, 5 người trước nhất tiếp cận huyết chứng nơi. Tới rồi huyết chứng nơi 30 mét phạm vi. Trong tầm mắt cũng đều nhìn đến, trên mặt đất xuất hiện thật lớn huyết chứng, hơn nữa là tan vỡ, đã không có cái nắp giống nhau, mà rách nát huyết chứng trong vòng là cái gì, mọi người đều nhìn không tới. Mỗi một khắc 5 người lại là đồng thời ra tay. Một đám vận chuyển thần lực, từng người bày ra thủ đoạn, đều muốn cướp trước đem phá vỡ huyết chứng cướp được tay. Không hề nghi ngờ tu la thần nô, liền ở huyết chứng trong vòng. 5 người từng người thi triển thủ đoạn. Dương Nghị Vân chính là thần lực mà ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng về huyết chứng chộp tới. Những người khác cũng đều là không sai biệt nhiều thủ đoạn, đều là pháp lực mà ra, hoặc là thần lực tay hoặc là võng hoặc là thằng. Đều là minh bạch người, không có người ở tình huống không rõ hạ thân thể tiếp cận huyết chứng đi. Từng người thần lực mà ra cướp đoạt huyết chứng. Lúc này liền xem ai thần lực cường đại pháp lực cao siêu. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian 5 người thần lực thủ đoạn đồng thời chạm đến tới rồi huyết chứng phía trên. Ầm vang. Nhưng làm ai cũng không nghĩ tới chính là, liền ở bọn họ 5 người thần lực đụng tới huyết chứng thời điểm, huyết chứng bùng nổ huyết quang, ầm vang một chút, một cổ cường đại vô cùng lực lượng từ huyết chứng bùng nổ dựng lên. Khoảnh khắc liền đưa bọn họ 5 người thần lực cấp tan rã. Lúc sau liền lại khôi phục bình tĩnh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân 5 người trong lòng vui vẻ. Từ cũng coi như là một lần thử. Kết quả còn lại là đại gia trong lòng đều rõ ràng, huyết chứng ở thu được ngoại lực thời điểm, sẽ bộc phát ra tự mình bảo hộ huyết quang chi lực. Cường đại vô cùng, 5 đại cường giả đồng thời thần lực nháy mắt tan rã, này cũng đủ để thuyết minh huyết chứng hoặc là nói huyết chứng trong vòng sinh linh có được vô thượng lực lượng. Ngược lại làm đại gia trong lòng càng thêm lửa nóng. Lần thứ 2 ra tay. 5 người phản ứng đều mau, mà giờ phút này những người khác cũng chạy tới. Tiếp được thực rõ ràng chính là một hồi hỗn chiến. Ai đều tưởng được đến huyết chứng. Trước hết tiếp cận huyết chứng 5 người tốc độ mau, nhưng không nhất định thực lực sơn liền siêu cường. Những người khác thiên đạo 5 trọng người phản chi cũng giống nhau, tốc độ chậm một chút không giống nhau thực lực cũng nhược. Giờ phút này đều đuổi tới sau, chính là một hồi đại chiến bùng nổ. Vèo vèo vèo. Cơ hồ đều có ăn ý giống nhau. Ngay sau đó 5 người bay vọt dựng lên, một đám lên không. Vì cái gì thâm không? Bởi vì thật lớn huyết chứng phá vỡ khẩu tử liền ở đỉnh chóp. Đứng ở phía dưới nhìn không tới, vậy phi thăng dựng lên nhìn xem. Chỉ cần có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái thứ gì, là có thể xác định bước tiếp theo, có đáng giá hay không liều mạng tranh đoạt. Có thể tu luyện đến cái này trình tự nhưng đều không có một cái là ngốc tử. Đều là nhân tinh chung nhân tinh. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân 5 người bay lên trời, động tác nhất trí hướng về huyết chứng trong vòng nhìn lại. Oa 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 oa. Hảo đi. Liền vào giờ phút này một tiếng khóc thút thít vang lên. Dựng lên là trẻ con tiếng khóc, thực bình thường trẻ con tiếng khóc. 5 người cũng đều thấy được huyết chứng trong vòng là cái gì. Thật đúng là một cái trẻ con.
chỉ là lại điểm bất đồng chính là, tên này trẻ con hơi chút đại điểm, như là ra tiếng 7-8 tháng nhân tộc trẻ con giống nhau đại, quỷ dị chính là, toàn thân là huyết sắc làn da, có tóc lại còn có rất dài, ước chừng có hơn phân nửa thước lớn lên tóc lấp lánh sáng lên, là huyết sắc quang mang. Khác loại chính là giữa mày nơi có kim sắc, như là một cái nốt chu sa giống nhau, đây cũng là cái này trẻ con toàn thân duy nhất nhan sắc. Thật đúng là một chữ quái, nhưng cũng không trách. Bản thân chính là huyết chứng chung ra tới sinh linh. Hoặc là nói đây là một cái tu la thần nô. Có tu la cùng cổ thần nửa này nửa nó huyết mạch kết hợp, thiên địa tạo hóa mà sinh huyết trẻ con, không coi là kỳ quái đi. Năm người nhìn đến là cái trẻ con lúc sau đều là ngây người. Ở không có nhìn đến huyết chứng trong vòng tình huống thời điểm, đại gia trong óc đều có phỏng đoán, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì hình thú quái vật, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ là một cái trẻ con. Dương Nghị Vân nhìn đến cái này huyết anh lúc sau, trong đầu lại là đột nhiên nghĩ tới Tây Du, nghĩ tới Thạch Hầu xuất thế. Mỹ Hầu Vương không cũng thiên sinh địa dưỡng, cục đá chung nhảy ra con khỉ. Xem như nửa người, mà này huyết chứng dữ dội tương tự. Huyết chứng hình thành đồng dạng là thiên địa dựng dục. Hoặc là nói là hấp thu vô số tu la tộc cùng cổ thần tộc huyết sắc ra đời sinh linh, lại là về cơ bản là người, chính là có điểm quái mà thôi. Màu da huyết sắc, sinh lần đầu tóc dài, giữa mày có kim sắc ấn ký, kỳ thật đây là duy nhất thần ấn. Qua, trẻ con khóc thút thít ở lại lần nữa vang lên. Dương Nghị Vân mang theo lửa nóng lại ra tay. Oanh, mặt khác năm người cũng động. Phía dưới đại bộ phận người tới rồi, đồng thời ra tay. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức chi gian hỗn loạn vô cùng, mấy chục đạo thần lực cuốn tịch tới, dừng ở huyết chứng thượng. Ong! Một tiếng run minh tương vang vọng toàn trường. Huyết chứng huyết quang đại tác phẩm chói mắt bùng nổ như thái dương ánh sáng. Cường đại vô cùng nguyên thần công kích từ huyết chứng trung bạo phát ra tới. A! A a a! Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là nguyên thần công kích. Dương Nghị Vân cảm nhận được so với hắn phía trước thừa nhận còn phải cường đại. Thẳng vào thần hải công kích nguyên thần. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp phản ứng, cũng thấp ngăn không được nguyên thần công kích, giống như là mũi tên nhọn giống nhau ngay lập tức xuyên thấu thần hải chát ở nguyên thần thượng giống nhau. Bên người bốn cái cường giả, cả người đều là chấn động, dây tiếp theo ôm lấy kêu thảm thiết, sôi nổi từ giữa không trung tin tức ở trên mặt đất. Mà mặt đất những cái đó chạy tới đối huyết chứng ra tay tưởng tranh đoạt người, cũng là có một cái tính một cái, đương một tiếng run minh vang lên thời điểm. Bị công kích nguyên thần, đại diện tích nguyên thần công kích, không có một cái chạy trốn, tất cả đều thống khổ ôm đầu cuốn xúc ở trên mặt đất. Nhưng có một người là cái ngoại lệ. Đó chính là Dương Mỗ Nhân. Hắn vì cái gì ngoại lệ? Ba nguyên nhân. Thứ nhất, hắn nguyên thần bản thân liền cường đại, trước sau hấp thu quá huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn sau nguyên thần cường đại rồi một tầng. Thứ hai, hắn phía trước cứu huyền ngang nhau người thời điểm, bị huyết chứng nguyên thần công kích. Không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần, nhưng hắn ngạnh sinh sinh cắn răng kiên trì xuống dưới, từ nào đó trình độ thượng giảng phía trước nguyên thần gặp công kích ngược lại là chuyện tốt, giống như là gia tăng rồi nguyên thần miễn dịch lực giống nhau, có thừa nhận công kích năng lực. Thứ ba, cứu huyền ngang nhau người lúc sau, hắn ở tu dưỡng thời điểm, nghiên cứu ứng đối huyết chứng nguyên thần công kích biện pháp, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt biện pháp, chính là lợi dụng huyết hồn tham năng lượng trải rộng nguyên thần. Lại lấy con nhím thụ hồn thiên phú thần thông bùng nổ nguyên thần gai ngược ở chính mình nguyên thần ở ngoài hình thành phòng ngự. Như thế hơn nữa nguyên thần có huyết chứng công kích miễn dịch lực, là có thể ngăn cản trụ nguyên thần công kích. Đương nhiên tuy rằng không có khả năng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối so với những người khác muốn tốt hơn rất nhiều lần. Từ lúc bắt đầu tiếp cận huyết chứng thời điểm, hắn liền lại chuẩn bị, đem chính mình nguyên thần dùng huyết hồn tham năng lượng cùng con nhím thụ hồn thiên phú gai ngược võ trang lên. Chính là vì ứng đối đột phát tình huống. Tuy rằng nói, huyết chứng phá xác lúc sau, ra đời tu la thần nô đều nói lực lượng nhỏ yếu như trẻ con, nhưng ai có thể bảo đảm thật sự liền nhỏ yếu. Vì để ngừa vạn nhất, Dương Nghị Vân ở chính mình nguyên thần thượng làm chuẩn bị. Tại đây một khắc, quả nhiên dùng tới. Hơn nữa âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước. Bởi vì theo huyết anh khóc thút thít vang lên, kế tiếp ong một chút nhằm vào nguyên thần công kích bùng nổ. Tốc độ cùng lực độ so với phía trước cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Cho dù là hắn làm chuẩn bị đều vẫn là cảm nhận được nguyên thần thu được thật lớn đau đớn. Nhưng chung quy hắn đứng vững. Nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy, tất cả đều trúng chiêu. Cũng là lúc này,
Dương Nghị Vân biết này quả thực là trời cao ban cho hắn cướp đoạt huyết anh cơ hội. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Hắn hiện tại chính là. Đường hắn nhìn đến Si Vưu tộc, Quang Minh Chư Thiên, Hoàng Hôn Sâu Xa cùng Ma Thần Vực bốn vị đều một đầu từ không trung tài đi xuống sau, chịu đựng nguyên thần truyền đến đau đớn nháy mắt ra tay. Trong tay kim quang chợt lóe, hỗn độn chung trở tay mà ra, nháy mắt biến đại, bỗng nhiên đối với huyết trứng bao phủ mà xuống. Đông! Một tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó huyết trứng bị hắn bao phủ vào hỗn độn chung. Cũng là tại đây một khắc ong ong run minh nguyên thần công kích đình chỉ, Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, vung tay lên hỗn độn chung kim quang chợt lóe nháy mắt thu nhỏ lại tới rồi hắn trong lòng bàn tay. Vèo! Huyết anh cướp được tay. Liên quan vỏ trứng đều bị hắn thu vào hỗn độn chung nội, vèo một chút lắc mình rời đi tại chỗ. Lúc này không đi càng đãi khi nào, ha ha. Huyền cùng đi. Dương Nghị Vân phi thân ở huyền ngang nhau nhân thân biên, hét lớn một tiếng, thần lực bùng nổ dưới, đem huyền ngang nhau người cuốn tịch dựng lên, trong nháy mắt liền rời đi giữa sân, biến mất ở huyết phụ bên trong. Lúc này tu la chàng đặc thù huyết phụ hoàn cảnh ngược lại thành tốt nhất che lấp. Chờ Dương Nghị Vân rời đi 10 tức lúc sau. Giữa sân các thế lực lớn nhân tài dần dần khôi phục lại đây, huyết chứng trong vòng bùng nổ nguyên thần công kích, thật sự là muốn mệnh, công kích nguyên thần đau đớn đó là đầu. Phản ứng lại đây lúc sau, một đám hai mặt nhìn nhau, đại gia vừa rồi tuy rằng đều bị công kích nguyên thần mất đi chiến đấu, nhưng đôi mắt vẫn là thấy được Dương Nghị Vân triệu hồi ra một ngụm đại chung, đoạt đi rồi huyết chứng hoặc là nói tu la thần nô. Đáng giận, vô sỉ, đáng chết, truy, từng tiếng mắng. Có người không cam lòng, đuổi theo. Nhưng tu la chàng to lớn hoàn cảnh đặc thù, không dùng được thần thức dưới tình huống, muốn đuổi theo hoặc là nói tìm được Dương Nghị Vân là không dễ dàng. Không trong chốc lát các thế lực lớn đều đi rồi. Nhưng giữa sân lại còn có hai nhà không đi. Bên kia là người hoàng đảo cùng thần nông thị người. Thiên Xu cùng thần nông Càng Minh đối diện, đều là cười khổ. Thần tôn đại nhân hảo thủ đoạn A. Cũng không phải là sao. Hai người chưa nói chuyện. Dương Nghị Vân trước khi đi hết sức mang đi hắn vân môn thần cảnh người, lại là không dẫn bọn hắn. Bất quá hai người đảo cũng lý giải, được đến huyết anh lúc sau, sốt ruột rời đi mới là chính xác lựa chọn, dùng một lần mang không đi như vậy nhiều người, lưu lại bọn họ cũng là bình thường, rốt cuộc bọn họ cũng không phải vân môn thần cảnh người. Dương Nghị Vân mang theo huyền ngang nhau người một hơi chạy như điên ra thiên hố tới rồi mặt đất, lúc này mới đưa bọn họ buông. Còn không thể đình, mặt sau những cái đó thế lực tất nhiên sẽ đuổi theo, trước rời đi thiên hố nơi này lại nói. Dương Nghị Vân rất rõ ràng được đến huyết anh lúc sau, các thế lực lớn sẽ đỏ mắt. Cứ việc hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là mọi người thế lực liên hợp lại, hắn cũng sợ phiền toái. Vì thế tiếp tục chạy như điên. Cũng không nghĩ tới cái gì phương hướng cảm, chính là thẳng tắp. Thẳng đến mỗi một cái chạy ra tu la chàng lúc sau. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới dừng lại. Hảo, đại gia dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, Dương Nghị Vân nói. Một chúng thủ hạ, kỳ thật cũng đều thần kinh căng chặt, lúc này mới xem như treo tâm buông xuống. Phía trước Dương Nghị Vân một loạt thao tác bọn họ đều xem ở trong mắt, trong lòng trừ bỏ kính nể đó là sùng bái. Ngay lúc đó nguyên thần công kích trực tiếp làm mọi người nằm sấp xuống, nhưng duy độc Dương Nghị Vân không chịu ảnh hưởng, hơn nữa đoạt được huyết chứng. Nháy mắt cuốn lên bọn họ chạy như bay rời đi, bực này thủ đoạn cùng bản lĩnh, thật sự hôm nay ở đây mười mấy gia thế lực chung độc nhất phân. Thần tôn kế tiếp làm sao bây giờ? Lại là huyền cùng thấu đi lên hỏi chuyện, nhưng là đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân trong tay hỗn độn chung, mang theo một tia tò mò chi sắc. Dương Nghị Vân cười cười nói, thật vất vả được đến huyết chứng, tự nhiên là nghiên cứu một chút. Hắn cũng biết một chúng thủ hạ lúc này đều là tràn ngập tò mò. Nghe Dương Nghị Vân vừa nói lời nói, mọi người đều thấu đi lên, không có ai không hiếu kỳ, huyết chứng dẫn phát động tính thật sự là quá lớn, hiện giờ bị chủ nhân nhà mình được đến tay, một đám đều cao hứng. Này thuyết minh nhà mình cái này chủ nhân thủ đoạn thật là lợi hại. Tính lên 13 gia thế lực, thêm lên mấy trăm cường giả, duy độc Dương Nghị Vân một cái ở cuối cùng thời điểm không có đã chịu huyết chứng trong vòng bùng nổ nguyên thần công kích, được đến huyết chứng. Cũng không biết huyết chứng trong vòng đến tột cùng có cái gì sinh linh. Chủ nhân huyết chứng trong vòng chính là có cái gì? Đoạn thân mới vừa thấy Dương Nghị Vân tâm tình không tồi, đánh bạo hỏi. Là cái huyết anh, Dương Nghị Vân cười nói. Phía trước huyết chứng trong vòng có cái màu da đỏ đậm trẻ con,
chỉ có hắn cùng hoàng hôn vực sâu, quang minh chư thiên, ma thần vực, si vưu tộc 5 người nhìn đến, những người khác nhiều nhất chính là nhìn đến huyết trứng rơi xuống đất mà thôi. Huyết anh, không nghĩ tới a, còn không phải sao. Trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc không thôi. Từng có rất nhiều suy đoán, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong sẽ là một cái huyết anh. Hảo, trước đừng nghị luận, cụ thể là cùng cái gì quái vật, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi chờ bày ra kết giới, ta hiện tại liền nhìn xem. Dương Nghị Vân đánh gãy một chúng thủ hạ nghị luận, làm cho bọn họ bày ra kết giới, hắn muốn thả ra huyết trứng đến xem. Huyền cùng Danh Thơm, mang theo mọi người liên hợp lại, quay chung quanh thành một vòng tròn, liên thủ bày ra một cái kết giới, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một cái 100 mét đường kính kết giới hình thành. Dương Nghị Vân lúc này mới đem trong tay hỗn độn chung trong lòng nhất định thu hồi. Ngay sau đó huyết trứng xuất hiện ở trên mặt đất, khôi phục hình tròn. Thật lớn huyết trứng đỉnh chóp phá vỡ, địa phương khác hoàn hảo khẩn. Dương Nghị Vân huyền phù dựng lên, bay vọt ở không, lúc này nghĩ huyết trứng trong vòng nhìn lại. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, cái kia huyết trẻ con như cũ ở bên trong. Dương Nghị Vân thật cẩn thận tới gần, hắn đem nguyên thần trạng thái điều chỉnh tới rồi đỉnh, tuy rằng huyết anh hiện tại bị chính mình bắt được tay, nhưng như cũ muốn phòng bị, huyết anh nguyên thần công kích, kia cũng không phải là trò đùa. Chậm rãi tới gần ở huyết trứng rách nát khẩu tử trên không, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Anh! Đúng lúc này bên trong phát ra một tiếng ngâm khẽ. Dương Nghị Vân theo bản năng cả người đều là run lên. Không có biện pháp, mặc kệ là phía trước huyết trứng, vẫn là hiện tại bên trong huyết anh, đều quả thực là đáng sợ tồn tại. Này một tiếng ngâm khẽ còn tưởng rằng lại phải có cái gì biến cố, cũng hoặc là công kích xuất hiện. Dương Nghị Vân vội vàng về phía sau lui đi. Bất quá làm hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Răng rắc, phi thường rất nhỏ tan vỡ tiếng vang lên. Ngay sau đó lại là dư lại huyết trứng răng rắc sát vỡ ra. Ở Dương Nghị Vân nhìn chăm chú hạ, vỏ trứng tan vỡ lúc sau phát ra hồng quang, hội tụ ở cùng nhau. Chờ quang mang tiêu tán thời điểm, ngay sau đó huyết anh hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt. Vỏ trứng là tự động biến mất, chuẩn xác mà nói là bị huyết anh hấp thu. Ngẫm lại cũng bình thường, vỏ trứng bản thân chính là huyết anh dựng dục chi vật, tất nhiên cũng là lực lượng nào đó, hiện giờ huyết anh hoàn toàn xuất thế. Vỏ trứng tan đi hóa thành năng lượng bị hấp thu, đảo cũng bình thường. Chẳng qua chờ Dương Nghị Vân đang xem đi là lúc, lại là một trận kinh ngạc. Hảo gia hỏa, trong tầm mắt huyết anh tựa hồ có lớn một vòng, phía trước nhìn đến chính là 7-8 nguyệt đại trẻ con, hiện tại nhìn lại không sai biệt lắm như là một tuổi thân thể cái đầu. Còn có một cái phi thường đại biến hóa là, huyết anh màu da có biến hóa lớn. Phía trước chính là huyết sắc màu da, thoạt nhìn đều sẽ lệnh nhân tâm nhút nhát cái loại này hồng. Mà hiện tại nhìn lại, xác thật phát hiện huyết anh màu da không như vậy huyết hồng, rốt cuộc có điểm bình thường trẻ con màu da bắt đầu ố vàng. Đương nhiên, huyết anh đầu tóc như cũ không biến hóa, vẫn là như vậy xích hồng sắc, nửa thước trường. Cũng may, đến bây giờ mới thôi, đều không có ở phát sinh công kích. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rơi trên mặt đất, thật cẩn thận lần thứ hai hướng về huyết anh thấu đi. Anh nha! Lúc này đây Dương Nghị Vân nghe được rõ ràng, cái này huyết anh phát ra trẻ con nha ngữ thanh. Lúc này Dương Nghị Vân cũng đi tới huyết anh bên người 3 mét nơi. Chủ nhân chớ tới gần. Đoạn thân mới vừa nhìn đến Dương Nghị Vân tiếp tục về phía trước mà đi, nhịn không được nhắc nhở. Dương Nghị Vân dừng tay, ý bảo bọn họ bị nói chuyện. Tiếp tục tiến lên, hắn lúc này rốt cuộc gần gũi thấy được huyết anh. Anh nha nha nha. Đương Dương Nghị Vân nhìn đến huyết anh mặt sau, huyết anh là trợn tròn mắt, hơn nữa phát ra một chuỗi trẻ con ách ngữ thanh. Ánh mắt đầu tiên, Dương Nghị Vân nhìn đến chính là huyết anh đôi mắt, đỏ đậm một mảnh, nhưng ngay sau đó lại là nhìn đến huyết anh hai mắt quang mang lập lòe một chút, đôi mắt cư nhiên biến thành người bình thường giống nhau màu đen. Tức khắc làm Dương Nghị Vân tiêu tán rất nhiều sợ hãi chi tâm. Huyết anh đôi mắt đại đại tròn tròn, lấp lánh tỏa sáng, vô cùng linh động. Dương Mỗ Nhân nhìn lại đột nhiên cảm giác có điểm quen thuộc. Liền bởi vì này một đôi mắt linh động, làm Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác huyết anh cũng không phải như vậy đáng sợ. Hắn nhìn huyết anh, mà huyết anh cũng đang nhìn hắn. Anh nha nha, tiểu gia hỏa đối với hắn nha ngữ, lại là tiểu cánh tay múa may, cư nhiên nở nụ cười, đương nhiên cái này cười chính là trẻ con cười, cũng không sẽ cảm giác quỷ dị. Không biết như thế nào,
Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác cái này huyết anh có điểm thảo người hỉ, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Mi tâm kim sắc viên điểm rất sáng, đây là thần ấn, chính như thiên tộc người như vậy, nhưng lại là viên, cùng thiên tộc bất đồng. Tóc nửa thước trường, huyết hồng, nhưng không có che không được mặt, màu da đã không có phía trước đỏ như máu, thoạt nhìn hơi chút bình thường một ít, nhưng như cũ thực hồng. Dương Nghị Vân nhìn huyết anh, trong tay quang mang chợt lóe, lại là xuất hiện một giọt sinh mệnh chi thủy. Trước mắt huyết anh, Dương Nghị Vân còn không biết đến tột cùng là cái gì quái vật, nhưng hắn không tin, chính là trẻ con hình thái. Đôi mắt chứng kiến không nhất định chính là thật, cũng hoặc là thiệt. Hắn tưởng nghiên cứu một chút cái này huyết anh, cần thiết muốn tiếp xúc, nhưng tiếp xúc huyết anh, nói thật Dương mẫu nhân tuy rằng gan phì, nhưng cũng không có can đảm phì đến làm lơ hết thảy nông nỗi đi. Cho nên hắn lại lấy ra sinh mệnh chi thủy. Phàm là không phải nhân tộc, sinh mệnh chi thủy đều đối bất luận kẻ nào tộc ở ngoài người có khống chế chi công hiệu. Dương Nghị Vân cũng không biết sinh mệnh chi thủy đối huyết anh có hiệu quả hay không, nhưng lúc này hắn muốn cùng huyết anh tiếp xúc nhất định phải thử xem sinh mệnh chi thủy, đây cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến hữu hiệu biện pháp. Đương nhiên khống chế vẫn là nguyên thần thượng khống chế. Chính là đối huyết anh nguyên thần khống chế. Tưởng đều đừng nghĩ, phía trước huyết anh bùng nổ nguyên thần công kích, ai có thể thừa nhận. Cũng chỉ có sinh mệnh chi thủy có thể thử một lần. Bởi vì sinh mệnh chi thủy là đối trừ bỏ nhân tộc ở ngoài bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu. Vẫn luôn gần nhất đều là như thế, chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Huyết anh căn bản liền không thể xem như nhân tộc. Cho nên Dương Nghị Vân lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, búng tay gian vèo một chút hướng về huyết anh miệng bay đi. Anh nha nha! Lúc này huyết anh nhìn đến Dương Nghị Vân phi đạn mà đến một giọt sinh mệnh chi thủy. Trong miệng phát ra anh nha nha thanh âm, tựa hồ thật cao hứng bộ dáng, miệng một trương một giọt sinh mệnh chi thủy liền nuốt đi xuống. Nhìn đến nơi này Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới như thế thuận lợi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng muốn hao chút thần mới có thể làm huyết anh nuốt vào sinh mệnh chi thủy, không nghĩ tới huyết anh tựa hồ đối sinh mệnh chi thủy thực cảm thấy hứng thú, chính mình liền nuốt mất. Này cũng thuyết minh sinh mệnh chi thủy đối bất luận cái gì sinh linh đều là có lực hấp dẫn, đây là chuyện tốt. Nhưng là, Dương Nghị Vân tại hạ một khắc, lại có chút há hốc mồm. Bởi vì sinh mệnh chi thủy không có bất luận cái gì phản ứng. Theo lý thuyết, nhằm vào bất luận cái gì sinh linh chỉ cần nuốt đi xuống, hắn đều sẽ có cảm ứng, người sau cũng sẽ sinh sôi biến hóa. Nhưng là đợi nửa ngày huyết anh đều không có bất luận cái gì biến hóa, mà hắn cũng cảm ứng không đến sinh mệnh chi thủy. Hoàn toàn không có một chút ít phản ứng. Gặp quỷ, đây là lần đầu tiên. Sinh mệnh chi thủy mất đi cảm ứng. Dương Nghị Vân nhìn huyết anh, thật sự là nhìn không thấu cái này trẻ con, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Anh nha nha. Liền ở ngay lúc này, huyết anh phát ra tới nha nha thanh, múa may tay nhỏ chân nhỏ, sáng ngời đôi mắt nhìn Dương Nghị Vân, tựa hồ lại nói muốn ôm một cái. Có chút buồn cười. Nhưng Dương Nghị Vân cảm giác chính là như thế. Nhưng là hắn thật đúng là không dám dễ dàng đi ôm cái này huyết anh. Không có biện pháp, huyết anh quỷ dị tà tính, thực sự ở phía trước cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng là, ta chẳng lẽ thật sợ như vậy một cái vật nhỏ không thành. Dương mẫu nhân ở trong lòng dẫy dụa. Hắn hoàn toàn không từ giờ phút này huyết anh trong hai mắt nhìn đến bất luận cái gì tà niệm. Mặc kệ, rốt cuộc Dương Nghị Vân làm ra quyết định, muốn đi tìm hiểu một chút cái này huyết anh, nhất định phải tiếp xúc, hắn đường đường thiên đạo năm trọng. Thật đúng là không sợ một cái vật nhỏ. Trong lòng cho chính mình đại khí, ngay sau đó Dương Nghị Vân ngồi xổm xuống thân đi, hắn đi ôm một cái này huyết anh. Chủ nhân, thần tôn, hắn cái này hành động chính là sợ hãi một chúng thủ hạ, mọi người đều xem đến minh bạch, Dương Nghị Vân là muốn ôm huyết anh, đại nguy hiểm a, này sao lại có thể? Vì thế đại gia kinh hô ra tay. Nhưng là Dương Nghị Vân dừng tay nói, ta nếu là sợ như vậy một cái vật nhỏ, chẳng phải là chê cười. Nói chuyện chung đôi tay không dừng lại, chậm rãi hướng về huyết anh mà đi. Rốt cuộc hai tay của hắn chạm vào huyết anh trên người. Không có ngẫm lại chung xúc tua lạnh lẽo. Càng mộc có cái gì công kích xuất hiện. Ngược lại có độ ấm. Mềm mại, làn da rất tinh tế. Nha, ha ha ha. Huyết anh nở nụ cười. Bởi vì Dương Nghị Vân đôi tay đem hắn bế lên. Ách, Dương Nghị Vân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa sẽ đối chính mình cười.
Tiếng cười hoàn toàn chính là bình thường trẻ con cái loại này tiếng cười, thiên nhiên mà lại tràn ngập sức cuốn hút. Mắt to sáng ngời thực. Ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo. Nhìn nhìn Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc. Hảo gia hỏa, Huyết Anh đôi mắt nhìn quen thuộc, không đúng, chuẩn xác nói toàn bộ ngũ quan đều có điểm quen thuộc bộ dáng. Nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, hắn đột nhiên minh bạch. Trách không được quen thuộc, Huyết Anh ngũ quan cùng chính mình có vài phần tương tự. Cái này Dương mẫu nhân có chút buồn cười. Đối với Huyết Anh đề phòng chi tâm cũng dần dần biến mất. Nha ha ha ha. Huyết Anh hướng về phía Dương Nghị Vân phát ra liên tiếp tiếng cười. Dương Nghị Vân cái này đem Huyết Anh ôm ở trong lòng ngực. Thôi, người cái này tiểu gia hỏa đảo thật đúng là cùng ta có duyên không thành sao. Dương Nghị Vân nói chuyện, đằng ra một bàn tay, ngón tay đặt ở Huyết Anh miệng đi trêu đùa. Nhưng mà đúng lúc này, Huyết Anh không hề dấu hiệu mở to mở miệng một ngụm cắn ở Dương Nghị Vân ngón tay thượng. A! À, giây tiếp theo Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, phát ra một tiếng đau hô. Vội vàng đem ngón tay từ Huyết Anh trong miệng lấy ra tới, lại là phát hiện ngón tay đã máu đại mạo. Ngón tay bị Huyết Anh giảo phá. Ha ha ha! Huyết Anh khanh khách mà cười, tựa hồ thực vui vẻ, khóe miệng còn giữ vết máu. Nhưng là Dương Nghị Vân trong lòng lại tựa tức giận. Tà vật quả nhiên là tà vật. Hắn ngay sau đó liền phải đem Huyết Anh ngã chết trên mặt đất. Đương nhiên có thể hay không ngã chết cũng không biết. Dù sao Dương mỗi nhân giờ phút này trong lòng thực phẫn nộ. Nhưng là ngay sau đó hắn lại là cả người chấn động, đã không có bước tiếp theo động tác. Bởi vì đúng lúc này hắn cảm nhận được một loại cảm ứng, đem hắn cùng Huyết Anh liên hệ ở cùng nhau. Chính là hắn đột nhiên liền cảm thụ một loại cảm xúc. Một loại vui sướng cảm xúc. Mà loại này cảm xúc đúng là đến từ trong lòng ngực ôm Huyết Anh. Cho nên Dương Nghị Vân đột nhiên liền minh bạch lại đây, Huyết Anh giảo phá hắn ngón tay, đều không phải là ác ý, ngược lại là một loại tán thành. Loại này tán thành có lẽ là cùng loại thân nhân tán thành đi. Giảo phá hắn ngón tay là cùng hắn chi gian ký hợp đồng nào đó khế ước giống nhau. Tưởng không rõ, nhưng sự thật chính là hắn cùng Huyết Anh chi gian có cảm ứng. Thực thân cận cảm ứng. Giờ khắc này cảm xúc chính là chứng minh. Nhìn trong lòng ngực Huyết Anh khanh khách mà cười, Dương Nghị Vân cười khổ không được. Người cái vật nhỏ, thật đúng là ra. Anh nha nha. Huyết Anh cấp Dương Nghị Vân đáp lại. Dương Nghị Vân có loại ảo giác, hắn cảm giác Huyết Anh vô cùng linh tính, tuy rằng không thể miệng phun nhân ngôn, nhưng lại đồng dạng có thể cảm giác đến hắn cảm xúc biến hóa. Lúc này Dương Nghị Vân phất tay ý bảo huyền ngang nhau người triệt rớt kết giới. Lúc sau từ càn khôn hồ không gian lấy ra một kiện thần y, phất tay chi gian luyện hóa thành một kiện trẻ con yếm, cấp Huyết Anh mặc ở trên người. Trùng hợp chính là hắn tùy tay lấy ra một kiện quần áo lại là màu đỏ, luyện hóa thành yếm lúc sau, mặc ở Huyết Anh trên người, đột nhiên làm hắn nghĩ đến đâu trá tạo hình. Trò đùa dai giống nhau, duỗi tay ở Huyết Anh tóc dài thượng vung tay lên đem Huyết Anh đầu tóc chát thành hướng lên trời biển. Ha ha, này liền đẹp nhiều. Dương mẫu nhân cười. Hoàn toàn là ác thú vị. Bất quá trong lòng ngực Huyết Anh lại rất cao hứng, khanh khách mà cười. Chủ nhân này. Đoạn thân mới vừa đám người lại đây, nhìn Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm Huyết Anh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, mọi người đều rõ ràng Huyết Anh lai lịch, cũng không phải là cái gì người lương thiện a. Nhưng là giờ phút này nhìn qua, lại là trẻ con trạng thái, hoàn toàn liên tưởng không đến cái gì tu la thần nô đi lên. Bất quá mọi người xem Dương Nghị Vân bộ dáng. Tựa hồ là chuẩn bị cùng Huyết Anh thân cận đi xuống. Đây chính là không phải cái gì hảo dấu hiệu a, tất cả mọi người biết Huyết Anh là như thế nào tới. Tuy rằng cũng chưa nghĩ đến huyết trứng trong vòng sẽ xuất hiện trẻ con. Nhưng cái này trẻ con cũng không phải là chân chính trẻ con. Nếu là thần tôn đại nhân như vậy thân cận đi xuống, khó bảo toàn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Đoạn thân mới vừa cùng huyền ngang nhau người đối diện, đều thấy được từng người trong mắt lo lắng. Ở mọi người trong mắt, Huyết Anh tuyệt đối là thiên đại đại họa đoan, đại tà ác. Giờ này khắc này thần tôn đại nhân đối Huyết Anh biểu hiện ra thân cận, tất nhiên là bị Huyết Anh cấp mê hoặc. Thân là cấp dưới, đại gia có tương đối nhắc nhở Dương Nghị Vân. Vì Dương Nghị Vân an toàn suy nghĩ, cũng là vì đại gia suy nghĩ. Đặc biệt là huyền ngang nhau người, ở huyết chứng dưới ăn qua lỗ nặng, thậm chí huyết chứng tà ác, có thể ảnh hưởng thần hồn ý thức, làm người biến thành không có ý thức con rối giống nhau. Quá mức tà ác. Nhất định không thể làm Dương Nghị Vân có hại. Nhưng mà giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm Huyết Anh,
đã biểu hiện ra vô cùng thân cận, ở huyền ngang nhau người đôi mắt nghĩ đến, đây là bị huyết anh cấp mê hoặc a. Nhất định phải ngăn cản. Đoạn Thân mới vừa mở miệng không biết nói như thế nào đi xuống, những người này, cũng liền Huyền Cùng cùng Dương Nghị Vân nói chuyện với nhau nhiều nhất, Huyền Cùng cũng là mọi người tiểu đầu mục. Cứ việc Dương Nghị Vân không có nói rõ quá, Huyền Cùng trở thành đại gia tiểu đầu mục, nhưng đại gia làm việc, đều là Dương Nghị Vân phân phó Huyền Cùng đi làm, này bản thân chính là một loại vô hình lãnh đạo quyền lực. Một khi đã như vậy, lúc này Đoạn Thân mới vừa nhìn về phía Huyền Cùng, ý tứ là lão đại ngươi thượng đi. Chúng ta đi nói đều không thích hợp, chỉ có ngươi ra ngựa. Huyền Cùng cũng là trong lòng cười khổ, nhưng minh bạch trong đó lợi hại. Chỉ có thể căng ra đầu tiến lên một bước, đối với Dương Nghị Vân nói, thần tôn ngươi tính như thế nào xử lý cái này huyết anh. Dương Nghị Vân còn không có phát hiện một chúng thủ hạ trong lòng lo lắng. Thuận miệng nói, ngươi ý tứ đâu? Huyền Cùng căng ra đầu nói, ta, chúng ta mọi người đều tuyệt đối, thần tôn hẳn là luyện hóa cái này huyết anh, đánh sâu vào hợp đạo trình tự đại quan. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhìn về phía Huyền Cùng, lại nhìn chung quanh những người khác, rồi sau đó mở miệng nói, các ngươi đều là cái này ý tưởng. Những người khác thấy Dương Nghị Vân nhìn qua, đều phía dưới đầu, không trả lời. Nhưng trầm mặc chính là cam chịu. Vì cái gì, Dương Nghị Vân không phát hỏa, bình tĩnh hỏi. Vẫn là Huyền Cùng trả lời, thần tôn huyết anh phía trước không phá xác là có thể ảnh hưởng ý thức, hơn nữa nó lai lịch hình thành, ngươi cũng là biết đến, đó là Tu La Thần Nô, Tu La nhất tộc là tà ác, là đại khủng bố, hiện giờ này huyết anh, chính là vô số Tu La sau khi chết cảnh giới, thiên địa dựng dục mà sinh, tất nhiên sẽ trở thành đại họa. Thần tôn nhưng đừng bị nó trẻ con trạng thái cấp mê hoặc, hết thảy ngoại tại đều là giả dối chi tượng, đừng bị cái này huyết anh ngoại tại cấp mê hoặc, tốt nhất đem chi luyện hóa, tin tưởng đánh sâu vào hợp đạo tất nhiên không khó, như thế không có hậu hoạn chi ưu, còn có thể làm thần tôn bước vào hợp đạo, đẹp cả đôi đàng. Nghe Huyền Cùng nói chuyện, Dương Nghị Vân thật là có điểm tâm động. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, liền minh bạch Huyền ngang nhau nhân tâm suy nghĩ cái gì. Ha hả cười nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, bất quá đều yên tâm đi. Huyết anh hiện tại không có bất luận cái gì ác ý, hơn nữa nó giờ phút này hình thái, chính là nhất nguyên bản hình thái, chính là một cái nam anh mà thôi. Ta cũng không có bị mê hoặc, không có cảm nhận được bất luận cái gì không hảo ảnh hưởng, hết thảy đều ở khống chế trong vòng, đại gia yên tâm có thể, này huyết anh bản thân chính là trời sinh dựng dục mà sinh, mặc kệ như thế nào thiên đạo có thể làm hắn ra đời, đó chính là có thể tồn tại. Đương nhiên cái này huyết anh có Tu La huyết mạch gen. Khá vậy có cổ thần tộc ấn ký, là hai người tương kết hợp sản vật, các ngươi nhìn xem huyết anh giữa mày thần ấn, đã nói lên nó ý thức chung là thần tính chủ đạo, đều không phải là Tu La chủ đạo. Rốt cuộc hắn chính là một cái trẻ con, thiên địa dựng dục mà sinh trẻ con, hơn nữa thực bình thường ảnh hưởng trạng thái, cũng không có cảm nhận được cái gì tà tính. Cho nên ta tạm thời nghĩ đem hắn mang theo trên người, quan sát lại nói, nếu là thật xuất hiện cái gì không tốt manh mối, vậy đem hắn diệt sát luyện hóa. Dương Nghị Vân một phen lời nói định rồi huyết anh vận mệnh. Kỳ thật ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý đồng dạng là không có bất luận cái gì tự tin. Bởi vì đến nay mới thôi, hắn nhìn không thấu huyết anh, ôm vào trong ngực thời điểm hắn muốn đi dò xét một chút tiết huyết anh, nhưng lại bị huyết anh trong cơ thể một cổ lực lượng cấp bắn ngược trở về, càng vốn là xem không được huyết anh trong cơ thể là cái tình huống như thế nào. Đối với Huyền Cùng đề nghị, kỳ thật hắn cũng từng có động tâm. Luyện hóa huyết anh lúc sau, có lẽ thật sự có thể cho chính mình tu vi bước vào hợp đạo trình tự. Nhưng là thật có thể luyện hóa sao? Dương Nghị Vân biết nhẫn không dưới tâm đi. Nói đến cùng cái này huyết anh là chân chính sinh mệnh. Tuy rằng ra đời phương thức đặc thù, nhưng cũng là sinh mệnh. Hơn nữa hắn hiện tại có thể cảm ứng được cùng huyết anh chi gian có vô hình cảm xúc cảm giác tồn tại, cũng không có cảm giác đến huyết anh có cái gì tà ác biểu lộ. Trọng điểm còn có là loại này cảm xúc cảm ứng làm hắn có loại huyết mạch chi duyên ảo giác cảm. Thật sự diệt sát luyện hóa huyết anh hắn làm không được, ít nhất hiện tại làm không được. Đối với Huyền ngang nhau người lo lắng, hắn cũng biết bọn họ lo lắng là chân thật. Nhưng ít nhất hiện tại cứ như vậy đi, tạm thời đem huyết anh mang theo trên người nhìn kỹ hắn nói. Nếu là thật xuất hiện cái gì không tốt manh mối, lại sát không muộn. Huyền ngang nhau người nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy. Cũng đều biết thần tôn quyết định sự, vô pháp sửa đổi, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Lại đi phản bác, đó chính là tự tìm phiền phức. Hơn nữa đại gia nghe thần tôn ý tứ,
Tựa hồ đối cái này huyết anh có cái gì thủ đoạn áp chế, này cũng coi như là an tâm. Chung quy là thiên địa vân dựng dục mà sinh linh vật, nếu sẽ không có tu la huyết mạch, bực này thiên địa dựng dục mà sinh linh vật, tất nhiên là khả ngộ bất khả cầu thiên tuyển chi tử. Nhưng cố tình có tu la huyết mạch, là ác là thiện ai cũng không hợp ý nhau. Đúng lúc này, Sa Hồ bà đi tới vừa thấy, tức khắc nói, thiếu chủ này huyết anh cùng ngươi diện mạo có 7 phần tương tự đâu. Đại gia nghe Sa Hồ bà như vậy vừa nói, thấu tiến lên vừa thấy, thật đúng là như thế. Một đám đều cổ quái nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc nói, các ngươi xem ta làm cái gì, đây là thiên địa dựng dục mà sinh, cùng ta không quan hệ. Ha ha ha, Huyền cùng nhìn không được nở nụ cười. Cái này không khí nhẹ nhàng không ít. Mà thuần dương kim cương còn lại là mở miệng nói, này chờ thiên địa dựng dục mà sinh linh vật, trời sinh đó là thất khiếu linh lung, ánh mắt đầu tiên tiếp xúc đến đó là chủ nhân, học tập cùng trưởng thành đều rất mạnh, có lẽ là tự chủ đi theo chủ nhân biến hóa, như thế cũng là chuyện tốt. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, hỏi, lời này nói như thế nào? Hắn biết thuần dương kim cương trung quy là tu luyện ở mọi người chung 5 tháng đã lâu tu vi mạnh nhất một cái, kiến thức cũng so những người khác rộng lớn, hắn nếu nói như vậy, có lẽ thật là có điểm cái gì nói. Chỉ nghe thuần dương kim cương nói, này chờ trời sinh thông linh trẻ con, tuy nói là tu la thần nô, nửa tu la bán thần, thần ma nhất niệm chi gian, liền thấy thế nào đi dạy dỗ, đi theo thần thành thần, đi theo ma thành ma, nếu là dẫn đường thích đáng, có lẽ thật đúng là chính là một tôn đại năng. Thuần dương kim cương này một phen lời nói, làm Dương Nghị Vân đại đại tán đồng. Trong lòng cũng rộng mở thông suốt lên. Liên tục gật đầu nói, lời này có lý. Thuần dương kim cương chính là nói ra hắn trong lòng có cảm, nhưng lại chưa nói ra tới nói. Mặc kệ cái này huyết anh về sau như thế nào, ít nhất tạm thời hắn biết không sẽ có cái gì nguy hiểm, nói đến cùng nó là cái trẻ con, đãi tại bên người chỉ đạo quan sát đó là. Tuy là tu la huyết mạch, nhưng lại là sinh mệnh. Hơn nữa vẫn là trời sinh thất khiếu linh lung, chính như thuần dương kim cương lời nói, trọng điểm đang dạy dỗ. Thành thần thành ma, toàn ở nhất niệm chi gian. Này thuyết minh là có thể thành thần. Trời sinh liền thông linh, học chính đạo kia liền sẽ đi chính đạo. Dương Nghị Vân lập tức quyết định, liền như vậy làm, ít nhất tạm thời trước mang theo trên người quan sát lại nói. Làm hắn đi tu luyện huyết anh thành tựu chính mình, nói thật Dương Nghị Vân thật đúng là làm không được. Nếu là cái này huyết anh vừa tiếp xúc liền tà ác, kia hắn khả năng sẽ không chút do dự diệt sát luyện hóa. Nhưng cũng không có. Hắn đôi tay đem huyết anh bế lên lúc sau, truyền tới mà đến hết thảy đều là bình thường, cũng không có bày ra bất luận cái gì tà ác tới. Tự nhiên không thể đi bóp chết. Nói nữa, này chờ thiên địa dựng dục mà ra tinh linh, tiềm lực vô hạn thật lớn. Thật muốn là diệt sát, thật sự mất nhiều hơn được. Dương Nghị Vân cũng không xác định hắn lưu lại huyết anh là phúc hay họa, nhưng nếu làm ra quyết định, vậy sẽ không sửa đổi. Dựa theo phía trước thần nông Càng Minh hỏi thăm tới tin tức là huyết chứng ra đời chính là sinh linh kêu tu la thần nô. Kỳ thật vẫn là đem chi thu phục nô dịch chiêu số. Hắn ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, cấp huyết anh một giọt sinh mệnh chi thủy, chính là tưởng khống chế huyết anh, nhưng sự thật chứng minh sinh mệnh chi thủy đối huyết anh không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng mục đích của hắn đạt tới. Huyết anh cắn hắn một ngụm, bản thân chính là lẫn nhau chi gian thành lập nào đó khế ước. Dù sao cái này huyết anh hắn là tính toán để lại. Thần tôn kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không vẫn là rời đi quỷ mị chiến hồn chàng đi, ngài mang đi huyết anh lúc sau, mặt khác các thế lực lớn tất nhiên sẽ không bỏ qua, rất nhiều người nhưng đều nghĩ, huyết anh có thể thành tựu hợp đạo, nghĩ đến bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Huyền cùng mở miệng nói. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, còn không thể rời đi, Hùng Hoan còn không có rơi xuống, cần thiết muốn tìm được nàng. Nghe được Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, đại gia lúc này mới vang lên, đúng rồi, thất lạc người đều tìm được rồi, nhưng duy độc Hùng Hoan không tin tức. Hùng Du Thiên làm Hùng Hoan phụ thân, lúc này nghe được Dương Nghị Vân còn nhớ thương hắn nữ nhi, trong lòng đại sự cảm động, kỳ thật hắn vẫn luôn đều tưởng nói ra đi tìm nữ nhi Hùng Hoan, chỉ là không tìm được cơ hội, lúc này Dương Nghị Vân nói ra. Tự nhiên vô cùng cảm động. Dương Nghị Vân ánh mắt dừng ở Hùng Du Thiên trên người hỏi, lão Hùng, ngươi là Hùng Hoan phụ thân, các ngươi huyết mạch tương liên khả năng cảm nhận được Hùng Hoan tồn tại đại khái phương hướng. Hùng Du Thiên kỳ thật đang muốn nói chuyện này nhi, nghe Dương Nghị Vân đặt câu hỏi vội vàng nói, hồi bẩm thần tôn ta cũng chỉ có thể cảm nhận được một cái đại khái,
chúng ta sợ là còn muốn trở về đi, Hoan Nhi hơi thở hẳn là còn ở Tu La Tràng phạm vi. Giờ phút này đại gia nơi ở, kỳ thật đã đi ra Tu La Tràng phạm vi. Vậy trở về, ta nói rồi một cái đều không thể thiếu. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Đại gia cũng đều không có bất luận cái gì dị nghị. Bởi vì tất cả đều biết, mọi người Dương Nghị Vân là thực coi trọng Hùng Hoan, nếu là tìm không thấy Hùng Hoan Dương Nghị Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua. Không có người sẽ đi phản đối, Dương Nghị Vân mạo hiểm. Đích xác nếu là ở đi vòng vèo trở về, vô cùng có khả năng gặp phải thế lực khác, hiện tại Huyết Anh ở Dương Nghị Vân bị thương, những cái đó thế lực tất nhiên sẽ không từ bỏ, một cái có thể làm cho bọn họ tiến giai đến hợp đạo trình tự cơ hội. Đi! Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, làm Hùng Du Thiên dẫn đường đi tìm Hùng Hoan. Tuy rằng muốn đi vòng vèo trở về, nhưng hiện tại Dương Nghị Vân chút nào không sợ phiền toái, cho dù là thế lực khác tất cả đều cùng hắn là địch, với hắn mà nói cũng không sao. Phía trước là cướp đoạt đến Huyết Anh tràn ngập không ổn định. Mà hiện tại Huyết Anh cắn hắn ngón tay sau, ngược lại là ổn định. Không cần lo lắng Huyết Anh ở ra cái gì biến cố, hắn là có thể một lòng ứng đối bất luận cái gì sự. Thật sự sợ thế lực khác cường giả sao? Dương Nghị Vân trong lòng chỉ là cười cười, thật đúng là không sợ. Thiên đạo năm trọng hắn đều có thể làm được nghiền áp, thật đúng là không sợ những người đó, phía trước chạy là bởi vì được đến Huyết Anh không xác định tính. Hiện tại còn lại là không cái này băn khoăn. Trở về đi liền trở về đi, cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần không gặp phải hợp đạo cấp bậc cường giả, hắn là chút nào không để bụng. Lại nói Hùng Hoan hắn là nhất định phải tìm được. Kia nha đầu tiềm lực chính là những người này cầm cờ đi trước. Huống hồ Hùng Du Thiên là có thể thông qua huyết mạch cảm giác đến Hùng Hoan nơi, đi tìm đi liền hảo. Sau khi quyết định, liền mang theo một chúng thủ hạ trở về đi. Cũng không nhất định là có thể gặp phải các thế lực lớn. Cùng lúc đó, chúng thần vực thế giới ương nơi, ở các nơi xuất hiện hơi thở cường đại cường giả, một đám nhìn về phía xa xôi phía chân trời, bất quá cộng đồng nhìn về phía còn lại là quỷ mị chiến hồn tràng phương hướng nơi. Có người lẩm bẩm, bán thần nửa tu la xuất thế, có phải hay không hẳn là đi xem. Là phúc hay họa chưa chắc cũng biết a. Này chờ sinh linh không nên lưu tại trên đời. Mảnh đất trung tâm này đó cường giả có mấy chục người, cũng chưa ở bên nhau, nhưng lại đều nói cùng loại lời nói. Cuối cùng có ba người hóa thành thần quang hướng về quỷ mị chiến hồn tràng nơi mà đi. Dương Nghị Vân đám người tự nhiên không biết, có tam đại cường giả mà đến. Hắn lúc này mang theo một chúng thủ hạ, đi vòng vèo Tu La Tràng, đi tìm Hùng Hoan. Một lần nữa phản hồi Tu La Tràng sau, tự nhiên không có đi phía trước huyết chứng nơi thiên hố nơi. Mà là ở Hùng Du Thiên làm dưới, đi tìm Hùng Hoan, đi Tu La Tràng Tây Bắc phương hướng, dựa theo Hùng Du Thiên cách nói, cảm giác đến Hùng Hoan liền ở Tây Bắc phương hướng. Này một đường đi đến, bọn họ đi rồi ước chừng 300 dặm, lại là tiến vào một cái đại hẻm núi. Lão Hùng ngươi lại định không có tìm lầm. Đi vào đại hẻm núi sau, thần mộc lão tổ nhịn không được hỏi Hùng Du Thiên. Hùng Du Thiên phiên trợn trắng mắt nói, huyết mạch cảm giác động bất động. So bất luận cái gì thiên phú thần thông đều chuẩn đi, chính là nơi này. Cũng khó trách thần mộc lão tổ đặt câu hỏi, bởi vì cái này hẻm núi như là bị nào đó đại thần thông đại chiến nhất kiếm bổ ra tới giống nhau, hai sườn là 90 độ vuông góc sơn thể, như lợi kiếm ngạnh sinh sinh cắt ra tới giống nhau, hơn nữa càng đi càng sâu, toàn bộ hẻm núi huyết vụ tràn ngập mùi máu tươi thực loại, có loại âm trầm cảm. Dù sao làm người thực không thoải mái, mọi người đều đề cao cảnh giác đó là... Làm tốt ứng đối. Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được nơi này quá mức âm trầm chút. Trong lòng ngực hắn ôm Huyết Anh, tiểu gia hỏa có phải hay không ê ê a a kêu to hai tiếng, mắt to mang theo tò mò. Sa hồ bà thấy Dương Nghị Vân ôm Huyết Anh đi rồi một đường, cũng không phát hiện Huyết Anh có cái gì dị thường, tương phản mà thực ngoan ngoãn, liền mở miệng nói, thiếu chủ làm lão bà tử ôm ngươi một cái nghỉ ngơi một chút đi. Dương Nghị Vân vừa nghe đích xác hắn một đại nam nhân ôm một cái trẻ con. Có điểm không rất giống như vậy hồi sự, hắn cũng đích xác cánh tay có điểm lên men, gật đầu nói, cũng hảo. Nói chuyện chi gian đem Huyết Anh cấp Sa Hồ bà đưa qua đi. Đã có thể Sa Hồ bà vươn đôi tay thời điểm, Huyết Anh lại là oa một chút khóc lên, đồng thời trên người nàng một đạo huyết quang phát ra thẳng đến Sa Hồ bà. A, không hề ngoài ý muốn Sa Hồ bà bị Huyết Anh trên người phát ra một đạo huyết quang cấp đánh sâu vào trong người, nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Dương Nghị Vân tức khắc cả kinh, vội vàng đem Huyết Anh thu hồi,
hắn không nghĩ tới huyết anh không cho Sa Hồ Bà Bà ôm, sẽ chủ động khởi xướng công kích, gần là một đạo huyết quang chợt lóe, khiến cho Sa Hồ Bà Bà bay ngược đi ra ngoài. Này một đạo huyết quang ngay cả hắn cũng chưa tới kịp phản ứng, trực tiếp liền dừng ở Sa Hồ Bà Bà trên người. Ngay sau đó huyết anh cũng không khóc, lại an an tính tính cuốn xúc ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Mà Sa Hồ Bà Bà bay ngược đi ra ngoài 5 đến 60 mét xa, bị Hồng Liền phu nhân nâng trở về. Dương Nghị Vân xem Sa Hồ Bà Bà khóe miệng có vết máu, vội vàng hỏi, bà bà thế nào? Thương có nặng hay không? Sa Hồ Bà Bà là lòng còn sợ hãi nhìn Dương Nghị Vân trong lòng ngực huyết anh, lắc đầu nói, thiếu chủ yên tâm không đáng ngại, nghĩ đến này huyết anh chỉ nhận thiếu chủ, không cho những người khác chạm vào. Dương Nghị Vân cười khổ nói, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy a. Nghĩ đến sau này trong lòng ngực hắn muốn ôm một cái trẻ con, hắn liền đau đầu. Thật hy vọng cái này tiểu gia hỏa trường nhanh lên, có thể đi đường thời điểm, đi theo hắn muốn hảo đến nhiều đi. Qua, lúc này trong lòng ngực huyết anh khóc lên. Này còn không có trách cứ đâu, như thế nào liền khóc thượng A Dương Nghị Vân tức khắc đầu đại. Chủ nhân có phải hay không đói bụng? Lúc này thấu đi lên chính là Hồng Liên phu nhân. Phu nhân ngươi đừng nói hưu nói vượt, đây là đường đường huyết anh, lại không phải bình thường trẻ con, như thế nào sẽ đói? Thần Mộc lão tổ vừa nghe chính mình phu nhân nói chuyện liền phản bác. Huyết anh làm sao vậy, huyết anh cũng là trẻ con, ai quy định huyết anh liền không thể đói, không thể ăn cái gì? Hồng Liên phu nhân phản bác. Dương Nghị Vân vừa nghe cũng đúng vậy, ai nói huyết anh liền không thể đói? Có lẽ là thật đói bụng đi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động lần thứ hai lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy cấp huyết anh uy đi xuống. Tức khắc huyết anh không khóc. Anh nha khanh khách. Huyết anh ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực khanh khách mà cười. Múa may tay nhỏ. Ngạo Tình ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt có nhu hòa, mở miệng ở bên cạnh trêu đùa huyết anh. Dương Nghị Vân xem huyết anh bộ dáng liền biết thật đúng là đói bụng muốn ăn cái gì. Đơn giản một hơi lại cấp huyết anh uy hạ 9 tích sinh linh chi thủy. Dù sao hắn cũng không biết uy cái gì hảo, sinh mệnh chi thủy tuyệt đối không thành vấn đề. Anh nha nha nha. Huyết anh phát ra nha nha thanh, rốt cuộc thỏa mãn. 9 tích sinh mệnh chi thủy ăn xong đi, chuyện gì đều không có. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng không cảm nhận được sinh mệnh chi tuổi cảm giác, này thuyết minh sinh mệnh chi thủy đối huyết anh tới nói, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể cấp huyết anh trở thành sữa bột ăn. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh Ngạo Tình, càng xem trẻ con trạng thái huyết anh càng là đáng yêu, nhịn không được vươn ra ngón tay đi trêu đùa huyết anh tay nhỏ. Kế tiếp Ngạo Tình liền thành bi kịch. Răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. A, à, Ngạo Tình phát ra hét thảm một tiếng. Dương Nghị Vân vội vàng vừa thấy, lại là huyết anh tay nhỏ trực tiếp bẻ gãy Ngạo Tình ngón tay. Đương nhiên không hoàn toàn đứt gãy, là trực tiếp bẻ cái chuyển hướng. Lại còn có ở trong tay nắm chặt. Dương Nghị Vân vội vàng duỗi tay đem huyết anh tay nhỏ dọn khai. Cái này Ngạo Tình ngón tay mới giải thoát. Tuy rằng tu vi cao, nhưng một chút bị huyết anh bẻ gãy ngón tay cũng đau a. Nhưng cũng trách hắn, muốn đi trêu đùa huyết anh. Kết quả bị tiểu gia hỏa bẻ gãy ngón tay. Giữa sân mọi người nhìn huyết anh đều có điểm phát cương. Ngạo Tình ngón tay bị bẻ gãy, liền tính là hoàn toàn đoan rớt đều là việc nhỏ. Cường đại tu vi ở một lần nữa mọc ra tới cũng không khó. Đại gia chú ý chính là huyết anh a. Đây mới là trẻ con mà thôi, tùy tiện một đạo huyết quang khiến cho Sa Hồ Bà Bà bay ngược đi ra ngoài hộc máu, tay nhỏ có thể bẻ gãy thiên đạo quy tắc cao thủ ngón tay. Này, đây là cái gì biến thái? Hiện tại trẻ con liền như thế cường đại đáng sợ, trưởng thành còn không nghịch thiên. Tất cả mọi người nhìn huyết anh, nghĩ đến đây đều nhìn không được đại lạnh run. Anh nha. Huyết anh trong miệng vui sướng kêu, ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực mắt to lập lòe, mang theo tò mò nhìn về phía bốn phía đại gia. Hồn nhiên không biết, trừ bỏ Dương Nghị Vân ở ngoài, những người khác đều đối hắn đánh tâm nhãn có sợ hãi. Dương Nghị Vân cũng là một trận sững sờ. Bất quá phục hồi tinh thần lại sau, hắn trong lòng lại là đại hỉ khẩn. Hiện tại hắn xem như đã nhìn ra, huyết anh chỉ nhận chính mình, căn bản không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Nói cách khác, huyết anh là có thể nghe chính mình lời nói, này ý nghĩa cái gì hắn biết rõ. Yêu quái a, Ngạo Tình thúc giục pháp lực làm ngón tay khôi phục sau nhìn huyết anh lòng còn sợ hãi nói chuyện. Lời này bị hắn huynh đệ Ngạo Tình sau khi nghe được, nhịn không được nói, chính ngươi đều là yêu, nói nhân ra là yêu, không thấy ra tới sao,
huyết anh chỉ nhận chủ nhân, chỉ làm chủ nhân chạm vào, trừ cái này ra, chúng ta ai chạm vào ai xui xẻo. Ngạo Vân lời này xem như nói ra mọi người tiếng lòng, mọi người đều nhịn không được gật đầu. Trong lòng đều nghĩ đến, về sau muốn cùng huyết anh cái này quái vật bảo trì khoảng cách, nếu không bị hắn mạc danh kỳ danh lộng chết cũng không biết chết như thế nào, đến lúc đó đến nhiều oan uổng a. Đúng lúc này Dương Nghị Vân trong lòng ngực huyết anh đột nhiên miệng phun hai chữ, tuy rằng mơ hồ, nhưng là Dương Nghị Vân vẫn là nghe tới rồi. Chỉ nghe huyết anh nói, yêu, quái. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhìn huyết anh, trong đầu đột nhiên nhảy ra tới bốn chữ bi bô tập nói. Giờ phút này hắn biết huyết anh ăn xong đi chín tích sinh mệnh chi thủy, cũng không hoàn toàn là không có bất luận cái gì hiệu quả, ít nhất làm hắn trưởng thành một ít, rốt cuộc sinh mệnh chi thủy chính là tràn ngập sinh cơ năng lượng. Trẻ con ăn sữa bột còn từng ngày lớn lên đâu. Huyết anh liền cùng không cần phải nói. Thực hiển nhiên là nghe được Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ nói chuyện sau, bắt đầu học tập ngôn ngữ. Dương Nghị Vân nghe đại hỉ, cười ha ha, ôm huyết anh nói, kêu một tiếng ba ba. Này một câu hoàn toàn là Dương mẫu nhân ác thú vị. Nhưng là hắn không nghĩ tới huyết anh thật còn liền cùng thật học. Ba ba, lúc này đây đọc từng chữ rõ ràng. Tất cả mọi người nghe được. Ha ha, thật đúng là, thiên tài, vốn dĩ Dương mẫu nhân muốn nói một tiếng quái thai, ngẫm lại không ổn, lời nói đến bên miệng liền thành thiên tài. Kết quả huyết anh có đi theo nói, thiên tài. Dương Nghị Vân mừng rỡ, tiếp tục nói, kêu ba ba. Huyết anh đi theo nói, kêu ba ba. Là ba ba, là ba ba, ba ba, ba ba. Trong lúc nhất thời Dương mẫu nhân vui vẻ hỏng rồi. Không biết vì cái gì. Hắn nghe huyết anh kêu hắn ba ba, trong lòng mạc danh vui vẻ. Thực vui mừng. Một chúng thủ hạ ở một bên nhìn, tâm đều suy nghĩ liền cái tự xong rồi. Vì cái gì bọn họ nghĩ xong rồi đâu? Không hề nghi ngờ huyết anh kêu Dương Nghị Vân ba ba, kêu kêu có lẽ liền trở thành sự thật. Đến lúc đó bọn họ bên trong sẽ thêm một cái tiểu ma vương đi. Suy nghĩ một chút tay nhỏ bẻ gãy Ngạo Tình ngón tay, nghĩ lại đem Sa Hồ bà đánh bay khủng bố. Mọi người chính là một trận sợ hãi. Đều nghĩ chỉ mong chủ nhân có thể đem huyết anh khống chế tốt, nếu không bọn họ về sau khẳng định sẽ tao ương. Giống, giống giống. Liền vào giờ phút này, từng tiếng rung trời gầm rú vang lên. Đề phòng, huyền cùng giống to. Tất cả mọi người nghe được ra tới, đây là huyết thú gầm rú. Vừa dứt lời, quả nhiên, mọi người trước mắt 20 mét ra, xuất hiện một đầu đầu huyết thú. Bất quá, đối mặt huyết thú, kế tiếp phát sinh một màn, lại là làm mọi người có làm nghề nguội đôi mắt. Giống, lại là một tiếng thú giống, nhưng lại có phải hay không từ phía trước vang lên. Đại gia nghe minh bạch, này một tiếng thú giống là từ bên người vang lên. Bỗng nhiên quay đầu lại, lại là ánh mắt đều tập trung ở Dương Nghị Vân trên người. Chuẩn xác mà nói, là tập trung ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực huyết anh trên người. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đều có chút phát ngốc. Đích xác vừa rồi huyết anh trong miệng phát ra một tiếng rung trời giống lên một tiếng. Di huyết thú lui. Đang ở phía trước huyền cùng đột nhiên ra tiếng. Đại gia động tác nhất trí nhìn lại, quả nhiên a, huyết thú tựa hồ một đám nhìn thấy gì làm chúng nó vô cùng đáng sợ sự vật giống nhau, rên rỉ một tiếng lập tức giải tán. Tới mau, đi cũng mau. Đại gia còn đều có điểm phát ngốc. Anh nha nha ha 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 ba ba. Huyết anh đột nhiên phát ra tiếng. Giờ phút này Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, phía trước huyết thú là bị huyết anh cấp một tiếng hạ lui. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, huyết anh ở xuất thế phía trước, một hồi huyết tế chính là làm số lấy trăm vạn kế huyết thú đàn đều cấp huyết tế, có thể nghĩ, huyết anh này một tiếng giống, đối huyết thú tới nói ý nghĩa cái gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở huyết anh trên người, lúc này đại gia lại đi xem huyết anh, tựa hồ cũng không phải như vậy đáng sợ. Cũng đều minh bạch vừa rồi là có chuyện như vậy. Có lẽ huyết anh tồn tại, vẫn là phúc là họa thật đúng là cũng chưa biết. Bất quá chỉ giết hiện tại có một chút có thể xác định, huyết anh ở Dương Nghị Vân trên tay là phúc. Dương Nghị Vân cười ha ha, thật ngoan thật lợi hại. Nói chuyện chung hắn ở huyết anh trên mặt hôn một cái. Ha 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 ba ba lợi hại. Huyết anh cười học nói chuyện, tựa hồ cũng biết là Dương Nghị Vân ở khích lệ. Kinh này một chuyện. Mọi người cũng đối huyết anh cái nhìn có chuyển biến. Medusa thấu đi lên cười đối Dương Nghị Vân nói, cấp huyết anh khởi cái tên đi, tiểu gia hỏa hiện tại học nói chuyện, có cái tên, đại gia cũng có thể dạy hắn nói chuyện.
Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, vẫn luôn kêu huyết anh không phải như vậy hồi sự. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu là nửa tu la bán thần dựng dục ra đời, đã kêu tu đạo, Dương tu đạo, ta hy vọng hắn tu đại đạo tu chính đạo. Tu đạo đến lúc đó chuẩn xác khẩn, Medusa điểm điểm. Huyền cùng thò qua tới nói, thần tôn ngài là tính toán thu hắn vì tử sao. Dương Nghị Vân sửng sốt, thật đúng là không nghĩ tới, cứ việc hắn giáo huyết anh kêu chính mình ba ba, nhưng không nghĩ tới thu làm con nuôi. Nhi tử nữ nhi hắn đều có, không để bụng thêm một cái. Nhưng cũng muốn thận trọng. Huyết anh chung quy không phải phàm vật, càng nhiều thời điểm, kỳ thật Dương Nghị Vân minh bạch muốn dạy dỗ chỉ dẫn hắn. Hiện tại nếu cấp ban danh, cũng liền suy xét thân phận phi vấn để đi. Hắn ngẫm lại nói, ta thu hắn vì quan môn đệ tử. Đây cũng là Dương Nghị Vân vừa mới nghĩ đến nhất thích hợp thân phận. Tu đạo luôn là phải có truyền thừa, cấp huyết anh đặt tên tu đạo, vậy có truyền thừa ý tứ. Môn hạ bốn cái đệ tử, Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm, Mông Điềm, nói thật mỗi cái đệ tử thiên tư tuy rằng đều không tồi, nhưng đều không có đạt tới chính mình trong lòng mong muốn. Mà huyết anh lại là thiên sinh địa dưỡng linh vật thành nhân, thiên tư tuyệt đối là nghịch thiên. Thu làm quan môn đệ tử, ở thích hợp bất quá. Nghe được Dương Nghị Vân như thế vừa nói, huyền ngang nhau người cũng cảm thấy thích hợp. Vội vàng chúc mừng thần tôn thu đến quan môn đệ tử. Chúc mừng chủ nhân, mọi người đều chúc mừng. Dương Nghị Vân cười cười, đều đứng lên đi, sự liền như vậy quyết định, chờ quay đầu lại liền trở về liền bổ thượng bái sư lễ. Đương nhiên hiện tại cũng là huyết anh quá nhỏ. Người về sau liền ra Dương tu đạo Nga. Dương Nghị Vân nhìn trong lòng ngực huyết anh mở miệng. Anh nha, cũng không biết là nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu. Dù sao huyết anh từ giờ trở đi, tên là Dương Tu Đạo, phân thân thành Dương Nghị Vân quan môn đệ tử. Có thể nói là thân phận địa vị phi phàm. Thành đại gia thiếu chủ. Quan môn đệ tử thân phận bên ngoài thượng không phải siêu nhiên, kỳ thật chính là siêu nhiên, bởi vì nhưng phàm là quan môn đệ tử, kia đều là nhất chịu sư phụ yêu thích. Huyết thú xuất hiện thành tiểu nhạc đệm, đại gia cũng thấy được huyết anh hoặc là nói Dương Tu Đạo một khắc mặt, có thể một giống lui huyết thú. Từ nào đó trình độ thượng giảng, huyết anh cũng là có thể triệu hoán huyết thú. Điểm này kỳ thật lại thành Dương Nghị Vân ở chúng thần vực thế giới dựa vào. Theo sau đại gia tiếp tục về phía trước đi đến. Một ngày lúc sau, Hùng Du Thiên nói, thần tôn ta cảm nhận được hoan nhi hơi thở tựa hồ liền ở phía trước. Vậy nhanh lên qua đi, Dương Nghị Vân nói. Đại hẻm núi rất sâu, đến bây giờ mới thôi đều không có đi đến cuối. Không đủ trên mặt đất tương đối bình thản lên. 5 phút sau, Dương Nghị Vân nói, đình. Mọi người đều ngừng lại. Hùng Du Thiên mở miệng nói, thần tôn liền ở gần đây, ta đi tìm xem. Mà Dương Nghị Vân còn lại là xem khẩu nói, không cần tìm được rồi, liền ở phía trước. Nói chuyện hết sức Dương Nghị Vân thanh âm âm trầm đi xuống. Bởi vì hắn đã thấy được Hùng Hoan. Giữa sân mọi người, trừ bỏ hắn ở ngoài còn có Medusa thấy được, Medusa thậm chí so với hắn xem đến sớm hơn xa hơn. Bọn họ hai cái đều luyện hóa quá huyết thú đôi mắt, ở huyết phụ tràn ngập nơi, thật là có thể xem xa một ít, hắn có thể xem 100 mét, mà Medusa vận dụng trọng đồng còn lại là có thể xem cây số xa, phía trước Medusa liền thấy được, hơn nữa truyền âm cho hắn. Giờ phút này Dương Nghị Vân 100 mét ở ngoài chính là Hùng Hoan nơi. Chẳng qua. Lúc này Hùng Hoan là bị người khống chế lợi hại. Mà khống chế Hùng Hoan người, vẫn là lão người quen, không chỉ là một nhà. Thật là cổ xưa thiên tộc Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành gia tộc, cũng là 10 đại gia tộc chung một nửa, thế lực khác nhưng thật ra không thấy được. Giờ này khắc này không có đức hạnh gia tộc người tất cả đều đứng ở 100 mét ở ngoài huyết vụ chung, hắn và Medusa xem rõ ràng. Mà Dương Nghị Vân phát hiện đối phương cũng đang nhìn bọn họ. Thực hiển nhiên ngũ hành gia tộc người tựa hồ cũng có thể thấy bọn họ. Điểm này Dương Nghị Vân đảo cũng không kinh ngạc, bọn họ nếu có thể luyện hóa huyết thú đôi mắt ngũ hành gia tộc người tự nhiên cũng có thể thông qua biện pháp khác tới làm cho bọn họ ở huyết vụ trông được đến xa hơn. Thoạt nhìn tựa hồ đã sớm biết bọn họ trở về, đang đợi chờ bộ dáng. Dương Nghị Vân ý bảo Hùng Du Thiên tạm thời đừng nóng nảy sau, nheo lại mắt thấy về phía trước phương huyết phụ mở miệng nói, ngũ hành gia tộc chư vị đạo hữu. Tuy rằng các ngươi cũng là thiên tộc, nhưng các ngươi là cổ xưa thiên tộc, cùng đế tôn 33 thiên điện những cái đó thiên tộc bất đồng, ta Dương mẫu nhân cùng các ngươi không thù hận đi, không biết vì sao bắt ta người. Dương Nghị Vân này một mở miệng,
Huyền ngang nhau người liền biết Dương Nghị Vân thấy được huyết phụ ở ngoài xa hơn địa phương, hơn nữa phía trước là thiên tộc ngũ hành gia tộc người, nghe tới tựa hồ bắt hùng hoan, tức khắc mọi người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Dương thần tôn lời này sai rồi, ta chờ chính là trùng hợp đụng phải vị cô nương này, càng có thể nói là từ huyết quái trong tay cứu nàng một mạng, lại nói tiếp ngươi còn phải cảm tạ chúng ta mới là, đương nhiên chúng ta đích xác không có ân oán, ta chờ cũng không nghĩ cùng ngươi là địch, đến nỗi ngươi cùng 33 thiên điện thiên tộc việc. Chúng ta ngũ hành gia tộc không có bất luận cái gì hứng thú. Huyết phụ trung truyền đến đáp lại. Dương Nghị Vân ha hả cười, nếu như thế vậy thỉnh chư vị đạo hữu phóng ta người lại đây đi. Đối phương thanh âm lại một lần vang lên, ha hả, Dương thần tôn phóng là không thành vấn đề, nhưng chúng ta rốt cuộc cứu nàng, người thân là thần tộc, dù sao cũng phải cảm tạ một chút đi. Dương Nghị Vân chậm rãi nói, nga, không biết chư vị muốn cái gì cảm tạ, mới bằng lòng thả người. Rất đơn giản, đem ngươi trong tay huyết anh giao cho chúng ta, huyết anh chính là đại tà ác, lưu tại Dương thần tôn trong tay, cũng không an toàn, vì thần giới suy nghĩ, ngươi đem huyết anh cho chúng ta đem vị cô nương này còn cho ngươi, không biết Dương thần tôn ý hạ như thế nào. Huyết phụ trung vang lên ngũ hành gia tộc mỗ một vị cường giả điều kiện. Dương Nghị Vân trong ánh mắt sát ý tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm phía trước huyết phụ hồi lâu không nói chuyện. Trong sân không khí khẩn trương lên. Nửa ngày sau Dương Nghị Vân trầm thấp nói, ta nếu là không giao đâu. Đối phương thanh âm từ huyết phụ trung vang lên, ha ha, kia vị cô nương này khả năng liền phải ngã xuống. Thanh âm không lớn, nhưng uy hát yêu ta 10 phần. Các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Dương Nghị Vân lần thứ hai mở miệng. Đối phương trả lời, không có điểm tự tin tự nhiên không dám cùng Dương thần tôn nói điều kiện. Hảo, ta đáp ứng, các ngươi đem người mang lại đây, ta đem huyết anh cho các ngươi. Dương Nghị Vân như là thỏa hiệp giống nhau. Huyền ngang nhau người nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện đều là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn Dương Nghị Vân trong lòng ngực huyết anh, tức khắc liền không nói chuyện nữa. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, huyết anh là cái tình huống như thế nào. Ngạo Tình vươn ra ngón tay trêu đùa một chút huyết anh, đều bị huyết anh bẻ gãy ngón tay, càng miễn bàn ai dám đi đụng chạm huyết anh. Đương nhiên Dương Nghị Vân ngoại trừ. Một chúng thủ hạ trong lòng kỳ thật đều đang cười, thần tôn đại nhân quá xấu rồi, đây là tự cấp ngũ hành gia tộc người đào hố đâu. Có thể tưởng tượng đến, huyết anh đã đến ngũ hành gia tộc người nào đó trong tay lúc sau, người kia sẽ là cái dạng gì bi thôi tình cảnh. Đối này huyền ngang nhau người thật đúng là thực chờ mong. Huyết phụ trung năm sao gia tộc, lấy kim cầm đầu. Này năm đại gia tộc, lại nói tiếp là năm gia, nhưng xưa nay đều là nhất trí đối ngoại. Ra cửa bên ngoài đều thực đoàn kết, bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm huyết anh tình huống, nhưng đều có thể tưởng tượng đến huyết anh là thiên địa dựng dục mà ra lĩnh ngộ, nếu là luyện hóa huyết anh, không thiếu được bọn họ có thể bước vào hợp đạo chi cảnh. Cho nên đối với huyết anh rất là mắt thèm. Nhưng phía trước huyết anh cố tình bị Dương Nghị Vân cấp cướp đi. Bất quá bọn họ năm ra lại rời đi thiên hố lúc sau, truy tìm Dương Nghị Vân thời điểm, trong lúc vô ý đụng phải hùng hoan. Đều nhận ra tới là Dương Nghị Vân người bên cạnh, kết quả là đem hùng hoan cấp khống chế. Có một chút bọn họ chưa nói dối, bọn họ đích xác xem như cứu hùng hoan, nhưng cũng không được đầy đủ là. Bởi vì lúc ấy bọn họ đụng tới hùng hoan thời điểm, hùng hoan bị một gốc cây huyết thụ cùng tam đầu huyết thú, một tôn huyết thạch quái cấp vây công, ở vào hạ phong, đã chịu trọng thương. Bọn họ ra tay giải vây, nhưng đồng thời cũng khống chế hùng hoan. Chính là nghĩ đem hùng hoan mang lên đi tìm Dương Nghị Vân thay máu anh, không đợi bọn họ đi tìm Dương Nghị Vân thời điểm, không nghĩ tới Dương Nghị Vân chính mình đưa tới cửa tới. Ở Dương Nghị Vân đám người tiến vào đại hẻm núi sau, bọn họ liền phát hiện Dương Nghị Vân. Cùng kỳ thật thế lực bất đồng, bọn họ ngũ hành gia tộc có bí pháp, có thể ở chúng thần vực thế giới huyết phụ trông được đến xa hơn, cho nên có thể biết được Dương Nghị Vân tiến đến, đơn giản liền lại tại chỗ chờ. Quả nhiên, Dương Nghị Vân tới. Kỳ thật ngũ hành gia tộc người, cũng là lại đánh cuộc Dương Nghị Vân sẽ dùng huyết anh đổi hùng hoan. Bởi vì bọn họ đối Dương Nghị Vân điều tia, a quá, Dương Nghị Vân là cái cực kỳ che chở để ý cấp dưới người, đặc biệt là nữ nhân. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân thật đúng là đáp ứng rồi. Này liền chứng minh bọn họ suy đoán không sai. Kim thị gia tộc dẫn đầu người, không hề nghi ngờ là năm đại gia tộc chung trung tâm, cũng là tu vi một người cường đại nhất. Công kích thực lực cùng cấp bậc trung cơ hồ vô địch, tên là Kim 13. Đương Kim 13 nghe được Dương Nghị Vân đáp ứng sau, trong lòng đại hỉ, mở miệng đối mặt khác bốn cái nói,
chúng ta 5 người cùng nhau áp này nữ tử qua đi trao đổi, nếu là Dương Nghị Vân làm ra vẻ, liền xử lý nữ tử này, một khi hai bên khai chiến, chúng ta nhân số thượng chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không sợ bọn họ, đoạt cũng muốn đem huyết anh từ Dương Nghị Vân trong tay cướp đoạt lại đây, đến lúc đó luyện hóa huyết anh, ta chờ liền có hy vọng đột phá bước vào hợp đạo. Liền y 13 sư huynh, còn lại 4 gia đầu mục cùng kêu lên nói chuyện. Theo sau Kim 13 tự mình mang theo bị phong ấn tu vi Hùng Hoan về phía trước đi đến, bên người là mặt khác 4 gia cường giả, ở lúc sau là 5 gia các đệ tử, thêm lên hơn 100 người số. Từ tiến vào chúng thần vực thế giới gần nhất, ngũ hành gia tộc liên thủ dưới, tổn thất là ít nhất, mỗi nhà đều có hơn 20 người, thêm lên hơn 100, nhìn thanh thế to lớn khẩn. Hai bên cũng liền cách xa nhau hơn 100 mễ, thực đi mau tới rồi khoảng cách Dương Nghị Vân 30 mét khoảng cách dừng lại. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm huyết anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết anh đầu, về phía trước đi đến. Huyền ngang nhau người muốn đuổi kịp, nhưng hắn giơ tay nói, đều tại chỗ chờ, ta nếu nói muốn trao đổi liền trao đổi, không làm nói không giữ lời người. Lời này nghe vào Kim 13 năm người trong tai đến là vui vẻ, trong lòng nghĩ Dương Nghị Vân đến thật là như đồn đãi như vậy, coi như là cái nhân vật. Chỉ cần có thể thống khoái trao đổi, bọn họ đảo cũng vui, sẽ không làm cái gì tay chân, khó xử một nữ nhân. Chờ hai bên trao đổi thành công, liền bắt đầu dùng bí pháp, nhanh chóng rời đi, đến lúc đó Dương Nghị Vân liền tính là muốn đuổi theo cũng đừng nghĩ đuổi theo. Dương Nghị Vân nói xong tiếp tục về phía trước đi đến, huyền ngang nhau người cũng không có lại đi theo. Một màn này làm Kim 13 thực vừa lòng. Hùng Hoan trên người có thương tích, sắc mặt thực tái nhợt, nhìn Dương Nghị Vân đi tới thời điểm, nàng hai tròng mắt chung có hổ thẹn, giờ phút này chính là nàng muốn đi phản kích, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, toàn thân đều bị phong ấn, lòng có lực mà lực không đủ. Dương Nghị Vân đi tới hai bên 10 mét nơi dừng lại, nhìn Hùng cười vui cười nói, Hoan Hoan không sợ. Nói đến cùng Hùng Hoan tâm trí vẫn là mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi, đây là sinh ra đã có sẵn, thực đơn hướng, nhưng duy độc đối hắn là vô cùng tín nhiệm. Mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ không làm Hùng Hoan đã chịu thương tổn. Hắn cũng không dám cùng ngũ hành gia tộc người mạnh bạo, sợ bọn họ thương tổn Hùng Hoan. Rốt cuộc bọn họ đưa ra cùng huyết anh trao đổi, điểm này, Dương Nghị Vân đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì hắn muốn nhìn diễn, càng muốn cứu Hùng Hoan. Xem diễn. Ha ha, đó là bởi vì hắn biết rõ huyết anh tình huống. Đến lúc đó nhưng thật ra muốn nhìn đối phương sẽ bị huyết anh cấp như thế nào chà đạp. Xin hỏi đạo huynh họ gì? Dương Nghị Vân nhìn đối diện một bàn tay đặt ở Hùng Hoan trên đầu, làm ra một bộ tùy thời sẽ chụp chết Hùng Hoan Kim 13 hỏi. Tuy rằng cùng những người này gặp mặt rất nhiều lần, nhưng thật này không phải bọn họ gọi là gì. Ha ha, tại hạ Kim 13, ngũ hành Kim thị gia tộc. Kim 13 nói. Hảo, Kim đạo hữu, 10 tức trong vòng các ngươi đồng thời đem Hùng Hoan cùng huyết anh ném đối phương, ngươi xem coi thế nào. Dương Nghị Vân chậm rãi nói. Kim 13 nheo lại mắt nói, Dương thần tôn không phải ta không tin ngươi, ngươi phát cái lời thế tốt không? Đương nhiên có thể, Dương Nghị Vân gật đầu mở miệng liền nói, ta thề nếu là 10 tức thời gian không nói huyết anh ném cho Kim 13, liền sớm trời phạt. Hảo, sảng khoái, ta Kim 13 thề. 10 tức thời gian đem Hùng Hoan ném cho Dương Nghị Vân, nếu không làm ta tao trời phạt. Dương Nghị Vân muốn lắc đầu nói, không, ngươi còn phải hơn nữa một câu không thương tổn Hùng Hoan. Kim 13 sửng sốt, trong lòng không vui, nhưng nhìn sắp đổi tay huyết anh, hắn nhịn, một lần nữa thể hơn nữa một câu không thương tổn Hùng Hoan. Như thế Dương Nghị Vân mới vừa lòng, gật đầu nói, bắt đầu. Đơn giản lời thề, đối bọn họ cái này trình tự tới nói, chính là thực trọng. Hai bên đều vừa lòng. Tiếp theo Kim 13 cùng Dương Nghị Vân lẫn nhau nhìn đối phương, đều ở trong lòng xem như thời gian. 10 tức tới. Dương Nghị Vân ôm trong lòng ngực huyết anh nhỏ giọng nói nhi ngoan, chờ hạ ta ở tiếp ngươi trở về. Dứt lời đem huyết anh quả nhiên ném hướng về phía Kim 13. Cùng thời gian Kim 13 đem Hùng Hoan ném hướng về phía Dương Nghị Vân. Hai người đều là vừa động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đem Hùng Hoan mượn dùng. Tùy tay phá giải Hùng Hoan trên người phong ấn nói, hảo, không có việc gì, đi mặt sau tìm phụ thân ngươi. Vân đại ca ta Hùng Hoan mang theo hoa lê vũ. Đi thôi, không có việc gì, chúng ta không có hại, chờ xem diễn liền hảo. Dương Nghị Vân cười cười. Mà liền vào giờ phút này Kim 13 mang theo hưng phấn đem huyết anh tiếp được ôm ở trong lòng ngực, hắn phía trước nhìn đến giống nhau đem huyết anh ôm vào trong ngực thời điểm,
liền cho rằng huyết anh quả nhiên như đồn đãi giống nhau, ở ấu tiểu thời kỳ sẽ không có cái gì nguy hiểm, nếu không Dương Nghị Vân cũng không dám như vậy ôm. Chính là ngay sau đó hắn liền biết chính mình làm một kiện trên đời hối hận nhất sự. Oa! Kiếm 13 trong lòng ngực huyết anh rời đi Dương Nghị Vân sau khóc lên. Huyết anh vừa khóc, thiên địa biến sắc. Kim 13 nghe được huyết anh tiếng khóc cùng nhau, tức khắc liền cảm giác đầu một trận kịch liệt thông đau đớn. Vốn dĩ hướng về trên mặt đất thời gian phát động bí pháp rời đi nơi này. Nhưng liền tại đây một tiếng khóc thút thít chung, Kim 13 bi kịch bắt đầu rồi. Đầu tiên là đầu tê dần, ngay sau đó ngực chợt lạnh, ngay sau đó đầu bởi vì đau đớn mà rõ ràng một phần, lại là thấy được trong lòng ngực huyết anh toàn bộ cánh tay đều đâm vào hắn trái tim, đồng thời trong thân thể hắn lực lượng cuồn cuộn không ngừng ở sói mòn, thân thể tức khắc mềm đi xuống, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng ý thức tiêu tán hết sức, Kim 13 nghe được huyết anh tiếng thứ hai khóc thút thít. Oa oa! Giây tiếp theo chỉ thấy trong lòng ngực huyết anh toàn thân bộc phát ra chói mắt huyết quang, oanh một chút khuếch tán mà đi. A a a! Cuối cùng một khắc Kim 13 nghe được chính là những người khác tiếng kêu thảm thiết, trong lòng chỉ có một ý niệm xong điều. Kim 13 là rốt cuộc nhìn không tới đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Nghị Vân đám người lại là thấy được. Hơn nữa một đám tròng mắt thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nhìn không được nói thẳng nước miếng. Liền tính là Dương Nghị Vân nhìn trong tầm mắt đã phát sinh hết thảy, đều là nội tâm từng đợt chiều chiều, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn chính mắt trong mắt, huyết anh đệ nhất thanh khóc thút thít vang lên thời điểm, Kim 13 hai tròng mắt tan rã, ngay sau đó huyết anh tay nhỏ cánh tay cũng không thấy có cái gì động tác, liền thẳng tắp đâm vào Kim 13 ngực chung, rồi sau đó Kim 13 cả người thân thể đều nhanh chóng khô héo, chớp mắt thành thây khô. Tiếng thứ hai khóc thút thít vang lên. Chỉ thấy huyết anh toàn thân bạo phát chói mắt vô cùng huyết quang, oanh một chút trực tiếp bạo phát đi ra ngoài. Huyết quang phạm vi rất lớn khuếch tán, nhưng là đương huyết quang tới rồi hắn trước người thời điểm ngừng lại. Nhưng Dương Nghị Vân lại là cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì hắn cảm nhận được huyết quang bùng nổ lúc sau huyết anh trên người phát ra một cỗ uy áp lực lượng là cỡ nào cường đại, đều làm hắn tâm can run rẩy mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng chính là tam tức thời gian không đến, huyết quang biến mất. Nhưng Dương Nghị Vân lại là trong tầm mắt đang xem đi thời điểm, đối diện Kim 13 năm người hóa thành năm cụ thây khô, ngã trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, Kim 13 năm người phía sau mười mấy mét chính là bọn họ ngũ hành gia tộc trăm tới hào người, giờ phút này. Giờ phút này cũng đều hóa thành thây khô. Không có. Huyết anh hai tiếng khóc thút thít, huyết quang bùng nổ một chút, cổ xưa thiên tộc ngũ hành gia tộc hơn trăm người có một cái tính một cái mặc kệ là thiên đạo quy tắc một trọng vẫn là năm trọng tồn tại tất cả đều hóa thành thây khô. Trên người tinh huyết một giọt đều không dư thừa. Không hề nghi ngờ tất cả đều bị huyết anh cấp hút khô rồi tinh huyết. Thật sự là huyết anh vừa khóc máu chảy thành sông. Dầm. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Hắn đôi mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm xa ở 10 mét ngoại Kim 13 thây khô bên nằm trên mặt đất huyết anh, nhịn không được nhưng dùng mình. Giờ khắc này hắn trong óc toát ra một ý niệm tới, không chút do dự xoay người rời đi. Không bao giờ chiếm nhiên cái này huyết anh. Có lẽ hắn lựa chọn thật sự sai rồi. Cái này trẻ con chính là một cái đại khủng bố, trước mắt là trẻ con thời kỳ, cũng đã như thế đáng sợ, thậm chí là có thể nói tà ác, nếu là theo thời gian tăng trưởng, hắn lớn lên lúc sau đâu. Sẽ là cái dạng gì? Dương Nghị Vân không dám tưởng đi xuống. Đích xác mới vừa tiếp xúc sau, huyết anh đối hắn thực ỷ lại, chính là đó là bởi vì hiện tại là trẻ con. Nhưng lớn lên lúc sau đâu? Trước sau 10 tích sinh mệnh chi thủy đều không có bất luận cái gì tác dụng, dùng thần hồn đi tia, acet, cũng bị huyết anh trong cơ thể lực lượng bắn ngược trở về, căn bản là vô pháp bảo đảm có không khống chế huyết anh. Vạn nhất về sau mất khống chế đâu? Này kiếm hai lưỡi. Thậm chí là thật lớn bom. Dù sao giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng đối huyết anh là đích xác sợ hãi. Cắn răng một cái Dương Nghị Vân xoay người chuẩn bị liền thứ rời đi, huyết anh liền tính là có thể mang cho hắn thật lớn ích lợi, giờ này khắc này hắn cũng không nghĩ muốn. Đi rồi ba bước, lại là. Dương Nghị Vân nâng lên bước thứ tư mãi không ra đi. Bởi vì phía sau truyền đến một tiếng, ba ba. Thật là huyết anh ở kêu to hắn ba ba. Dương Nghị Vân nghe thế một tiếng ba ba, nội tâm đều là run lên. Đây là hắn kêu huyết anh câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân nâng lên chân bước thứ tư, liền như vậy dừng hình ảnh xuống dưới, hắn nội tâm vô cùng dãy giụa.
mà lúc này Dương Nghị Vân đối diện đó là Huyền Ngang Nhau Người. Đối với Huyền Ngang Nhau Người mà nói, Huyết Anh vừa rồi hai tiếng khóc thút thít, trực tiếp chôn vùi sở hữu ngũ hành gia tộc người, biến thành thây khô, bọn họ kỳ thật tưởng so Dương Nghị Vân càng nhiều, càng thêm sợ hãi. Đương nhìn đến Dương Nghị Vân xoay người mà đến, muốn từ bỏ Huyết Anh thời điểm, nói thật Huyền Ngang Nhau Nhân Tâm quả thực là một cục đá lớn rơi xuống đất. Từ bỏ Huyết Anh, đối Dương Nghị Vân hảo, đối Vân Môn Thần Cảnh đều hảo. Đúng sự thật tiếp tục mang theo Huyết Anh, chờ Huyết Anh ta từng ngày lớn lên, có thể nghĩ, hôm nay bực này tình huống ở Vân Môn bùng nổ một lần, sẽ là cái gì hậu quả? Ai có thể chân chính khống chế được cái này thiên địa dựng dục, từ vô số tu la cùng cổ thần tộc sau khi chết tinh huyết chi lực biến thành Huyết Anh đâu? Quả thực là đại khủng bố a. Nhưng là nghe được Huyết Anh một tiếng ba ba sau, Dương Nghị Vân lại một lần dừng lại. Huyền Ngang Nhau Người tâm là thật huyền lên. Mọi người đều hy vọng Dương Nghị Vân làm ra chính xác lựa chọn, nhưng đừng làm ra cái gì ngày sau hối hận không vội sự tới. Ba ba, lại là một tiếng kêu to vang lên, Bi Bô Tập nói trẻ con học được nói chuyện ngữ khí, có thể hòa tan băng sơn. Nhưng nghe ở Huyền Ngang Nhau Người trong tai, này một tiếng ba ba chính là bùa đòi mạng, chính là bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu triệu hoán. Một đám trong lòng đều cầu nguyện Dương Nghị Vân có thể kiên quyết rời đi, đừng quay đầu lại. Chính là, chung quy Huyền Ngang Nhau Người đều thất vọng rồi. Bởi vì Dương Nghị Vân lại chuyển qua thân đi. Hô! Dương Nghị Vân nội tâm giãy giụa một hồi lâu, nghe tới Huyết Anh kêu to ba ba thời điểm, hắn vô cùng rối rắm, nhắm mắt thời điểm mãn đầu óc đều là Huyết Anh kia cùng chính mình ngũ quan bảy phần tương tự trẻ con gương mặt. Dạy hắn nói chuyện, giáo đệ nhất thanh chính là ba ba. Còn đặt tên Dương Tu Đạo, cùng chính mình họ. Còn thu làm quan môn đệ tử. Này đó nhưng đều là chính hắn làm. Dương Nghị Vân nội tâm đang hỏi chính mình, người phải làm cái không phụ trách nhiệm, thất tín bội nghĩa người sao? Người sợ hãi. Người sợ một cái trẻ con. Kia không phải bình thường trẻ con, là Huyết Anh, là thiên địa dựng dục mà sinh, là nửa tu la bán thần máu ra đời trẻ con. Thì tính sao đâu, thành thần thành ma, tất cả tại ngươi dạy đạo. Bất luận cái gì sinh linh sinh ra không có ác, tiếp ở giáo hóa, nếu ngươi bởi vậy mà sợ hãi, đó là ngươi vô năng. Không, lão tử đường đường Dương Nghị Vân, Vân Môn Thần Cảnh chi chủ, Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, ngay cả Hỗn Độn chung chung đều với lão tử có quan hệ, năm đó Trường Thanh Thánh Nhân chấp niệm đều không đảm đương nổi lão tử nhất bái, vì cái gì sợ một cái trẻ con, nếu làm nhân gia sư phụ, liền phải phụ trách nhiệm. Này đó là Dương Nghị Vân nội tâm giãy giụa. Cuối cùng Dương Nghị Vân chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi, lại một lần xoay người sang chỗ khác. Hắn phải đối Huyết Anh phụ trách. Quay người lại trong tầm mắt thấy được Huyết Anh cư nhiên bò ngồi dậy, giờ phút này con mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Ba ba. Lại là một tiếng ba ba. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nội tâm đối Huyết Anh sợ hãi hoàn toàn tan thành mây khói. Thay thế chính là vô cùng kiên định. Làm người liền phải có đường gánh, phụ trách nhiệm. Hắn đánh không mà đi. Đi vào Huyết Anh trước người, ngồi xổm xuống thân đem Huyết Anh ôm ở trong lòng ngực. Cảm giác Huyết Anh cái đầu lại dài quá một ít, khó trách vừa rồi có thể chính mình bò dậy ngồi dưới đất. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn Huyết Anh, gằn từng chữ, từ đây lúc sau không còn có Huyết Anh, chỉ có ta Dương Nghị Vân quan môn đệ tử Dương Tu Đạo, ngày nào đó nếu là ngươi gây ra họa đoan, khiến cho ta cái này làm sư phụ đi gánh vác đó là. Ha ha ha, ba ba. Bị Dương Nghị Vân bế lên tới sau Huyết Anh khanh khách mà cười trong miệng hàm hồ kêu ba ba. Giờ khắc này nhìn qua, hắn chính là cái thuần tịnh trẻ con. Nếu quả không phải chính mắt thấy vừa rồi phát sinh hết thảy, ai có thể nghĩ đến này trẻ con, vừa rồi khủng bố đâu. Dương Nghị Vân ôm Huyết Anh đi hướng Huyền Ngang Nhau Người, hắn vừa rồi tự nhiên thấy được Huyền Ngang Nhau Người cỡ nào hy vọng hắn đem Huyết Anh ném xuống, cũng biết Huyền Ngang Nhau Nhân Tâm lo lắng. Nhìn bọn họ Dương Nghị Vân cười cười nói, đi thôi, các ngươi suy nghĩ ta cũng là biết được a, ta chỉ nói một câu, từ hôm nay trở đi trên đời lại vô Huyết Anh, có chỉ là ta Dương Nghị Vân quan môn đệ tử Dương Tu Đạo, ai cũng không cần nhắc lại Huyết Anh việc, như thế ngày nào đó Dương Tu Đạo gặp rắc rối, ta một mình gánh chịu. Cần tuân thần tôn pháp chỉ. Mọi người thấy Dương Nghị Vân toàn sở không có nghiêm túc, lấy thần tôn thân phận mở miệng, liền biết hắn đã làm ra cuối cùng quyết định, tuy rằng đại gia bất an. Nhưng cũng không ai dám đi phản bác, chỉ có thể phục tùng. Chỉ mong về sau sẽ không có việc gì đi. Kế tiếp tìm được rồi hùng hoan lúc sau, Dương Nghị Vân liền chuẩn bị đi ra quỷ mị chiến hồn tràng, đi xuống một chỗ phía tây biển máu đi.
phía trước cùng thần nông Càng Minh ở bên nhau thời điểm, như thế nào ở chúng thần vực rèn luyện lộ tuyến đều từng có quy hoạch. Hiện tại thẳng tắp rời đi nơi này đi. Quỷ mị chiến hồn chàng tu la chàng hành trình, đại gia mài rũa cũng đủ rồi, có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Lớn nhất thu hoạch là, Dương Nghị Vân thu cái quan môn đệ tử Dương tu đạo. Đương nhiên trong đó Medusa cùng Sa Hồ bà đều có cơ duyên bước vào luyện thiên đạo quy tắc năm trọng trình tự. Những người khác trải qua sinh tử lại cũng rèn luyện đạo tâm, đều tính không tồi. 3 tháng sau, Dương Nghị Vân đám người đi ra quỷ mị chiến hồn chàng phạm vi, tới rồi phía tây biển máu giáp giới khe hở nơi. Đông Tây Nam Bắc kỳ thật đều là tương liên, mặc kệ cái kia phương hướng đi ra tới rồi tương liên khe hở nơi tương đối chính là an toàn. Không đủ bọn họ này một đường đi tới cũng không có lại đụng vào đến quá thế lực khác cướp đoạt huyết anh, nhưng thật ra đụng phải một ít huyết thú, nhưng đều bởi vì huyết anh tồn tại chạy trối chết. Nào đó trình độ thượng, huyết anh thành đại gia hành tẩu chúng thần vực bảo hộ phù. Đi ra quỷ mị chiến hồn chàng sau, Dương Nghị Vân hạ lệnh làm ngắn ngủi tu trình, bước tiếp theo liền đi trước phía tây biển máu. Tiến vào chúng thần vực thế giới, có thể đi địa phương đông nam tây bắc trung ngũ phương nơi, ra trung tâm nơi. Mặt khác tứ phương đều có thể đi đi một chút nhìn xem, mỗi một chỗ đều có bất đồng. Mặt khác càng quan trọng một chút là, Dương Nghị Vân muốn tìm đến thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng chúng nó. Chỉ cần ở chỗ này liền nhất định có thể tìm được, đi biển máu lúc sau, cuối cùng chính là phương bắc huyết thú núi non, cuối cùng mới là trung tâm. Hiện tại xem như đã đặt chân qua phía nam máu lâm cùng phía đông quỷ mị chiến hồn chàng. Ba đói. Ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm. Huyết Anh mở miệng nói chuyện. Ta không phải nói sao, về sau muốn kêu sư phụ. Dương Nghị Vân cười khổ, trong tay vung lên tam tích sinh mệnh chi thủy cho Huyết Anh. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Huyết Anh lại trưởng thành một ít, hiện tại đã có thể chậm rãi học đi đường, học tập nói chuyện cũng đọc từng chữ rõ ràng một mảng lớn, mặt khác đều hảo, duy độc chính là đối Dương Nghị Vân vẫn luôn kêu ba ba. Sửa đúng quá rất nhiều lần, làm kêu sư phụ, Huyết Anh cũng sửa bất quá tới. Cảm ơn ba ba. Huyết Anh nuốt tam tích sinh mệnh chi thủy, thỏa mãn vô cùng, thực lễ phép nói lời cảm tạ. Đương nhiên lễ phép này đó đều là Dương Nghị Vân mấy ngày này dạy cho hắn. Nói chuyện thực linh hoạt liền cưỡi ở Dương Nghị Vân trên cổ. Này dọc theo đường đi Huyết Anh kỳ thật thực ngoan ngoãn. Đây là làm Dương Nghị Vân vui mừng, từ bắt đầu đến bây giờ, đều còn xem như nghe lời, không làm ầm ĩ, đói bụng liền tìm Dương Nghị Vân muốn sinh mệnh chi thủy ăn. Mặt khác thời gian đều là cưỡi ở Dương Nghị Vân cổ, dùng tò mò ánh mắt đánh giá thế giới này hết thảy, đường Dương Nghị Vân cùng huyền ngang nhau người nói chuyện phiếm thời điểm, có đôi khi cũng sẽ lộ ra tự hỏi bộ dáng, thoạt nhìn tính cách thực nội hướng. Dương Nghị Vân nói cái gì, Huyết Anh liền sẽ làm cái gì? Đây là phi thường lạc quan trạng thái. Trước mắt mới thôi Huyết Anh cũng chưa biểu hiện ra cái gì tà ác dấu hiệu, làm Dương Nghị Vân cùng huyền ngang nhau người đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sợ là sợ theo Huyết Anh dần dần lớn lên, sẽ lộ ra tà ác một mặt tới, thậm chí là mất khống chế. Còn hảo đều không có. Đứa nhỏ này hiện tại chính là một trương giấy trắng, Dương Nghị Vân từ đầu tới đuôi đều dạy dỗ, giáo huấn cấp Huyết Anh nhiều nhất đó là thiện niệm, cái gì giúp người làm niềm vui, tôn sư trọng đạo từ từ, dù sao tam quan đắp nặn thượng, Dương Nghị Vân là tay cầm tay tự tay làm lấy. Mà Huyết Anh biểu hiện cũng đúng vậy như hắn mong muốn hảo. Thậm chí còn hài tử đều có điểm yếu đuối. Này ngược lại là Dương Nghị Vân nhất hy vọng nhìn đến. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Huyết Anh tiềm lực. Vừa khóc làm thiên tộc ngũ hành gia tộc hơn trăm hào người diệt vong tình cảnh đến nay ở hắn trong óc xoay quanh. Cho nên Dương Nghị Vân phi thường rõ ràng, Huyết Anh tính cách càng là yếu đuối càng tốt, một khi bùng nổ, hậu quả đều là không dám tưởng tượng, là sẽ mất khống chế. Yếu đuối một chút càng tốt, dù sao hắn thanh trừ. Đối mặt ác liệt cục diện, Huyết Anh là sẽ không có hại. Nói trở về, Huyết Anh thật sự không lỗ đúng vậy thiên địa dựng dục mà ra tinh linh, ngộ tính phương diện quả thực cao đáng sợ, Dương Nghị Vân có đôi khi dạy dỗ hắn một ít đạo lý, hắn sẽ suy một ra ba, ngược lại là làm Dương Nghị Vân nghẹn lời không biết như thế nào trả lời. Vốn đang nghĩ truyền thụ hắn một ít tu luyện phương pháp từ từ, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, trở về sau trở lại Vân Môn lại nói, tạm thời đem Huyết Anh mang theo trên người. Cho hắn giáo huấn một ít nghe lời quan niệm liền hảo. Hắn không hy vọng một ngày kia Huyết Anh mất khống chế lúc sau, không có biện pháp xong việc, cho nên hiện tại liền giáo huấn nghe lời thiện niệm tam quan, có lợi cho về sau trưởng thành. Cho tới bây giờ,
Huyết Anh cũng như cũ không cho bất luận kẻ nào chạm vào ai có hại. Đương nhiên cũng không phải Huyết Anh chính mình chủ động công kích, Dương Nghị Vân phát hiện là Huyết Anh trong cơ thể có lực lượng tự phát công kích người khác. Trừ bỏ Dương Nghị Vân, ai cũng tiếp cận không được Huyết Anh. Huyết Anh trong cơ thể lực lượng, liền tính là Dương Nghị Vân cũng đều vô pháp nhìn thấu, càng là không dám đi quan sát, đối với cái này Dương Nghị Vân chỉ là làm Huyết Anh học chính mình khắc chế, thao tác hảo cảm xúc, đừng công kích người một nhà liền hảo. Huyết Anh tuy rằng gật đầu, nhưng là có thể làm được hay không Dương Nghị Vân không biết. Nói đến cùng Huyết Anh vẫn là cái trẻ con mà thôi, hiện tại hình thể cùng linh trí nhiều nhất chính là 2 tuổi mà thôi. Này vẫn là trong khoảng thời gian này trưởng thành lúc sau mới có. Nhưng đích xác Huyết Anh thân thể tố chất cường đại vô cùng, Dương Nghị Vân đều không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ rất mạnh cái loại này. Cho nên đừng nhìn như vậy điểm nhỏ, nói chuyện cùng đi đường đều đã có cơ sở. Nói nhi hảo hảo đợi đừng nhúc nhích phi sư tóc. Dương Nghị Vân ngồi xuống sau, Huyết Anh liền chảo hắn tóc, tiểu hài tử tò mò vẫn là có điểm. Nga Huyết Anh theo tiếng lúc sau liền bất động, ôm Dương Nghị Vân đầu dán đầu chuẩn bị ngủ. Dương Nghị Vân cười khổ nói. Nói nhi ngươi xuống dưới đi chơi một hồi hảo sao. Ba ba, nói nhi không nghĩ rời đi ba ba, nói nhi ngủ ngủ. Nãi thanh nãi khi nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng từ Huyết Anh trong miệng nói ra. Dương Nghị Vân chỉ có thể cười khổ, này dọc theo đường đi hắn làm Huyết Anh thử chính mình đi đường, tiểu tử này liền không đi, trước sau đãi ở trên người hắn, đương nhiên ngay từ đầu là hắn ôm vào trong ngực, sau lại trưởng thành một vòng sau, nhưng thật ra không cần ôm, nhưng lại cưỡi ở trên cổ. Chính là rời đi Dương Nghị Vân. Hảo hảo hảo, nói nhi ngoan, ngủ đi. Dương Nghị Vân không có biện pháp. Trong lòng nghĩ chờ Huyết Anh ở lớn lên một chút có lẽ thì tốt rồi. Huyền ngang nhau người nhìn Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh chi gian ở chung, nội tâm kia phân lo lắng, cũng đều tiêu tán không ít. Như thế tình huống xem ra, thần tôn đại nhân là hoàn toàn có thể dẫn đường hảo Huyết Anh, kỳ thật bọn họ lo lắng nhất chính là, Huyết Anh phản vệ Dương Nghị Vân. Mà ngày sau nếu là trở lại vân môn thần cảnh lúc sau, Huyết Anh mất khống chế thương người một nhà. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có gì. Huyết Anh biểu hiện thực rất ngoan ngoãn xảo, ngay cả bọn họ đều nhìn đáng yêu, muốn đi ôm một cái đậu một đậu, bất quá có ngạo nắng ấm xa hồ bà vết xe đổ, mọi người đều nhìn xuống, đều biết Huyết Anh chỉ nhận Dương Nghị Vân một cái, ai tới gần ai có hại. Mọi người đều tại chỗ nghỉ ngơi, bước tiếp theo liền chuẩn bị đi biển máu. Dương Nghị Vân làm Huyền cùng cấp kêu to nói một chút biển máu hoàn cảnh, hắn từ đại đạo điện điển tịch chung biết đến những cái đó, hơn nữa phía trước thần nông càng minh giảng thuật, có thể biết nhiều hơn một ít đều một phần chỗ tốt. Mọi người ở đây thảo luận biển máu thời điểm, mỗi một khắc ghé vào Dương Nghị Vân trên cổ ngủ Huyết Anh Dương Tu Đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Ba ba, Huyết Anh mở miệng kêu Dương Nghị Vân một tiếng. Nói nhi như thế nào không ngủ? Dương Nghị Vân còn tưởng rằng đứa nhỏ này lại đói bụng. Mà Huyết Anh còn lại là nâng lên tay nhỏ chỉ hướng về phía chân trời. Dương Nghị Vân nghi hoặc theo Huyết Anh tay nhỏ nhìn lại. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Chúng thần vực thế giới thiên địa đều tối tăm hoàng hôn sắc, phía chân trời thượng xám xịt, có sương mù, đặc thù hoàn cảnh dưới, đại gia là không dám trời cao phi hành, đa số thời điểm là ở lục địa hành tẩu. Ba ba, người tới. Huyết Anh chỉ vào phía chân trời lại nói một câu. Lúc này đây Dương Nghị Vân lại là bỗng nhiên đằng một chút đứng dậy đứng lên, đồng tử co rút lại, hắn cảm nhận được một cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở xuất hiện, đúng là Huyết Anh sở chỉ phía chân trời phương hướng. Ngay sau đó quả nhiên ở xa xôi nơi xuất hiện một chút ánh sáng, nhưng là thực mau càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng gần. Trong nháy mắt liền đến bọn họ trên không. Lại là một người tuổi chừng mạo điệt chi tướng lão giả xuất hiện. Người tới uy áp hơi thở càng ngày càng cường, che trời lấp đất đối với bọn họ mà đến, hiển nhiên, người tới không có ý tốt. Huyền ngang nhau người ở Dương Nghị Vân đứng dậy lúc sau, cũng đều phát hiện không đúng, một đám vội vàng đứng dậy, quay chung quanh ở Dương Nghị Vân bên người, toàn thân đều căng chặt lên. Chủ nhân là Hợp Đạo, 33 thiên điện thiên thánh điện tam đại pháp tôn chi nhất, đệ tam pháp tôn hư sơ, Hợp Đạo một tầng. Thuần Dương Kim Cương đi tới mang theo một tia âm dung. Dương Nghị Vân nghe được ra tới Thuần Dương Kim Cương rất sợ người này. Mà Dương Nghị Vân chính mình cũng không nghĩ tới, Hợp Đạo cấp bậc cường giả sẽ nhanh như vậy tìm tới hắn. Tới cư nhiên vẫn là lão oan gia 33 thiên điện thiên thánh điện tam đại pháp tôn chi nhất, đế tôn dưới tòa tam đại pháp tôn,
Lúc trước Dùng Đoạn Thân mới vừa nói là sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi là có người mạo phạm 33 thiên điện, hoặc là đụng tới thiên tộc sinh tử tồn vong mới có thể ra tay. Mà hiện tại nơi này là chúng thần vực thế giới, ngày đó hắn chém giết Diệp Hàn Băng thời điểm, Diệp Hàn Băng liền nói quá sẽ có hợp đạo tìm hắn báo thù, Dương Nghị Vân không cho là đúng. Bởi vì ở thần giới có cái bất thành văn quy củ là, hợp đạo cường giả sẽ không đối hợp đạo cảnh dưới thần linh ra tay. Hiện tại xem ra lời này cũng không hẳn vậy. Cái này kêu hư sơ hợp đạo cường giả xuất hiện ở chỗ này, biểu hiện là hướng về phía hắn tới. Chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là cho Diệp Hàn Băng báo thù, hoặc là chính là hướng huyết anh mà đến. Hợp đạo cường giả xuất hiện, mọi người đều khẩn trương. Bao gồm Dương Nghị Vân cũng là, đây là hắn chân chính ý nghĩa mặt trên đối hợp đạo địch nhân. Cứ việc hắn đối chính mình tu vi có tin tưởng, có thể làm được cùng cảnh giới nghiền áp. Nhưng chân chính đối mặt hợp đạo cấp bậc cường giả thời điểm, lại là trong lòng không đế, bởi vì hắn cảm nhận được hư sơ phát ra uy áp hơi thở phi thường cường đại, so với cường đại một mảng lớn. Càng làm cho Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất cảm nhận được hư sơ tiến đến là tiểu đồ đệ Dương Tu Đạo. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này, tới không tốt, kế tiếp như thế nào ứng đối mới là hạng nhất đại sự. Tuy rằng nghe Thuần Dương Kim Cương nói hư sơ là hợp đạo một tầng, xem như hợp đạo năm đại trình tự trung thấp nhất cảnh giới, nhưng kia cũng là hợp đạo, hắn chưa từng có chiến đấu đều hợp đạo. Lúc trước nghiền áp cửu lê tộc năm đại thiên đạo năm trọng thời điểm, hắn cảm giác chính mình lúc ấy liền tính đối mặt hợp đạo cường giả, cũng có một trận chiến chi lực, nhưng hiện tại lại là trong lòng không đế. Không cần hắn phân phó một chúng thủ hạ đều như lâm đại địch tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này lại thấy đối phương đạp hư mà đến, đi bước một từ phía chân trời đi xuống tới, dừng ở mặt đất, liền ở 20 mét nơi. Bản tôn thiên thánh điện pháp tôn hư sơ. Đối mặt Dương Nghị Vân, hư sơ nhàn nhạt mở miệng, lại là khí chàng cường đại khẩn, vô hình bên trong có loại cao cao tại thượng siêu nhiên. Dương Nghị Vân nghe đối này đi lên liền cao cao tại thượng tự báo ra môn, thật đúng là có điểm không thói quen, hắn không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm đối phương xem. Nhưng thật ra muốn nhìn cái này kêu hư sơ lão quái vật muốn như thế nào đối phó chính mình. Ngươi chính là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân Dương Nghị Vân. Hư sơ nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hỏi chuyện. Là ta, Dương Nghị Vân trả lời, kỳ thật hắn biết chính mình hết thảy đối phương tất nhiên đều biết được. Hơn nữa lúc này hắn nhìn đến hư sơ hai mắt thẳng lăng lăng dừng ở huyết anh trên người. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là hướng về phía huyết anh mà đến. Quả nhiên ngay sau đó chỉ nghe hư sơ mở miệng nói, bản tôn không nghĩ lạc một cái ỷ lớn hát yêu ta nhỏ thanh danh, tiểu gia hỏa ngươi đem huyết anh kêu ra tới, hôm nay ta liền không vì khó ngươi. Dương Nghị Vân ha hả cười lạnh, ngươi nhưng thật ra đủ trực tiếp, nhưng ta làm không được. Đối mặt hắn trả lời, hư sơ tựa hồ sớm có đoán trước, không hề có sinh khí, mà là sâu kín nói, vốn đang nghĩ bản tôn đối với ngươi một cái tiểu bối ra tay không thích hợp, nhưng là nếu như thế. Vậy là tốt rồi làm, huyết anh trưởng thành lên lúc sau, chính là tam giới tai ương họa, ngươi không gọi ra tới, bản tôn liền có lý do giết ngươi. Ha ha, lão bất tử hà tất nói được như vậy đường hoàng, hắn chỉ là cái trẻ con mà thôi, liền tính là ra đời ở tu la tràng, nhưng cũng là thiên địa dựng dục, càng có thần tính, đâu ra cái gì họa loạn tam giới, chê cười. Dương Nghị Vân chút nào không cho. Tiểu bối, miệng lưỡi khả năng vô dụng, người đường bản tôn nói bậy, ha ha. Huyết anh đáng sợ ngươi tưởng tượng không đến, ngươi cũng càng khống chế không được, bản tôn lặp lại lần nữa, giao ra đây, bản tôn đối với ngươi võng khai một mặt, ngươi cùng 33 thiên điện những cái đó ân oán, cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không giết ngươi. Hư mới nhìn Dương Nghị Vân tựa hồ chính là như là cho rằng quý tộc đối cấp thấp bình dân coi rẻ. Chê cười, muốn chiến liền chiến, tiểu gia ta trước nay chưa sợ qua bất luận cái gì uy hát yêu ta. Dương Nghị Vân toàn thân hơi thở bùng nổ. Trực tiếp thúc giục 10 đại đạo thụ chi lực. Mà bên người huyền ngang nhau người cũng đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ha ha, người muốn tìm chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Hư sơ cười lạnh, lại là tại hạ một khắc một bước bước ra, đối với Dương Nghị Vân đám người vung lên ống tay áo. Hô hô, tức khắc cuồng phong gào thét. Dương Nghị Vân sớm đã có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, công. Cơ hồ cùng thời gian, mọi người bùng nổ thần lực. Đối với hư sơ công kích, oanh, hai bên giao phong, một tiếng nặng nề, phốc, Dương Nghị Vân toàn lực dưới còn thúc giục 10 đạo nói thụ chi lực,
nhưng lại chỉ cảm thấy ngực như là bị búa tạ một kích, nhìn không được phun ra một búng máu dịch. A, à, đến nỗi hắn bên người những người khác còn lại là trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Liền như vậy một chút, tương đương là mọi người hoàn bại. Một kích dưới, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được bọn họ cùng hư sơ chi gian chênh lệch, hoặc là nói thiên đạo quy tắc năm trọng hòa hợp nói chi gian chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Nghe tới chính là kém một cái cảnh giới mà thôi, một cái quan khẩu, nhưng trung gian phát hiện thực sự khác nhau như trời với đất. Căn bản liền không hề một cấp bậc thượng. Cho hắn cảm giác thật giống như là bọn họ một đám 3 tuổi tiểu hài tử đối mặt một cái tinh tráng đại hán quét ngang. Hai bên ở lực lượng trình tự thượng, hoàn toàn không hề một cấp bậc. Thậm chí còn, Dương Nghị Vân cảm nhận được làm hắn vô cùng khiếp sợ hơi thở, cư nhiên mọi người thiên địa chi gian tồn tại lực lượng, đều ở hư sơ trên người thể hiện ra tới. Cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn sở dĩ cho tới nay năng lực áp cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến chiến đấu, đa số dưới tình huống là bởi vì hắn thể chất đặc thù, có được 10 đại đạo thụ, đây chính là đại biểu 10 đại thuộc tính chi lực. Đây là hắn thể chất đặc thù cùng tu luyện công pháp đặc thù. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở hư sơ trên người cư nhiên cũng cảm nhận được rất nhiều lực lượng thuộc tính tồn tại. Chẳng lẽ hư sơ cũng là cái 10 đại thuộc tính tu luyện giả? Ngẫm lại Dương Nghị Vân lại cảm thấy không quá khả năng. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, rốt cuộc minh bạch, không phải 10 đại thuộc tính chi lực, mà là 5 đại quy tắc viên mãn. Bởi vì hắn giờ phút này nhìn đến ở hư sơ quanh thân vần quanh thực chất hóa 5 loại nhan sắc, hắc, bạc, lục, hôi, bạch, đây đúng là 5 đại quy tắc hắc ám, quang minh, sinh mệnh, tử vong, không gian đặc thù. Ở bọn họ cái này giai đoạn, chỉ là đối 5 đại quy tắc hiểu được theo đối, rất ít có thể thực chất hóa, mà hiện tại thực chất hóa 5 đại quy tắc chi lực tất cả đều xuất hiện ở hư sơ trên người, hơn nữa hơi thở cường đại không nói, làm Dương Nghị Vân cảm nhận được đúng là khí hơi thở. Thực chất hóa 5 khí chi lực. Quy tắc chi lực trọng điểm lúc sau chính là khí chi lực. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cùng hợp đạo cấp bậc chi gian tồn tại chênh lệch, bọn họ mấy ngày này nói quy tắc có khả năng dùng lực lượng vẫn như cũ vẫn là sơ cấp quy tắc là thần lực giai đoạn, mà hợp đạo còn lại là quy tắc thần lực cực hạn tinh hoa khí chi lực, hoàn toàn là hai khái niệm. Cũng khó trách bọn họ nhiều người như vậy bị hư mùng một phất tay đến chi gian tất cả đều bị thua, ở vào hạ phong. Đối phương sử dụng là lực lượng căn nguyên, mà bọn họ còn lại là nhược hóa một cấp bậc. Dương Nghị Vân biết đấu không lại. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp. Hư sơ lần thứ hai bước ra một bước mà đến, 5 đạo thực chất hóa khí chi lực trực tiếp đối với hắn bao phủ mà đến. Dương Nghị Vân không còn biện pháp, biết rõ đều bất quá, khá vậy không tính toán ngồi chờ chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, 10 đại hợp nhất, hỗn độn chín đánh. Thịch 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 thịch. Hắn tế ra hỗn độn chung, trực tiếp ra tay chính là liên tiếp chín vang. Thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại thuộc tính nói thụ chi lực, nháy mắt hợp nhất thúc dục hỗn độn chung đón nhận hư sơ 5 đại khí chi lực. Này xem như hắn cường đại nhất lực lượng, hơn nữa vẫn là thúc dục hỗn độn chung bực này chí bảo. Liên tính là như thế, hắn cũng không xác định có thể hay không kháng đến hạ hư sơ lúc này đây công kích. Đối phương lần này công kích so với phía trước tùy tay vung lên càng cường đại hơn. Ầm ầm ầm, hỗn độn trung kim quang đại tác, 9 đạo khắc văn lộng lấy bùng nổ, 9 thanh trung vang vang vọng thiên địa, kinh sợ nguyên thần. Lại là đón nhận hư sơ 5 đạo khí chi lực. Nhưng là Dương Nghị Vân tại hạ một khắc liền tuyệt vọng. Một trận nổ vang lúc sau, hư sơ 5 khí chi lực hoàn toàn cuốn tịch hỗn độn trung, ngay lập tức chi gian áp chế đi xuống, làm hỗn độn trung ảm đạm đi xuống. Ngay sau đó một đạo dư ba khí chi lực bá một chút dừng ở trên người hắn. Dương Nghị Vân lần này trực tiếp hộc máu bay ngược lên. Hắn cảm giác chính mình toàn thân sở hữu xương cốt đều đứt gãy. Sau đó không chờ hắn bay ra đi rất xa, liền nhìn đến hư sơ đứng ở tại chỗ đối với hắn hư không một chảo. Dương Nghị Vân liền cảm thấy hắn cổ căng thẳng, nháy mắt liền xuất hiện ở hư sơ trong tay, bị hắn nắm cổ. Giờ phút này Dương Nghị Vân nói không ra lời, hít thở không thông tới. Ta và ngươi liều mạng. Phía sau vang lên huyền cùng thanh âm. Dương Nghị Vân cảm nhận được huyền ngang nhau người vọt lại đây. Nhưng là chỉ nghe hư sơ hừ lạnh một tiếng, tìm chết. Vung tay lên chi gian, huyền ngang nhau người lại một lần bay ngược đi ra ngoài, lúc này đây không còn có người bỏ dậy. Hợp đạo cường giả, phất tay chi gian, hoàn toàn nghiền áp thiên đạo quy tắc. Lúc này hư sơ mới nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân cười lạnh nói,
tiểu bối xem ra ngươi là một chút cũng không biết thiên đạo quy tắc hòa hợp nói chi gian chênh lệch, trưởng bối nhà ngươi chẳng lẽ chưa cho ngươi giảng quá sao? Đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không cần vậy đi tìm chết đi. Dương Nghị Vân cảm nhận được theo hư sơ nói chuyện, hắn bắt lấy chính mình cổ tay, thật lớn lực lượng liền phải bùng nổ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng nãi thanh nãi khí, nhưng lại mang theo phẫn nộ thanh âm vang lên. Người xấu, buông ra bà ba. Nhưng còn không phải là huyết anh Dương tu đạo thanh âm sao? Huyết anh vẫn luôn đều ghé vào Dương Nghị Vân sau lưng trên cổ. Lúc này thấy được Dương Nghị Vân bị hư sơ bắt được cổ, lại là mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân cũng nghe tới rồi, trong lòng lại là một trận vui mừng đồng thời, cũng dâng lên một tia hy vọng. Người xấu, người tốt bực này từ ngữ đều là hắn dạy cho huyết anh. Huyết anh Dương tu đạo mở miệng, làm tất cả mọi người dâng lên ý tứ hy vọng. Nơi xa huyền ngang nhau người, bị hư sơ tùy ý hai đánh tất cả đều đại thành trọng thương, nằm trên mặt đất cũng chưa bỏ dậy. Liền này, kỳ thật mọi người đều minh bạch, là hư sơ ngại với mặt mũi không có hạ sát thủ, nếu không bọn họ đã sớm bị giết, cũng may mắn thần giới cao giai cường giả chi gian đều có bất thành văn quy củ, hợp đạo cường giả không thể đối hợp đạo dưới thần linh hạ sát thủ. Không có giết, nhưng cũng bị thương nặng. Đến nỗi Dương Nghị Vân, lại là có huyết anh ở, cho hư mùng một cái cơ hội ra tay. Giờ phút này mọi người thấy Dương Nghị Vân bị hư sơ nắm cổ, sắp muốn quải, tất cả đều khẩn trương, không nghĩ tới huyết anh lại là nói ra một câu người xấu buông ra ba ba. Cái này làm cho huyền ngang nhau nhân tâm đều sinh ra một tia hy vọng, huyết anh cường đại quỷ dị, bọn họ đều không rõ ràng lắm, nhưng từ lúc ấy vừa khóc khóc dưới làm thiên tộc ngũ hành gia tộc hơn trăm hào người tất cả đều hóa thành thây khô tình huống xem. Nếu lúc này ai có thể tổ chức hư sơ sát Dương Nghị Vân, như vậy toàn trường cũng chỉ có huyết anh Dương tu đạo. Đương nhiên đại gia tuy rằng biết huyết anh quỷ dị, nhưng hư sơ là hợp đạo cường giả, hơn nữa bày ra ra tới thực lực, đối bọn họ mọi người bao gồm Dương Nghị Vân ở bên trong đều là nghiêng về một phía nghiền áp, cũng không biết huyết anh ra tay có thể hay không cứu Dương Nghị Vân, có thể hay không chiến bại hư sơ. Chung quy ở đại gia trong mắt huyết anh chỉ là cái trẻ con. Đối mặt chính là hợp đạo cấp bậc cường giả, là 33 thiên điện thiên thánh điện đế tôn dưới tòa tam đại pháp tôn chi nhất hư sơ. Dương Nghị Vân nghe được huyết anh nói chuyện lúc sau, kỳ thật hắn trong lòng cũng lo lắng lên, rốt cuộc hắn là trẻ con mà thôi. Mà hư sơ đâu? Ở nghe được huyết anh nói chuyện sau cũng là sửng sốt, hắn kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không để ý vẫn luôn đều ghé vào Dương Nghị Vân trên cổ huyết anh, liền tính là thiên địa dựng dục linh vật. Giờ phút này cũng chính là cái trẻ con mà thôi, ở trước mặt hắn phiên không dậy nổi sóng gió tới. Trong tay nhéo Dương Nghị Vân cổ, liền chuẩn bị bóp chết Dương Nghị Vân. Vốn đang không biết lấy cái gì lý do đối Dương Nghị Vân ra tay, nhưng huyết anh vừa lúc cho hắn lấy cớ đối Dương Nghị Vân hạ sát thủ, đế tôn tâm tư bọn họ tam đại pháp tôn đều minh bạch, nhưng đường đường pháp tôn hợp đạo cường giả không thể đối hợp đạo dưới thần linh ra tay, đây là thần giới chung nhận thức, là bất thành văn quy củ. Hiện tại còn lại là không có gì cố kỵ, vừa lúc giết Dương Nghị Vân, cũng coi như là cấp đế tôn giải quyết một cái phiền toái. Hư sơ đối Dương Nghị Vân động thủ hết sức, huyết anh mở miệng. Ngây người công phu, chỉ cảm thấy một đạo huyết quang chợt lóe mà đến. Hư sơ bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn đã không biết nhiều ít năm chưa từng có bực này cảm giác, trong lòng đều là nhảy dựng, cơ hồ là bản năng buông lỏng ra nhéo Dương Nghị Vân cổ tay, nhanh chóng về phía sau thối lui. Muốn né tránh này một đạo huyết quang chi lực. Oanh! Ngay sau đó hư sơ sắc mặt biến đổi, lại là một tiếng kêu rên. Nặng nề dưới xác thật bị này nói huyết quang công kích trong người, cư nhiên không có né tránh. Cái này làm cho hư sơ trong lòng trầm trọng lên. Hắn coi thường huyết anh. Một kích lúc sau, hư sơ lùi lại mấy chục mét. Dương Nghị Vân cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, từ hư sơ trong tay tránh được một mạng, hắn một chút sụi lơ trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc, sau lưng mồ hôi lạnh đều làm ướt quần áo. Hư sơ chi cường đại hoặc là nói vun vào nói cường giả cường đại thực sự vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là ngay sau đó hắn lại là sắc mặt biến đổi lớn tiếng nói nhi trở về. Trên cổ một nhẹ, lại là phát hiện huyết anh Dương tu đạo vèo một chút xông ra ngoài, mục tiêu đúng là hư sơ. Tuy rằng vừa rồi hắn biết là huyết anh cứu hắn, khá vậy không xác định huyết anh có thể đối chiến hư sơ. Nói đến cùng huyết anh vẫn là cái lớn một chút trẻ con, chẳng sợ trong thân thể hắn có lực lượng cường đại, nhưng tâm trí theo không kịp, đối thượng hư sơ bực này tu luyện không biết nhiều ít năm lão quái vật, kia cũng là muốn có hại. Hơn nữa hư sơ tiến đến,
mục tiêu chính là huyết anh, cái này huyết anh tiến lên, chẳng phải là ở giữa hư sơ lòng kẻ dưới này. Vạn nhất huyết anh bị hư sơ cấp thu đâu? Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, vội vàng kêu to. Nhưng chính là lúc này hắn nghe được huyết anh nãi thanh nãi khí phẫn nộ, người xấu không được đánh ba ba. Dương Nghị Vân nghe tiếng, nội tâm run rẩy. Hắn từ lúc bắt đầu nhận lấy huyết anh, đến dần dần thích thượng đứa nhỏ này, lại đến thủ thu làm quan môn đệ tử, hắn biết chính mình không có làm sai. Ai nói huyết anh tà ác? Tà, có thể lo lắng ba ba. Em bé bay vọt đi ra ngoài, hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến hư sơ. Đứa nhỏ ngốc a, kia chính là hợp đạo cường giả a. Dương Nghị Vân trong lòng hò hét. Nhưng huyết anh đã đến hư sơ trước mặt. Oa! Một tiếng bén nhọn đến cực điểm gầm rú vang lên. Dương Nghị Vân biết đây là huyết anh nguyên thần công kích. Cũng không biết đối hư sơ có tác dụng hay không. Dương Nghị Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lại thấy hư sơ cả người chấn động. Nhưng cũng chính là chấn động mà thôi, ngay sau đó lại là giơ tay khí chi lực đại tác phẩm, một chưởng chụp đánh hướng về phía huyết anh. Dương Nghị Vân lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết lúc này cũng không kịp ngăn trở, hư sơ một chưởng này nếu là đánh vào huyết anh trên người, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Cũng đối hư sơ cường đại lại có một tầng nhận thức, huyết anh nguyên thần công kích hắn chính là biết có bao nhiêu cường đại, nhưng là hư sơ cũng chính là cả người chấn động mà thôi, nhìn qua không có nhiều ít ảnh hưởng. Trực tiếp đối với huyết anh chính là một chưởng chụp đi. Oanh,